Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 168. Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Đáng tiếc, ngươi là kiếm tu, không thích hợp đi con đường của ta, đáng tiếc. Dương Diệp nhìn thoáng qua trường thương phía sau nam tử, hắn do dự một chút hỏi. Tiền bối có thể nhận thức Vũ Nghịch tiền bối không? Vũ Nghịch, trung niên nhẹ gật đầu. Nhận thức, Dương Diệp lại hỏi. Thực lực của tiền bối và hắn như thế nào? Trung niên cười nói. Thời kỳ đỉnh phong, hơi thua một bậc. Nghe vậy, Dương Diệp nở nụ cười, rất nhanh, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sau khi An Nam Tĩnh xuất hiện, ánh mắt trung niên lập tức rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Võ thần chi thể. Dương Diệp cười nói. Tiền bối, ngươi cảm thấy nàng thích hợp đạo của ngươi không? Trung niên mỉm cười. Đương nhiên. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ngươi nguyện cùng ta học thương đạo không? An Nam Tĩnh nói. Có mạnh mẽ không? Trung niên gật đầu. Tự nhiên. An Nam Tĩnh nói. Học. Nụ cười trên mặt trung niên mở rộng. Thương đạo của ta, chỉ có một thương, một trận chiến ra một thương, chỉ một thương là đủ. Nói xong, trung niên bắt đầu truyền thụ, hắn cũng không có cố kỵ Dương Diệp, hiển nhiên cũng muốn chỉ điểm Dương Diệp. Đối với cơ hội này, Dương Diệp đương nhiên sẽ nắm chắc, ngồi xếp bằng xuống, cùng An Nam Tĩnh lẳng lặng lắng nghe. Mà một bên, Tiểu Bạch Tả Hữu xem xét, sau đó lôi kéo Nhị Nha vụng trộm đi qua một bên, rất nhanh, nàng mang theo Nhị Nha tiến vào trong khe hẹp kia. Trên đường, Nhị Nha nhẹ giọng hỏi. Tiểu Bạch, người có phải muốn đi trộm bảo bối của người ta hay không? Trộm. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Trảo vung múa. Ý tứ của Tiểu Bạch là, cái kia không gọi trộm, kêu là mượn. Mượn. Nhị Nha nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Thế nhưng không thông qua chủ nhân đồng ý liền lấy đồ, cái kia chính là trộm, trộm đồ, có chút không tốt. Ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn, gia gia của nàng đã dạy nàng, không thể đi trộm. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Trảo nhẹ nhàng vung múa, ý tứ của nàng là, chủ nhân không đồng ý, đồ vật tự mình đồng ý là được rồi. Nhị Nha suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cũng phải, nhưng hình như ở đâu có điểm gì là lạ. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó lôi kéo Nhị Nha đi vào bên trong. Ba người Dương Diệp cũng không có để ý hai tiểu gia hỏa kia. Cứ như vậy, Tiểu Bạch và Nhị Nha nghênh ngang tiến vào trong khe hẹp. Cũng không lâu lắm, Tiểu Bạch và Nhị Nha ngừng lại, bên cạnh Nhị Nha, ánh mắt Tiểu Bạch như tinh quang sáng chói, Nhị Nha cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm. Ở trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha, có một tinh thạch, toàn bộ là tinh thạch màu tím đậm. Giới tinh. Vĩnh Hằng chi giới, có Vĩnh Hằng tiên tinh, Vĩnh Hằng thần tinh, nhưng chân quý nhất vẫn là Vĩnh Hằng giới tinh. Cái gọi là giới tinh, chính là thế giới chi linh ngưng tụ tinh thạch, loại tinh thạch này, là hết sức hiếm thấy, có thể nói, một viên Vĩnh Hằng giới tinh, ít nhất có thể đổi lấy 1.000 viên Vĩnh Hằng thần tinh, hơn nữa có tiền mà không mua được. Tác dụng lớn nhất của Vĩnh Hằng giới tinh, ngoại trừ có thể tăng cao tu vi, chính là bổ sung huyền khí, cường giả ngũ giới, chỉ cần dùng một viên, có thể trong nháy mắt bổ đầy huyền khí trong cơ thể. Nếu như hai người sinh tử giao chiến, thực lực ngang bằng, một viên Vĩnh Hằng giới tinh này vô cùng có khả năng chính là mấu chốt thủ thắng. Trừ lần đó ra, Vĩnh Hằng giới tinh còn có thể tăng cao tu vi, trong Vĩnh Hằng giới tinh, ẩn chứa một loại huyền khí, tên là giới khí. Trong thế giới, linh khí thuần khiết nhất. Loại linh khí này đối với tu vi có tác dụng rất lớn. Ví dụ như, giúp người đột phá cảnh giới. Giới khí, cũng là một trong thập đại linh khí, đều có tác dụng khác nhau. Mà giới khí, tác dụng chính là phá giới. Chỉ cần giới khí đủ, tu vi đủ, có thể mở luôn năm giới. Mà ở trong đó, chỉ ít có 300 viên Vĩnh Hằng giới tinh. 300 viên, có thể nói, coi như là Vĩnh Hằng chi giới, cũng phải vạn năm mới có thể sinh sôi nảy nở ra mấy trăm viên Vĩnh Hằng giới tinh. Tiểu Bạch Nhị Nha phát tài. Tiểu Bạch nhìn đống giới tinh kia chảy nước miếng, rất nhanh, Tiểu Trảo nàng vung lên, những Vĩnh Hằng giới tinh kia toàn bộ bị nàng thu vào. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó kéo Nhị Nha tiếp tục đi tới. Đi không biết bao lâu, Tiểu Bạch dừng lại, ở trước mặt nàng và Nhị Nha, nổi lơ lửng một đốm sáng trắng phau. Nhị Nha trừng mắt nhìn, sau đó nói. Đây là cái gì? Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó Tiểu Trảo nàng chiêu chiêu,
Quang đoàn bạch sắc lập tức đi tới trước mặt nàng và nhị nha. Tiểu bạch do dự một chút, sau đó tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ quang đoàn bạch sắc, trong chốc lát, toàn bộ quang đoàn bạch sắc lập tức tuôn ra vô số linh khí cực kỳ nhiều, tựa như vũ trụ hảo hán, vô cùng vô tận. Qua một hồi lâu, tiểu bạch thu hồi tiểu chảo, toàn thân giật mình, sau đó nàng ôm quang đoàn bạch sắc, cái mũi nhẹ nhàng hít hít. Xuy. Trong chốc lát, vô số linh khí tràn vào trong cơ thể tiểu bạch. Chỉ chớp mắt, linh khí của cả uyên giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh. Mà cặp mắt của tiểu bạch, cũng ở thời khắc này biến thành càng tím, không chỉ như thế, cái đuôi cũng dần dần xuất hiện màu tím nhạt. Qua một hồi lâu, nhị nha đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của tiểu bạch ngừng lại, sau đó nhìn về phía nhị nha nói khẽ. Tiểu bạch, hít hít một chút, đừng gắng gượng. Tiểu bạch nhìn nhìn, sau đó đưa quang đoàn tới trước mặt nhị nha do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng hít hít, vô số linh khí tràn vào cơ thể nhị nha giống như hút đủ nghiện, hấp không sai biệt lắm nửa khắc, hai lỗ tai của nhị nha đột nhiên dựng thẳng lên, không chỉ như thế, dưới da nàng, mạch máu đột nhiên rung động. Trong hồng mông tháp, tiểu ngưu, thái cổ chân long, thái cổ lệ hổ và vũ kỳ lân nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt mấy thái cổ đại yêu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bên ngoài, trung niên vốn đang truyền thụ đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía kẽ hở. Huyết mạch giác tỉnh. Huyết mạch giác tỉnh. Dương Diệp ngây cả người, tiếp đó thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, trung niên và An Nam Tính cũng đi theo. Ở chỗ sâu trong khe hở, thời điểm ba người xuất hiện ở trước mặt tiểu bạch và nhị nha song song đứng đấy, hai người không nhúc nhích, còn quang cầu bạch sắc căn bản không biết đi đâu. Nhị nha và tiểu bạch cứ như vậy nhìn ba người Dương Diệp, biểu lộ rất ngây thơ. Trung niên nhìn lướt qua bốn phía, lắc đầu cười cười. Người tiểu gia hỏa này, nơi đây vô số năm tụ tập giới tinh bị ngươi quét sạch, những vật ngoài thân kia cho ta cũng không có tác dụng, tặng ngươi. Tiểu bạch nháy nháy mắt, một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mà nàng, thỉnh thoảng liếc trộm Dương Diệp một cái, Dương Diệp có chút lúng túng, không cần phải nói, tiểu bạch nhất định lại đoạt cái gì. Tay phải trung niên khẽ vẫy, đột nhiên một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy một màn này, tiểu bạch ngây cả người, sau đó trừng mắt, nàng đã cất giữ rất kỹ, cái này làm sao chạy ra ngoài. Nàng vốn muốn đi đoạt lại, bất quá bị ánh mắt của Dương Diệp trừng về. Trung niên nhìn nhìn quang cầu trong tay, sau đó nói. Linh nguyên, này là linh nguyên của uyên giới, đơn giản mà nói, chính là ngọn nguồn linh khí của uyên giới. Nói xong, hắn nhìn về phía nhị nha và tiểu bạch. Vừa rồi hai gia hỏa các ngươi hấp, hầu như hút hết nửa linh khí của cả uyên giới. Linh khí của nửa thế giới. Dương Diệp nhíu mày. Tiền bối, đối với uyên giới có ảnh hưởng gì không? Trung niên cười cười. Không có gì, giới này vốn không có sinh mệnh khác, cho dù có, cũng là ngoại giới tới tìm bảo. Nói xong, hắn bấm tay điểm một cái. Quả cầu ánh sáng rơi vào trước mặt tiểu bạch và nhị nha. Tặng các ngươi. Tiểu bạch mở to mắt, không có tiếp quang cầu, mà nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trừng tiểu bạch, nhìn thấy một màn này, tiểu bạch nhếch miệng cười cười, vội vàng thu quang cầu vào. Trung niên quay đầu nhìn về phía nhị nha, thời khắc này nhị nha rất bình tĩnh, mạch máu trên người cũng khôi phục bình thường. Nhìn nhị nha, trung niên giống như nghĩ đến cái gì, lông mày dần dần nhíu lại. Nhị nha nhìn thoáng qua trung niên, không nói gì thêm, tiếp tục liếm láp mứt quả. Một lát sau, trung niên nói khẽ. Thức tỉnh cũng tốt, càng sớm thức tỉnh, năng lực sẽ càng lớn. Chỉ có điều, đến lúc đó mong ai đừng mất đi, nhân tâm, lúc này. Nói đến đây, trung niên nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ngươi muốn các nàng cấp tốc trưởng thành, có thể thay các nàng tìm kiếm loại giới nguyên này, đương nhiên không nên đi tìm ở thế giới có vô số sinh mạng. Giới nguyên như thế, không thể lấy, nếu lấy, đối với thế giới kia, quá tổn thương rồi. Như uyên giới ngược lại không sao cả, có bao nhiêu đoạt bao nhiêu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Phát triển, hắn đương nhiên hy vọng tiểu bạch và nhị nha nhanh chóng lớn lên, hắn cũng sẽ không xem nhẹ hai tiểu gia hỏa này. Nếu hai tiểu gia hỏa này lớn lên, đây chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ánh mắt trung niên rơi vào trên người An Nam Tính. Người đi theo ta. Nói xong, trung niên quay người rời đi. An Nam Tính nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đi theo.
Bên kia, trung niên dừng bước lại, quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Người đi là võ đạo chi lộ, bao hàm tất cả, thương đạo cũng ở trong võ đạo. Thương đạo của ta, phương pháp vận dụng chính là tín niệm càng mạnh, thương càng mạnh, tín niệm không sụp, thương sẽ không bại. Nói đến đây, hắn đưa tay nắm một cái, một cây thương trực tiếp xuất hiện ở trong tay, hắn nhìn An Nam Tĩnh. Mà ta, một lần ra một thương ra, địch không chết, ta chết. Tinh túy thương đạo của ta, toàn bộ nhờ hai chữ tín niệm. Nói tới đây, trung niên tay cầm trường thương mãnh liệt đâm một cái. Đồng tử của An Nam Tĩnh bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của nàng kìm lòng không được nắm lại. Như gặp đại địch, đây là một thương mạnh nhất cả đời nàng bái kiến, một phát này bình bình đạm đạm, ngay cả thương mang cũng không có, thương ý lại càng không, nhưng chính là một phát này, làm cho nàng có chút tuyệt vọng. Không tiếp nổi, đây là ý tưởng trong đầu nàng. Nhưng không tiếp nổi, nàng cũng sẽ tiếp. Đánh không lại là một vấn đề, không đánh, lại là một vấn đề. An Nam Tĩnh xuất thủ, khi nhìn thấy An Nam Tĩnh xuất thủ, trung niên nở nụ cười. Bởi vì An Nam Tĩnh, Dương Diệp tạm thời lưu ở nguyên giới. Hắn cũng thừa cơ hội này điên cuồng tu luyện. Nhưng mà hắn lại không biết, lúc này có rất rất nhiều người đang tìm kiếm hắn. Vĩnh Hằng Chi Giới, Vạn Giới Sơn. Ở trên truyền tống trận, một thanh niên mặc bạch y đột nhiên xuất hiện, thân thể thanh niên hết sức nhu nhược, sắc mặt tái nhợt. Dường như chỉ cần một trận gió nhỏ là có thể thổi ngã. Ở trong tay thanh niên, có một cây quải trượng màu trắng, đỉnh quải trượng là một cái đầu rồng trắng phau. Thanh niên đi xuống truyền tống đài, hắn nhìn lướt qua bốn phía, hai mắt chậm rãi đóng lại. Còn chưa tới sao? Thanh niên nói xong, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên, lão giả nhìn thanh niên có chút thi lễ. Cửu điện hạ. Thanh niên lạnh nhạt nói. Hai đại ca kia của ta, bọn hắn không có ra tay với linh tổ chứ? Lão giả lắc đầu. Hoàng giả điện hạ không có đi tìm Dương Diệp, mà bốn phía lôi kéo cường giả của Vĩnh Hằng Chi Giới. Giờ phút này, ở dưới tay hắn, cường giả tứ giới có tất cả ba vị, còn lại tam giới đỉnh phong gần sáu vị. Còn Hoàng Thiên Hành đại điện hạ, ở dưới tay hắn, cường giả tứ giới không biết, cường giả tam giới chỉ một vị, Việt tộc Việt Câu. Còn có một hung nha thú tứ giới. Thanh niên mỉm cười. Hai đại ca này của ta không phải người bình thường, linh tổ tuy tốt, nhưng như một củ khoai lang phỏng tay, ai sờ ai phỏng tay, bọn hắn không đi sờ, ngược lại đi bốn phía mời chào cường giả, lợi hại. Lão giả khẽ cúi đầu. Cửu điện hạ có tính toán gì không? Ý định. Thanh niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời xa xôi. Bọn hắn không đi sờ, vậy để cho ta đi sờ, ta ngược lại muốn nhìn. Khoai lang bỏng tay này có thể phỏng tay hoang doanh ta hay không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, cửu điện hạ, như vậy. Thanh niên cười nói, không sao, đi thôi. Nói xong, thanh niên hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lão giả do dự một chút, sau đó cũng lập tức đi theo. Cuối Vĩnh Hằng Chi Hà. Nơi đây là một quang bích, trước quang bích có ba cỗ thi thể. Thi thể cũng không mục nát, ba người mắt nhìn phía trước. Cũng chính là quang bích. Cái quang bích này, chính là vũ trụ bích chướng. Vũ trụ bích chướng, chặn hy vọng của vô số người. Đột nhiên, vũ trụ bích chướng chấn động, ngay sau đó, một nữ tử mặc khôi giáp màu trắng từ trong đó đi ra, dáng người nữ tử cao gầy, dung mạo cực đẹp, tựa như cửu thiên thần nữ hạ phàm. Theo nữ tử đi ra, ở trong quang bích lại có 6 người này, toàn bộ mặc khôi giáp màu trắng, eo đeo đoản kiếm, người đeo trường thương. Nữ tử nhìn thoáng qua ba thi thể trên đất, sau đó nói. Nhìn thấy không, nhiều khi, xuất thế quyết định mệnh vận, bọn ngươi sinh ra ở Vĩnh Hằng quốc độ, chính là đại khí vận, nếu để cho bọn ngươi xuất thế ở Vĩnh Hằng chi giới, các ngươi không khác bọn hắn. Sau lưng nữ tử, 6 người khẽ cúi đầu, không dám đáp lại. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa, xa xa là một con sông vô biên vô tận. Nhìn một hồi, nữ tử lạnh nhạt nói. Một góc trời, một vùng biên cương, một bên sinh, một bên tử. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 6 người cũng biến mất theo. Bên kia Vĩnh Hằng Chi Hà, đám người nữ tử lặng yên rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất, một lão giả xuất hiện ở trước mặt. Người tới chính là thủ giới giả Thanh Hình. Thanh Hình nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó trầm giọng nói.
Các hạ đến từ Vĩnh Hằng quốc độ. Nữ tử nhẹ gật đầu. Dương Diệp ở nơi nào? Thanh Hình trầm giọng nói. Uyên giới. Nữ tử muốn rời đi, lúc này Thanh Hình đột nhiên nói. Hoàng tộc đã hiện thân. Nữ tử lạnh nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Thanh Hình nhìn nữ tử. Xem ra lần này Vĩnh Hằng quốc độ rất có lòng tin. Nữ tử nói. Hôm nay Vĩnh Hằng quốc độ, đã không phải là Vĩnh Hằng quốc độ năm đó, chuyện nhục nhã năm đó, Vĩnh Hằng quốc độ ta sẽ hoàn lại cho hoang tộc gấp trăm lần. Nói xong, nữ tử cùng sáu người sau lưng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến Uyên giới. Uyên giới. Trong Hồng Mông tháp, Tiểu Bạch lại tới trước hai cây Hỗn Nguyên thụ, nhìn hai cây Hỗn Nguyên thụ, Tiểu Bạch cười cười, sau đó lấy ra hai viên Vĩnh Hằng giới tinh đặt ở dưới cây, hai cây Hỗn Nguyên thụ khẽ run lên, điên cuồng hấp thu hai viên Vĩnh Hằng giới tinh. Thời gian dần trôi qua, hai cây lớn hơn một chút, không chỉ như thế, bốn trái Hỗn Nguyên quả cũng lớn hơn một chút. Trừ lần đó ra, trên hai cây Hỗn Nguyên thụ, phân biệt lại xuất hiện một quả trái cây thật nhỏ. Tuy hai quả này rất nhỏ, chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng nó xác thực xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, lại ném hai viên Vĩnh Hằng giới tinh. Cứ như vậy, sau khi hai Hỗn Nguyên thụ hấp thu sạch Vĩnh Hằng giới tinh, Tiểu Bạch mới phủi tay, xoay người biến mất ở xa xa. Nhảy một hồi, nàng đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía Hỗn Nguyên thụ, nàng trừng mắt nhìn, xem xét hai bên, không có phát hiện cái gì, nàng mới quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, hai cây Hỗn Nguyên thụ đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, hai đạo khí tức như có như không từ trong đó truyền ra. Rất yếu, rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Hai cây này ở dưới Tiểu Bạch bồi dưỡng, đã có linh. Bên ngoài Hồng Mông tháp, một đám người đột nhiên xuất hiện ở trong Uyên giới. Đúng là đám người từ Vĩnh Hằng quốc độ tới. Nữ tử cầm đầu nhìn lướt qua bốn phía, tay phải nàng đè xuống. Trong chốc lát, cả Uyên giới sôi trào, không chỉ như thế, cả Uyên giới trong nháy mắt muốn nổ bể ra. Một trường phá hủy thế giới. Tứ giới đỉnh phong. Nữ tử lạnh lùng nhìn phía dưới, tay chậm rãi nắm chắc. Đi ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, tay của nàng muốn nắm chắc, đúng lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Sau lưng trung niên, lơ lửng một cây trường thương. Trong Uyên giới, nữ tử nhìn trung niên trước mắt, nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Trung niên nhìn thoáng qua đám người nữ tử, sau một khắc, hắn bước ra một bước. Một cỗ uy áp bay thẳng đến đám người nữ tử. Đám người nữ tử bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Sắc mặt đám người nữ tử đại biến. Trung niên nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám người nữ tử. Ly khai nơi đây, lập tức. Nữ tử nhìn trung niên có chút thi lễ. Quấy dày. Nói xong, nàng mang theo thủ hạ không chút do dự quay người rời đi. Trung niên quay đầu nhìn thoáng qua bên phải, chỗ đó đứng một thanh niên bệnh trạng và một lão giả. Đúng là hoang tộc cửu điện hạ Hoang Doanh. Hoan Cê Dê Doanh nhìn trung niên có chút thi lễ. Quấy dày. Nói xong, hắn cùng lão giả quay người rời đi. Cách đó không xa, trung niên cũng quay người rời đi. Bên ngoài Uyên giới. Đám người nữ tử vừa mới Uyên giới, khóe miệng nữ tử tràn ra máu tươi, trên mặt cực kỳ ngưng trọng. Vô cùng ngưng trọng. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Uyên giới, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nàng là tứ giới đỉnh phong, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như vừa rồi trung niên kia động thủ, nàng tuyệt đối thập tử vô sinh. Thực lực đối phương vượt xa nàng. Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Còn có nhóm cường giả này. Sau lưng nữ tử, một cường giả đột nhiên nói. Danh điện, người nọ là trên ngũ giới. Nữ tử lắc đầu. Vượt qua ngũ giới. Vượt qua ngũ giới. Chỉ bốn chữ, làm cho mọi người đều run lên. Đúng lúc này, nữ tử lại nói. Thậm chí còn cao hơn nữa. Mọi người. Bên kia, Hoang Doanh dừng bước, giờ phút này, ở trên mặt Hoang Doanh tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hai mắt Hoang Doanh híp lại. Không nghĩ tới giới này còn có loại cường giả kia. Sau lưng Hoang Doanh, lão giả kia trầm giọng nói. Hắn là trên ngũ giới. Hoang Doanh khẽ lắc đầu. Sợ là không chỉ như vậy. Sợ là không chỉ như vậy. Hoang Doanh nhìn phía dưới. Không sao, chúng ta chờ chút. Nói xong, hắn mang theo lão giả biến mất ngay tại chỗ.
dưới uyên giới. Trung niên về tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Để tiền bối thêm phiền toái. Trung niên lắc đầu. Không tính phiền toái, bọn hắn còn chưa có tư cách. Dương Diệp. Trung niên lại nói. Cuối cùng cường điệu một lần, hai người các ngươi phải thường xuyên ghi nhớ, mục tiêu của các ngươi là tinh thần đại hải, địch nhân của các ngươi, cuối cùng không phải người khác, mà là chính mình, người cả đời này, địch nhân lớn nhất chính là mình. Ta thấy quá nhiều người cường đại, kể cả Vũ Nghịch, bọn họ đều thua ở trong tay mình. Thua mình. Dương Diệp nhíu mày. Có ý tứ gì? Trung niên cười nói. Sau này ngươi sẽ rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ba ngày là đủ ngươi truyền thừa tất cả của ta. Khi đó, các ngươi có thể rời đi. An Nam Tĩnh gật đầu. Trong khoảng thời gian kế tiếp, An Nam Tĩnh đi theo Trung niên điên cuồng tu luyện, Dương Diệp cũng điên cuồng tu luyện. Phi kiếm. Trọng tâm của Dương Diệp chính là phi kiếm cùng kiếm vực của mình, còn có phong ma chi ý. Phong ma chi ý. Ý cảnh này có chút kỳ diệu, uy lực của nó quyết định ở trình độ hắn phong ma, hắn càng điên, càng ma, uy lực sẽ càng mạnh, càng thanh tỉnh, uy lực lại càng kém. Có thể nói, nếu như hắn tiến vào trạng thái phong ma, uy lực của phi kiếm, kiếm vực có thể đề cao 5 thành. Đơn giản mà nói, hắn hiện tại, tăng thêm kiếm sát. Miễn cưỡng có thể cùng cường giả tứ giới chiến một trận. Nhưng nếu như tăng thêm phong ma chi ý, Dương Diệp hắn không hề yếu hơn cường giả tứ giới, thậm chí có thể chém giết cường giả tứ giới. Đáng tiếc là, phong ma chi ý này không cách nào khống chế. Trong Hồng Mông Tháp, thời điểm Dương Diệp và An Nam Tĩnh tu luyện, Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, bất quá nàng không có tu luyện. Mỗi ngày nàng đều sẽ đến khu rừng nhỏ phía sau núi một chuyến. Cũng chính là trước hai cây hỗn nguyên thụ kia, nàng bây giờ, không chỉ dùng Hồng Mông tử khí, vĩnh hằng chi khí, còn dùng vĩnh hằng giới tinh cùng với linh khí đặc thù bồi dưỡng. Có thể nói, ở dưới Tiểu Bạch bồi dưỡng, đừng nói hỗn nguyên thụ, coi như là một con heo cũng có thể bồi dưỡng thành thái cổ đại yêu. Hỗn nguyên thụ càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, thời khắc này hỗn nguyên thụ đã cao nửa trượng, trên hỗn nguyên thụ có tất cả 6 quả cây, trong đó 4 quả to bằng nắm đấm. Chúng đã thành thục rồi. Mà đổi thành hai quả khác, còn có chút nhỏ. Kỳ thật, hỗn nguyên quả này có thể nói là bị Tiểu Bạch cứng rắn dùng huyền khí thúc đấy. Chứng kiến 4 quả trái cây đã lớn, trên khuôn mặt Tiểu Bạch lộ ra nụ cười sáng lạn. Vì vậy ở dưới nàng kêu gọi, Tiểu Ngưu, Thái Cổ Lệ Hổ, Vũ Kỳ Lân, Thái Cổ Chân Long, Nhị Nha, toàn bộ đều đi tới phía sau nàng. Khi mấy con đại yêu đi vào sau lưng Tiểu Bạch, chứng kiến hai cây hỗn nguyên thụ, con mắt bọn nó đều trừng to. Nhị Nha trừng mắt nhìn, sau đó đi tới bên người Tiểu Bạch, nàng vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, lợi hại. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu chảo nàng vung lên, rất nhanh, 4 quả cây thành thục từ trên hỗn nguyên thụ rớt xuống, sau đó bay đến trước mặt nàng. Cái mũi Tiểu Bạch nhẹ nhàng hít hít, tiểu chảo bưng lấy một quả đưa tới trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, cho ta. Tiểu Bạch gật đầu. Nhị Nha do dự một chút, sau đó vô cùng chân thành nói. Tiểu Bạch, ngươi quá nghĩa khí rồi. Hiện tại Nhị Nha ta rất nghèo, không có gì cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của Nhị Nha ta. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó lại đưa trái cây tới trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha không cự tuyệt, cầm lấy trái cây. Nhìn trái cây, trên mặt Nhị Nha cũng nổi lên nụ cười. Hiện tại nàng cực kỳ cần thiên tài địa bảo, mà có thể để cho nàng hợp nhãn, cũng chỉ có thần vật như hỗn nguyên quả. Tiểu Bạch đưa trái cây cho Nhị Nha xong, nàng lại bưng lấy một quả trái cây đi tới trước mặt Tiểu Ngưu, đưa trái cây cho Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, do dự một chút, hắn mới thu trái cây. Tiểu Bạch nhìn về phía Thái Cổ Chân Long, nàng bấm tay điểm một cái, một quả trái cây bay đến trước mặt Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, thu hồi trái cây kia. Còn lại một quả trái cây. Tiểu Bạch thu trái cây kia vào, bất quá nàng không có quên Thái Cổ Lệ Hổ và Vũ Kỳ Lân. Tiểu Trảo chỉ Thái Cổ Lệ Hổ cùng Vũ Kỳ Lân, sau đó chỉ hai cây, trên cây còn có hai quả. Ý kia là của các ngươi, chờ nó lớn các ngươi sẽ được ăn. Thái Cổ Lệ Hổ cùng Vũ Kỳ Lân nhìn thoáng qua hai quả cây, sau đó nhẹ gật đầu, chỉ cần có, chúng liền đủ hài lòng. Hơn nữa hai quả cây kia cách thành thục tối đa chỉ 1-2 ngày. Trong tràng,
nhị nha cùng tiểu ngưu cùng ăn hết trái cây, rất nhanh, nhị nha cùng tiểu ngưu nhao nhao về tới địa bàn của mình. Trong chốc lát, trong Hồng Mông Tháp đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo khí tức không ổn định. Mà Tiểu Bạch thì ôm trái cây đi tới ngọn núi của Tử Nhi, nhìn thấy Tiểu Bạch, Tử Nhi mỉm cười, ôm Tiểu Bạch vào trong lòng. Tiểu Bạch đưa trái cây cho Tử Nhi, nhìn trái cây, Tử Nhi trầm mặc. Lúc trước ăn trái cây kia, nàng đã đạt đến giới chủ cảnh. Chính là quả trái cây này, làm cho nàng trực tiếp nhảy hơn mấy cấp. Hiện tại lại có một quả, nếu như nàng ăn vào, tuyệt đối có thể đạt tới phá giới cảnh, thậm chí nhị giới. Tử Nhi không do dự, tiếp nhận trái cây, nhìn Tử Nhi ăn trái cây, Tiểu Bạch quay người nhún nhảy một cái, biến mất ở xa xa. Trong đại điện, trong cơ thể Tử Nhi đột nhiên tuôn ra khí tức cường đại. Bên ngoài đại điện, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn chân trời, nhìn một chút, trong mắt nàng nhiều hơn một tia mờ mịt. Tiểu Bạch càng ngày càng hiểu chuyện. Mời chào đại yêu, bồi dưỡng hỗn nguyên thụ, khắp nơi tìm bảo bối. Những cử động này, theo người ngoài là Tiểu Bạch nghịch ngợm, kỳ thật những cử động này không phải là giúp Dương Diệp sao. Qua một hồi lâu, Tiểu Bạch lắc cái đầu nhỏ, sau đó nhún nhảy biến mất. Nàng đi tới tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp. Trong phòng tu luyện, Tiểu Bạch treo lơ lửng ở bên trong, ở trước mặt nàng là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, Chân Nguyên Kính, Chân Giới Ấn, Vạn Giới Đồ, Kiếm Thủ, Kiếm Tổ, Kiếm Hổ Lô, Vĩnh Hằng Chi Khí. Ngoại trừ kiếm sát, tất cả bảo bối của Dương Diệp đều ở nơi này. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua các thần vật, cuối cùng nàng nuốt Vĩnh Hằng Chi Khí vào. Bồi dưỡng. Nàng muốn đích thân bồi dưỡng Vĩnh Hằng Chi Khí, bởi vì nàng cảm thấy Dương Diệp bồi dưỡng có chút chậm. Kỳ thật không đúng, không phải Dương Diệp bồi dưỡng chậm, mà là nàng bồi dưỡng quá nhanh. Theo Vĩnh Hằng Chi Khí tiến vào trong cơ thể nàng, Vĩnh Hằng Chi Khí lập tức ở trong cơ thể Tiểu Bạch điên cuồng vận chuyển. Kích động. Vĩnh Hằng Chi Khí rất kích động. Vĩnh Hằng Chi Khí, tuy hết sức hiếm thấy, nhưng ở trước mặt Tiểu Bạch, nó chỉ là một sợi khí. Tiểu Bạch vỗ vỗ bụng nhỏ, ý bảo Vĩnh Hằng Chi Khí yên tĩnh một chút, rất nhanh, Vĩnh Hằng Chi Khí bình tĩnh lại. Tiểu Bạch nhìn về phía những thần kia vật, nàng trái xem phải xem, cuối cùng nàng chu cái miệng nhỏ, trong chốc lát, vô số linh khí tinh thuần giống như thủy triều tuôn về phía những thần vật kia. Thăng linh. Từ khi Tiểu Bạch phát hiện mình có thể để cho những thần vật này càng lúc càng lợi hại, nàng cách một đoạn thời gian sẽ tới giúp đỡ những thần vật này thăng linh. Những thần vật này đều là của Dương Diệp, chúng càng mạnh, giúp Dương Diệp lại càng lớn. Tuy hiện tại Tiểu Bạch không cách nào để thần khí đạt tới siêu thần khí, nhưng nàng có thể để thần khí vô hạn tiếp gần siêu thần khí. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua. Đảo mắt 3 ngày. Dưới uyên giới, trước mặt Trung Niên, Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn Trung Niên thi lễ, Trung Niên cười cười, phía sau hắn, cây trường thương kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn về phía Trung Niên cười nói. Nó không có tên. Thế nhân xưng nó là vô danh. Nó làm bạn ta nhiều năm, tuy ta đã không dùng ngoại vật, nhưng không nỡ bỏ nó xuống, cho nên một mực giữ ở bên người. Hiện tại ta truyền nó cho ngươi. An Nam Tĩnh do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, thu trường thương khẽ run lên, như đang trả lời. Dương Diệp nhìn về phía Trung Niên. Cáo từ. Trung Niên cười nói. Đi nhanh đi, ta cũng có khách tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nhìn về phía An Nam Tĩnh nhìn Trung Niên hành lễ thầy trò, sau đó cùng Dương Diệp quay người rời đi. Sau khi Dương Diệp và An Nam Tĩnh ly khai không lâu, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng, tay cầm trường kiếm đi vào uyên giới, hắn đi tới trước mặt Trung Niên. Kiếm tu nhìn Trung Niên nửa ngày, lắc đầu. Đáng tiếc. Trung Niên cười nói. Còn có thể chiến một trận, không phải sao? Kiếm tu nhẹ gật đầu. Ra tay. Trung Niên cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngươi biết không, ở thời đại hỗn loạn đó, thương đạo chi lộ, thiên mệnh chiếm 7 phần, ta chiếm 3. Ta ở năm đó, cũng vô địch qua. Nói xong, thân thể Trung Niên đột nhiên rung động, thời gian dần trôi qua, mi tâm Trung Niên đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Thoáng qua, một cây trường thương trực chỉ kiếm tu. Một phát này, ẩn chứa rất nhiều đồ vật, thời điểm một thương này xuất hiện. Cả uyên giới trong nháy mắt hư ảo, sau đó tựa như bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Cả uyên giới trực tiếp mất. Cả uyên giới không chịu nổi một thương này. Mà lúc này, kiếm tu kia rút kiếm. Kiếm ra.
Xuy. Trong tràng vang lên âm thanh nứt vỡ, ngay sau đó, trước mặt kiếm tu, vùng không gian kia tầng tầng vỡ ra. Thoáng qua, thân thể trung niên lập tức hư ảo. Kiếm tu quay người rời đi. Lúc này, trung niên đột nhiên nói. Thế giới này, không nên xuất hiện loại người như ngươi, kiếm tu dừng bước lại. Các ngươi không phải người của thế giới này. Trung niên gật đầu. Không phải. Kiếm tu nói. Dùng thực lực bổn tôn của ngươi, hẳn có rất ít người có thể giết ngươi, vì sao vẫn lạc? Trung niên cười nói. Cái thế giới này chính là như vậy, ngươi cảm giác mình rất mạnh, nhưng còn có mạnh hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi cảm thấy đúng không? Kiếm tu nhìn lướt qua bốn phía. Ta hy vọng có người có thể đánh bại ta, chỉ có bại, ta mới có thể tìm được khuyết điểm của mình, mới có thể tìm được chưa đủ. Đáng tiếc, ta tìm rất nhiều người, nhưng không có một cái nào có thể đánh bại ta. Đối với ta mà nói, thời điểm thất bại, kiếm đạo của ta mới có thể bắt đầu. Trung niên trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Sẽ có. Kiếm tu nhẹ gật đầu. Hy vọng tới sớm một chút, bằng không thì, cuộc sống này, kiếm đạo này, quá không thú vị. Nói xong, kiếm tu đã biến mất. Tại chỗ, trung niên nhìn thoáng qua địa phương kiếm tu biến mất. Thật rất mạnh mẽ. Nói xong, thân thể trung niên dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dương Diệp ly khai Uyên giới không lâu, một thanh niên cùng một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên này, đúng là Hoang Doanh. Hoang Doanh mỉm cười. Có thể tâm sự không? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoang Doanh cười nói. Thêm một bằng hữu so với thêm một kẻ địch càng tốt, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy nói chuyện đi. Hoang Doanh làm một cái thủ thế mời. Mời. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, đang muốn động chân, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỗ đó, một nữ tử mang theo sáu mặc nam tử khôi giáp màu trắng chậm rãi đi tới. Rất nhanh, nữ tử dừng bước. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nàng thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta nói ngươi thuộc về ta, ngươi là thuộc về ta sao? Nữ tử nói. Ta thuộc về ngươi, nếu như ngươi có thực lực, ta thuộc về ngươi lại có làm sao? Dương Diệp cười nói. Đến, để cho ta đoán xem, ngươi rất lạ mặt, hẳn không thuộc về Vĩnh Hằng chi giới, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ, đúng không? Nữ tử nhẹ gật đầu, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Linh Tổ, nàng thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ, giao cho ta, ở bên kia, nàng sẽ an toàn hơn, sống cũng sẽ tốt hơn, ít nhất mạnh khỏe hơn so với đi theo ngươi. Dương Diệp cười cười, quay đầu nhìn về phía Hoang Doanh. Ngươi thấy thế nào? Hoang Doanh cười nói. Dương Huynh, ngươi quá xấu xa, ngươi muốn ta cùng nàng chiến lưỡng bại câu thương, sau đó mình mang theo Linh Tổ bỏ trốn mất dạng. Dương Huynh, ý nghĩ này không làm được. Dương Diệp cười nói. Ngươi không phải nói thêm một bằng hữu sao? Hiện tại chính là thời điểm chứng minh chúng ta có phải bằng hữu hay không. Hoang Doanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói. Được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh Dương Diệp. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền ly khai. Nữ tử không có nói chuyện, thân hình của nàng run lên, bay thẳng đến Dương Diệp. Bởi vì nàng cùng Dương Diệp cách rất gần, bởi vậy nàng lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng qua, vô số kim ti giống như mưa bắn về phía Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, những tơ vàng này trong nháy mắt liền bao Dương Diệp lại. Lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, những tơ vàng kia tản ra, nữ tử trước mặt Dương Diệp lui về phía sau 10 trượng, nhưng sau một khắc, không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên vỡ ra, thoáng qua. Vô số tơ vàng từ trong những khe hở kia bắn ra, trực chỉ Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm quét qua. Ầm. Những tơ vàng kia lần nữa bị đẩy lui, nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Dương Diệp giơ kiếm đâm một cái. Ầm. Dương Diệp và nữ tử kia liên tục lùi lại. Hai người đều thối lui gần 10 trượng, Dương Diệp cầm kiếm, sau lưng nữ tử lơ lửng rất nhiều tơ vàng, chỉ có điều những tơ vàng này đều đứt gãy. Nữ tử nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp. Kiếm tốt. Nói đến đây, đồng tử nàng bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể, là thanh kiếm này. Khóe miệng Dương Diệp khẽ nhếch, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.
Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng như tuyết từ đỉnh đầu nàng kia chém xuống. Kiếm vực, tứ kiếm kiếm vực. Nhìn thấy đạo kiếm quang kia, đồng tử của nữ tử bỗng nhiên co rụt lại, bàn tay như ngọc trắng chúi xuống, trong chốc lát, vô số kim quang từ trong cơ thể nữ tử cuồn cuộn quét ra. Ầm, một kiếm rơi xuống, nàng kia kim quang bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, kim quang lập tức nổ bể ra, kim quang nổ tung, nàng lần nữa lui về phía sau vài chục trượng. Nữ tử dừng lại, khóe miệng nàng lập tức tràn ra một ngụm máu tươi. Cách đó không xa, Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, mỉm cười. Thực lực Dương huynh thật mạnh. Dương Diệp không có để ý Hoàng Doanh, định tiếp tục ra tay, ngay lúc này, nàng kia đột nhiên bay lên trời, sau một khắc, ở trong tay nàng, một thanh trường thương hư ảo ngưng tụ thành, thoáng qua, cả người nắm thương bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, tay trái Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay. Kiếm ra khỏi vỏ. Xuy. Theo một tiếng xé rách vang lên, hai nhân ảnh bay ngược về phía sau. Hai nhân ảnh này đúng là Dương Diệp và nàng kia, hai người lui trọn vẹn trăm trượng mới ngừng lại. Hai người xa xa tương đối. Dương Diệp lui về phía sau một bước, đột nhiên rút kiếm chém. Xuy. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết kích bắn đi. Bàn tay như ngọc trắng của nữ tử tìm tòi về phía trước, nhẹ nhàng xoay tròn. Xuy. Không gian trước mặt nữ tử đột nhiên nổ bể, một cỗ lực lượng cường đại từ trong không gian chấn động ra. Rầm rầm rầm. Toàn bộ bầu trời đột nhiên nổ tung, ở trong vùng không gian tối đen kia, một đạo kiếm quang cùng một vệt kim quang kịch liệt va chạm. Cứ như vậy, toàn bộ bầu trời chấn động gần một phút mới bình tĩnh lại. Trong không gian hắc động, Dương Diệp cùng nữ tử xa xa tương đối. Nữ tử nhìn Dương Diệp, trong lòng có chút khiếp sợ. Nàng thật không ngờ, người trước mắt này lại có thể cùng nàng cân sức ngang tài. Phải biết, cảnh giới của nàng vượt qua Dương Diệp không ít. Hơn nữa nàng là từ Vĩnh Hằng quốc độ đến. Võ đạo văn minh bên kia cao hơn bên này không ít. Mà giờ khắc này, nàng không có nắm chắc chiến thắng thiếu niên trước mắt này chút nào. Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tứ giới đỉnh phong. Nữ nhân này ít nhất là tứ giới đỉnh phong, vừa rồi trận chiến ấy, mặc dù hắn không có ra hết át chủ bài, nhưng cũng đã hết toàn lực, nhưng hắn như trước hết cách với đối phương. Hắn cùng với tứ giới đỉnh phong vẫn có khoảng cách. Trận chiến này, làm cho hắn đối với thực lực của mình đã có một lý giải đại khái. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia, tay phải nữ tử đột nhiên dựng lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Sau lưng, sáu cường giả mặc khôi giáp màu trắng đột nhiên biến mất. Thoáng qua, Dương Diệp cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện sáu đạo khí tức cường đại. Cường giả tứ giới. Sáu đạo khí tức kia đều là cường giả tứ giới, tuy mỗi một đạo đều yếu hơn nàng kia một tí, nhưng chung vào một chỗ lại vô cùng khủng bố. Sáu đạo khí tức cường đại trực tiếp đè ép Dương Diệp không thở nổi. Cảm giác hít thở không thông. Nữ tử hiển nhiên là muốn quần ẩu, mà không phải một mình đấu. Một mình đấu chính là đang lãng phí thời gian cùng lãng phí sức lực. Đối mặt sáu đạo khí tức cường đại, hai mắt Dương Diệp híp lại, muốn ra tay, đúng lúc này, Hoàng Doanh cùng lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở hai bên hắn. Hoàng Doanh cười cười, tay phải vung lên, trong chốc lát, một vòng sáng đen nhánh từ lòng bàn tay hắn chấn động ra. Mà ở bên phải Dương Diệp, hai tay lão giả kia đột nhiên nâng lên, sau đó chúi xuống. Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, rút kiếm chém. Một kiếm rơi xuống. Một cỗ kiếm ý cường đại chấn động ra. Ở dưới ba người liên thủ chống cự, sáu đạo uy áp của cường giả tứ giới bị ngăn cản. Không chỉ như thế, ba người liên thủ, sáu đạo khí tức cường đại kia còn bị chấn liên tục lùi lại. Sau khi đẩy lui sáu người kia, Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp cũng đi theo quay người rời đi, trong nháy mắt, ba người biến mất không thấy gì nữa. Ý của Hoàng Doanh rất đơn giản, hắn hỗ trợ ra tay đẩy lui đám người kia. Nhưng hắn sẽ không giúp Dương Diệp tử chiến, nếu như Dương Diệp không đi, hắn sẽ không quản. Hắn không muốn bị Dương Diệp lợi dụng. Dương Diệp tự nhiên hiểu ý tứ của Hoàng Doanh, hắn vô cùng rõ ràng, bằng thực lực của hắn, căn bản giết không được đám người nữ tử. Bởi vậy hắn quyết đoán chọn rời đi. Nhìn thấy đám người Dương Diệp rời đi, những người kia muốn đuổi theo, nhưng bị nữ tử ngăn cản. Nữ tử nhìn phương hướng Dương Diệp chạy trốn hồi lâu, sau đó nói. Truyền tin trở về, để cho cường giả ngũ giới đích thân đến.
Bên cạnh nữ tử, một cường giả khôi giáp do dự một chút, sau đó nói. Phải dùng tới sao? Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua cường giả khôi giáp kia. Đám người này, nếu không tuyệt sát, ngày sau tất thành họa lớn. Hơn nữa, vĩnh hằng chi giới này, thế lực rắc rối phức tạp, tăng thêm hoang tộc kia cũng đã ra mặt, chúng ta chiếm không được ưu thế gì. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Trận chiến này, linh tổ nhất định phải bị vĩnh hằng quốc độ ta khống chế. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ngay lúc này, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, nữ tử ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua kiếm tu. Kiếm tu kia, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ chỗ xuất chúng nào. Kiếm tu nhìn thoáng qua nữ tử hỏi. Vĩnh hằng quốc độ là đi phía bên phải sao? Nữ tử lạnh nhạt nói. Ngươi muốn đi vĩnh hằng quốc độ. Kiếm tu gật đầu. Muốn đi xem. Nữ tử lắc đầu. Chớ đi. Vì sao? Kiếm tu khó hiểu. Nữ tử nhìn kiếm tu. Ngươi không đủ tư cách. Không đủ tư cách. Đây là ý nghĩ trong lòng nữ tử. Người của vĩnh hằng chi giới, muốn đi vào vĩnh hằng quốc độ, có thể nói là khó như lên trời, ít nhất cũng phải ngũ giới đỉnh phong, thậm chí là trên ngũ giới mới có tư cách tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Mà kiếm tu trước mắt này, hắn có tài đức gì? Kỳ thật, nữ tử minh bạch một đạo lý, chính là phản pháp quy chân. Có ít người, xem ra bình thường, nhưng kỳ thật không bình thường chút nào, loại người này, sau khi phản pháp quy chân, giản lược mà không đơn giản, bình thản mà không tầm thường. Nhưng nàng không cho rằng vĩnh hằng chi giới có người phản pháp quy chân đến ngay cả nàng cũng nhìn không ra. Vĩnh hằng chi giới, tuyệt đối không có khả năng có cường giả loại này. Kiếm tu nhìn thoáng qua nữ tử hỏi, thế nào mới có tư cách? Nữ tử mỉm cười. Đánh thắng ta, miễn cưỡng có tư cách. Thanh âm nữ tử vừa dứt, đột nhiên, một thanh kiếm để ngang trên cổ họng của nàng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, kể cả nàng kia, cả người lập tức hóa đá. Một kiếm kia, nàng nhìn thấy, chính là một kiếm rất bình thường, nhưng nàng không trốn được. Kiếm tu nhìn thoáng qua nữ tử. Ngươi không biết mình yếu như thế nào sao? Nói xong, kiếm tu quay người rời đi. Ở dưới ánh mắt của đám người nữ tử, kiếm tu dần dần biến mất ở bầu trời xa xa. Tại chỗ, sắc mặt đám người nữ tử cực kỳ khó coi. Qua hồi lâu, hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Lập tức để cho cường giả ngũ giới chạy đến, nói cho bọn hắn biết, nếu như cho phép, tốt nhất là để cho cường giả trên ngũ giới tới. Lúc này đây, nàng thật sự có chút sợ rồi. Vĩnh hằng chi giới này, không có đơn giản như nàng nghĩ. Bên kia, Dương Diệp cùng Hoang Doanh ở trên đỉnh một sơn mạch ngừng lại, Hoang Doanh xếp bằng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn phía trước. Dương Diệp đứng ở một bên, mà lão giả kia thì ở sau lưng hai người không xa. Hoang Doanh chỉ xa xa. Dương huynh, thế giới này qua không được bao lâu sẽ chiến hỏa liên miên, sau đó biến mất ở trong lịch sử. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Quan hệ gì tới ta? Hoang Doanh ngây cả người, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười ha ha. Dương huynh quả nhiên không phải người bình thường, vậy nói có liên quan tới ngươi đi, ví dụ như tiểu gia hỏa trong cơ thể ngươi kia. Dương huynh, ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ được nàng sao? Hoang Doanh cười nói. Theo ta được biết, Vĩnh Hằng Quốc Độ đã xuất hiện Vĩnh Hằng Chi Chủ, đối phương đã tụ tập tất cả thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Qua một thời gian ngắn, bích chứng của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Vĩnh Hằng Chi Giới bài trừ, ngươi sẽ phát hiện, tứ giới, ngũ giới, sẽ nhiều như con sâu cái kiến. Dương Diệp trầm mặc. Hắn biết rõ, Hoang Doanh không phải hù hắn. Một khi Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Hoang Tộc đều quyết tâm, thế lực hai bên không phải hắn có thể chống lại. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu cười cười, tình cảnh của hắn, chưa từng khá giả qua. Thực lực càng ngày càng mạnh, gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh, đời này của hắn, rất ít bình tĩnh qua. Hoang Doanh đột nhiên nói. Xem ra, Dương huynh rất rõ ràng tình cảnh của mình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Nói dụng ý của ngươi đi. Hoang Doanh cười nói. Hợp tác. Hợp tác. Dương Diệp nhíu mày. Hợp tác thế nào? Hoang Doanh cười nói. Dương huynh, kỳ thật hoang tộc ta đối với linh tổ không có nhìn nặng như vĩnh hằng quốc độ. Sở dĩ hoang tộc ta đi ra, là không hy vọng linh tổ rơi vào trong tay vĩnh hằng quốc độ,
dù sao chúng ta không muốn lịch sử năm đó tái diễn một lần. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được linh tổ, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, coi như không thể thu được, chỉ cần linh tổ không rơi vào tay Vĩnh Hằng Quốc Độ, chúng ta cũng có thể tiếp thụ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa xa. Cho nên, trong tộc mới có mệnh lệnh, không có được, thì giết chết này. Dương Diệp nói. Nói hợp tác đi. Hoang Doanh cười nói. Rất đơn giản, giúp ta đạt được vị trí thái tử điện hạ của hoang tộc. Chỉ cần ta trở thành thái tử điện hạ của hoang tộc, ta lệnh hoang tộc triệt để buông tha linh tổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để cho tiểu gia hỏa kia đi giúp Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mà nếu như ta trở thành thái tử điện hạ, ngày sau hoang tộc ta tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, tuyệt đối không tổn thương bất luận một linh vật nào trong Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Theo ta được biết, hoang tộc còn có một tộc trưởng. Hoang Doanh cười nói. Thái tử điện hạ, chính là tộc trưởng tương lai, có rất nhiều quyền lợi. Hơn nữa, vị tộc trưởng kia của chúng ta, chỉ ở thời điểm mấu chốt đi ra, đối với hắn mà nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ hoặc gì gì đó, đều không ở trong mắt hắn. Bằng không thì, Dương Huynh, hiện tại hắn đi ra đoạt linh tổ, người cảm thấy có ai có thể ngăn trở hắn. Dương Diệp trầm mặc. Hoang Doanh cười cười. Ánh mắt của hắn, đã sớm không ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Năm đó đánh xong một trận, hắn đã không quản qua chuyện tình gia tộc. Cho nên Thái tử Điện Hạ có quyền lên tiếng rất lớn. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Người phải làm sao mới có thể trở thành Thái tử Điện Hạ? Hoang Doanh đứng lên, hắn nhìn về phía xa xa. Ở trong gia tộc ta, có tư cách tranh giành Thái tử Điện Hạ chỉ có 3 người, đại ca, ta, còn có Hoang Dạ. Gia tộc cho ra điều kiện là, ai đạt được linh tổ, người đó là Thái tử Điện Hạ. Bất quá, chỉ cần ta đánh bại đại ca và Hoang Dạ, coi như không có linh tổ, ta cũng là Thái tử Điện Hạ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Hơn nữa, người đứng ở bên ta, từ trình độ nào đó mà nói, chính là linh tổ đứng ở bên ta, cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng đứng ở bên ta, hơn nữa ta an toàn trở lại hoang tộc, coi như ta thắng. Dương Diệp nói. Đơn giản như vậy sao? Đơn giản. Hoang Doanh lắc đầu cười cười. Dương Huynh, ở trong hoang tộc, bởi vì tộc trưởng bế quan, nên có thật nhiều đảng phái, ví dụ như có người ủng hộ ta, có người ủng hộ đại ca, có người ủng hộ Hoang Dạ. Chính vì vậy, vị tộc trưởng kia mới sẽ đích thân ra mặt, cũng chính là ai đạt được linh tổ, người đó là Thái tử Điện Hạ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Câu nói này phân lượng cực kỳ nặng. Chỉ cần ta trở lại hoang tộc, hơn nữa Dương Huynh đứng ở bên ta, ta chính là Thái tử Điện Hạ, khi đó, đại ca cùng Hoang Dạ, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Nếu không, ta một lời có thể định sinh tử của bọn hắn, Dương Diệp trầm giọng nói. Nói cách khác, thời điểm ta đứng ở phía bên ngươi, ngươi muốn bình yên trở về, chuyện đó là không thể nào, đúng không? Hoang Doanh gật đầu. Bọn hắn sẽ điên cuồng phản công, mà đại ca cùng Hoang Dạ. Thực lực cùng nội tình của hai người bọn hắn, là rất đáng sợ. Nói đến đây, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Huynh, có quyết định chưa? Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Được, hợp tác. Hoang Doanh mỉm cười, sau đó đưa bàn tay ra trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đưa tay ra. Vỗ tay minh ước. Đối với Dương Diệp mà nói, một điểm tai hại cũng không có. Hắn giúp đỡ Hoang Doanh. Mặc dù sẽ đối mặt Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ, còn có thế lực phía sau hai người kia. Nhưng hắn không giúp, hắn cũng phải đối mặt, hơn nữa còn phải tăng thêm một Hoang Doanh. Không chỉ hoang tộc, hắn còn phải đối mặt Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng với một ít cường giả của Vĩnh Hằng chi giới. Lựa chọn hợp tác với Hoang Doanh, chẳng khác nào kéo Hoang Doanh, đơn giản mà nói chính là, hắn cùng với Hoang Doanh hai cái cộng đồng đối mặt hết thảy. Này với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Hoang Doanh cười nói. Vậy làm phiền Dương Huynh tiễn đưa ta đoạn đường. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả sau lưng Hoang Doanh, sau đó nói. Doanh Huynh hẳn còn có chuẩn bị ở sau chứ? Hoang Doanh nhẹ gật đầu. Tự nhiên là có, bất quá, đại ca cùng Hoang Giả cũng có, người đứng bên ta, hai người bọn họ vô cùng có khả năng liên thủ. Cho nên Dương Huynh, phải có tâm lý chuẩn bị. Dương Diệp không nói gì thêm, hắn lấy ra vạn giới đồ. Khi nhìn thấy vạn giới đồ, ánh mắt Hoang Doanh sáng lên. Này là vạn giới đồ. Dương Diệp gật đầu. Hoang Doanh nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Dương Huynh có bảo bối này.
Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn ở bên phải nhất thấy được hai chữ, hoang giới. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Chúng ta có thể đi. Hoang Doanh lắc đầu. Dương Huynh có thể thử xem. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, sau đó tay phải đặt ở trên hoang giới. Khi tay hắn đặt ở phía trên, sắc mặt Dương Diệp đại biến, tay phải vội vàng rụt trở về. Khóe miệng Dương Diệp tràn ra máu tươi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh, Hoang Doanh trầm giọng nói. Quả nhiên là như vậy. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Hoang Doanh trầm giọng nói. Năm đó có một lão giả đã tới hoang tộc ta, yêu cầu vẽ hoang tộc ở trên vạn giới đồ, lúc ấy hoang tộc ta không đồng ý, bất quá cuối cùng không biết nguyên nhân gì, lão tổ ra mặt đáp ứng lão giả kia. Nhưng có một yêu cầu, chính là chỉ có thể vị lão giả kia lợi dụng vạn giới đồ tiến vào hoang tộc, những người còn lại không được. Có thể nói, đây là thông hành chứng của riêng vị lão giả kia. Dương Diệp chau mày. Ý là, chúng ta không thể truyền tống qua. Hoang Doanh gật đầu. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Vậy đi thôi. Hoang Doanh cười nói. Được. Nói xong, ba người biến mất ngay tại chỗ. Hoang tộc. Dương Diệp cùng Hoang Doanh hợp tác cũng không giấu giếm. Bởi vì ánh mắt của cả Vĩnh Hằng chi giới đều nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Bất kỳ động tác gì của Dương Diệp, những người kia đều rõ ràng. Trong hư không, Hoang Thiên Hành đột nhiên ngừng chân, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, đột nhiên hắn mở miệng. Giết! Trong dãy núi mờ mịt, hoang giả cũng đột nhiên ngừng lại, dừng lại một hồi, đột nhiên hắn nở nụ cười. Cửu đệ a cửu đệ, tâm ngươi thật lớn. Ngươi có thể nghĩ tới, ta cùng với đại ca làm sao lại nghĩ không đến. Nghĩ tới được, nhưng không dám làm như vậy a. Ngươi ngược lại tốt, thật sự làm như vậy. Nếu như làm, vậy để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đi. Nói xong. Một đoàn người đột nhiên quay đầu, biến mất ở cuối chân trời. Vạn Giới Sơn. Ba người Dương Diệp đi tới Vạn Giới Sơn, ba người mới vừa gia nhập Vạn Giới Sơn, một trung niên mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Trung niên nhìn ba người Dương Diệp, sau đó cười nói. Đợi lâu. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Ta là Tiêu Thần Vũ, ngươi có lẽ nghe qua, linh tổ, ta muốn mượn sử dụng. Ngươi không có ý kiến chứ? Dương Diệp nhìn Tiêu Thần Vũ. Thứ nhất, lão tử chưa từng nghe qua ngươi, thứ hai, ý kiến của lão tử rất lớn. Ha ha! Tiêu Thần Vũ đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát, hắn lắc đầu. Rất nhiều năm chưa về Vĩnh Hằng chi giới, không nghĩ tới vãn bối ở Vĩnh Hằng chi giới đều điên cuồng như vậy. Xem ra, vẫn phải là nắm đấm nói chuyện mới được. Nói xong. Tiêu Thần Vũ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, thoáng qua, một cái nắm đấm trực tiếp đánh về phía đầu Dương Diệp. Một đấm ra, không gian chung quanh Dương Diệp lập tức nổ tung, lực lượng cường đại muốn xé tan Dương Diệp thành phấn. Tứ giới đỉnh phong. Vẻn vẹn một quyền này, Dương Diệp liền hiểu đại khái thực lực của Tiêu Thần Vũ. Thực lực của Tiêu Thần Vũ, cùng nữ tử ở Vĩnh Hằng quốc độ không kém bao nhiêu, Dương Diệp giơ tay chém một kiếm. Kiếm vực. Bốn kiếm chồng lên, một kiếm rơi xuống, Tiêu Thần Vũ bị chấn đến ngoài mấy trăm trượng. Hắn hiện tại, thi triển tứ kiếm kiếm vực, căn bản không cần tiêu phí quá sức. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn có Vĩnh Hằng giới tinh. Có Vĩnh Hằng giới tinh ở đây, tiêu hao lại lớn cũng có thể bù đắp. Xa xa, Tiêu Thần Vũ nhìn quả đấm của mình, ở trên nắm tay, có một vết máu sâu đậm. Đó là vết kiếm. Tiêu Thần Vũ nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp. Hảo kiếm, ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Tiêu Thần Vũ. Một kiếm rơi xuống. Lại là bốn kiếm chồng lên. Hai mắt Tiêu Thần Vũ híp lại, trong mắt không có khinh thị như lúc trước, tay phải nắm chắc thành quyền, huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang. Tiêu Thần Vũ lần nữa bị chấn bay ra ngoài, đúng lúc này, hai đạo phi kiếm đột nhiên lóe lên. Phi kiếm. Suy suy. Hai đạo kiếm quang giao thoa mà qua. Giờ khắc này, Tiêu Thần Vũ đã lui về phía sau trọn vẹn ngàn trượng. Nhưng ở cổ của hắn, có hai vết máu cực kỳ nổi bật. Đó là phi kiếm gây ra. Một bên, Hoang Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong lòng hắn có chút khiếp sợ. Dương Diệp luôn cho hắn ngoài ý muốn.
ví dụ như vạn giới đồ cùng kiếm sát, bây giờ còn có hai thanh phi kiếm. Đối diện Dương Diệp, Tiêu Thần Vũ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nói xong, Tiêu Thần Vũ đột nhiên bay lên trời, trong nháy mắt, không gian chung quanh uốn éo thành độ cong quỷ dị. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra, cách không nhấn về phía Dương Diệp. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức lõm vào, một cỗ lực lượng cường đại muốn xoắn giết hắn, cỗ lực lượng mạnh mẽ này, cho dù là Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ, có thể nói, cỗ lực lượng này không hề yếu hơn Tứ Kiếm Kiếm Vực. Không đơn giản, không dám khinh thường, Dương Diệp bước ra một bước, giơ kiếm đâm một cái. Xuy, một kiếm xỏ xuyên qua cả không gian. Không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên sụp đổ, lực lượng cường đại chấn động toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, Tiêu Thần Vũ bị đẩy lui gần trăm trượng. Dương Diệp cũng lui về phía sau trăm trượng. Cân sức ngang tài. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, thoáng qua, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Tiêu Thần Vũ chém xuống. Ngũ kiếm kiếm vực. Kiếm thứ năm rơi xuống. Không gian trong phương viên mấy chục dặm nổ bể ra, trong nháy mắt liền trở thành tử địa. Mà Tiêu Thần Vũ thì lui về phía sau vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Tiêu Thần Vũ tràn ra máu tươi, thoáng qua, tay trái hắn từ bả vai rơi xuống. Tiêu Thần Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người biến mất ở xa xa. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, giờ phút này tình huống của hắn cũng không hề tốt đẹp gì, ngũ kiếm kiếm vực, đối với hắn tiêu hao vẫn vô cùng lớn. Vừa rồi trận chiến ấy, hắn chiếm được thượng phong, cũng có thể nói thắng. Nhưng thắng là một chuyện, giết chết đối phương lại là một chuyện. Hắn có thể thắng đối phương, nhưng không giết được đối phương. Một bên, Hoang Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương huynh không có sao chứ? Dương Diệp lắc đầu. Không sao. Hoang Doanh nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi, đi địa ngục giới trước. Địa ngục giới. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh cười nói. Phải đi ngang qua địa ngục giới. Chỉ có thông qua chỗ đó, chúng ta mới có thể đến hoang giới. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói. Dương huynh thật sự không có việc gì. Dương Diệp hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta có chuyện gì? Hoang Doanh cười nói. Không có việc gì là tốt rồi, kế tiếp nếu có chuyện, bên ta tới xử lý. Dương Diệp cười nói. Vậy đương nhiên là tốt. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, sau đó thân hình run lên. Tiến vào trong truyền tống trận. Dương Diệp cũng đi vào theo. Sau khi Dương Diệp và Hoang Doanh tiến vào truyền tống trận không lâu, một đám người đột nhiên xuất hiện. Đúng là đám người của Vĩnh Hằng Quốc Độ, cầm đầu là nữ tử mặc khôi giáp. Nữ tử nhìn truyền tống trận hồi lâu, sau đó nói. Đi theo, không ai được ra tay. Nói xong, ba cường giả mặc khôi giáp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua truyền tống trận. Sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Sau khi đám người nữ tử rời đi, Hoang Dạ đột nhiên xuất hiện ở trên vạn giới sơn, Hoang Dạ nhìn thoáng qua phương hướng đám người nữ tử rời đi. Có ý tứ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía truyền tống trận kia. Cửu đệ a cửu đệ, ta muốn nhìn ngươi làm sao quay về hoang tộc. Phải biết, đế gia cũng muốn linh tổ này a. Cửa ải này, ta muốn xem ngươi làm sao vượt qua. Nói xong, hắn cùng với mọi người ở sau lưng tiến vào trong truyền tống trận. Đám người Hoang Dạ tiến vào truyền tống trận, một nam tử mặc hoa bào cũng xuất hiện, sau lưng nam tử hoa bào đi theo một trung niên, bên cạnh hắn đi theo một con tiểu hắc thú đen nhánh. Người này đúng là Hoang Thiên Hành. Hoang Thiên Hành nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, một vài khí tức thối lui về phía sau. Đại điện hạ, Việt Câu kia đột nhiên nói, nếu để cho Hoang Doanh trở lại hoang tộc, Hoang Thiên Hành lắc đầu. Hắn không thể quay về. Ai tiếp cận Dương Diệp, người đó sẽ chết. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện ở trên truyền tống trận, tiểu hắc thú và Việt Câu cũng vội vàng đi theo. Địa ngục giới. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt, giờ phút này, hắn đã Khonoji ở trong thông đạo truyền tống. Giờ phút này hắn cùng với Hoang Doanh ở trong một dãy núi mờ mịt, ở sau lưng ba người bọn họ là một cái truyền tống trận. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp, ánh mắt trung niên rơi vào trên người Dương Diệp. Là ngươi. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên, rất nhanh, hắn nhớ lại.
Lúc trước hắn cùng Vũ Nghịch đến địa ngục giới, trung niên này đi ra ngăn cản, trung niên này là thủ giới giả ở địa ngục giới. Ánh mắt trung niên từ trên người hắn chuyển tới trên người Hoang Doanh bấm tay điểm một cái, một lệnh bài màu đen xuất hiện ở trước mặt trung niên, ở trên lệnh bài màu đen kia có một chữ to, Hoang. Hoang tộc. Hai mắt trung niên híp lại, sau đó bấm tay điểm một cái, lệnh bài kia bay về tới trước mặt Hoang Doanh. Hoang Doanh thu hồi lệnh bài, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chậm đã. Ngay lúc này, trung niên kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Các hạ tựa hồ không phải người Hoang tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không phải. Trung niên lạnh nhạt nói. Nếu như không phải, vậy thì mời ly khai địa ngục giới. Dương Diệp đang muốn nói, Hoang Doanh đột nhiên nói. Hắn là bằng hữu ta, muốn cùng ta đi Hoang tộc một chuyến. Trung niên nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Các hạ, địa ngục giới có quy củ của địa ngục giới. Quy củ. Hoang Doanh đi tới trước mặt trung niên. Ngươi cùng ta nói quy củ. Hai mắt trung niên híp lại. Các hạ, nơi này là địa ngục giới, không phải Hoang tộc, mà các hạ, còn không phải là thái tử điện hạ của Hoang tộc. Hoang Doanh cười nói. Các hạ muốn lẫn vào sự tình nội bộ Hoang tộc ta sao? Trung niên lạnh nhạt nói. Ta không biết các hạ có ý gì. Hoang Doanh mỉm cười, thoáng qua, nụ cười này đột nhiên lạnh xuống. Giết! Nói xong, sắc mặt trung niên kia đại biến, đang muốn ra tay, đúng lúc này, hai đạo hắc ảnh đột nhiên từ sau lưng trung niên kia lóe lên, ngay sau đó, trong cơ thể trung niên kia bạo phát ra uy áp kinh khủng. Rầm rầm! Theo hai tiếng rên vang lên, cả người trung niên kia bay ra ngoài, không trung, lại một đạo hắc quang phóng lên trời, trực tiếp đánh vào trên người trung niên. Bành! Thân thể trung niên nổ bể ra, nhưng linh hồn không có nổ. Bất quá lại một đạo hắc quang phóng lên trời, kích bắn về phía linh hồn kia. Nhìn thấy một màn này, linh hồn trung niên kia co rụt lại, đúng lúc này, một điểm hàn quang đột nhiên đánh vào hắc quang. Ầm, cả hai vừa mới tiếp xúc liền trực tiếp nổ bể ra. Lúc này, một lão giả xuất hiện, lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Hoang Doanh, sau đó nói. Cửu điện hạ, quấy dày. Hoang Doanh mỉm cười. Các hạ là đang nói xin lỗi sao? Lão giả trầm giọng nói. Cửu điện hạ, việc này có thể bỏ qua không? Hoang Doanh cười ha ha một tiếng, lắc đầu. Xuy. Mấy đạo hắc quang đột nhiên phóng lên trời, hai mắt lão giả kia híp lại, đang muốn ra tay, ngay lúc này, mấy đạo khí tức trực tiếp đặt ở trên người hắn. Chỉ nháy mắt đó, linh hồn của trung niên kia lập tức bị một đạo hắc quang nổ nát. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão giả kia lập tức âm trầm. Phía dưới, Hoang Doanh cười nói. Muốn đứng thành hàng, nhưng đáng tiếc, đứng sai bên. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, bốn phía vài đạo hắc ảnh vội vàng thối lui, chỉ chốc lát đã vô thanh vô tức biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng có chút kinh ngạc, những người kia, hắn đều không có cảm giác được. Không cảm giác được chút nào. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp đang muốn động thân, ngay lúc này, bất ngờ xảy ra, không gian xung quanh hắn đột nhiên vỡ nát, thoáng qua, bốn nắm đấm đen nhánh từ trong không gian đánh ra. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, rút kiếm quét qua. Xuy, một kiếm quét ra, bốn nắm đấm ẩn chứa lực lượng cường đại lập tức đánh bay Dương Diệp, mà trong quá trình bay ngược, một cây trường thương đột nhiên xé trời bắn tới. Dương Diệp lần nữa giơ kiếm chém một cái. Ầm. Một kiếm rơi xuống, trường thương lập tức bị kiếm trong tay hắn chém thành hai nửa, đúng lúc này, một đạo hàn quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người, khi nhìn thấy người đứng phía sau, hai mắt Dương Diệp híp lại. Là ngươi. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, hắn rút kiếm chém một phát. Àm. Kiếm rơi xuống, một đạo kiếm quang chấn động ra. Nhân ảnh trước mặt Dương Diệp bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Bất quá, đạo hàn quang kia ở trên cổ họng hắn để lại một vết máu, không sâu, vừa rách ra. Đối diện Dương Diệp, người nọ hắn nhận thức, ban đầu ở thần vũ giới hắn từng thấy, đúng là thuộc hạ của A Lãnh. Thiên Lão. Lúc trước Thiên Lão cùng An Nam Tĩnh giao thủ qua. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Lão, không cần phải nói,
thế lực của nữ tử thần bí A Lãnh kia khẳng định cũng muốn linh tổ. Nghĩ đến đây, trong mắt Dương Diệp sát ý phun trào. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, một cước này rơi xuống, mấy vạn dặm không gian tựa như lọt vào trọng kích, run lên kịch liệt. Mà bản thân Dương Diệp thì đã biến mất tại chỗ, ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng như tuyết kích xạ qua, những nơi kiếm quang đi qua, không gian từng khúc mai một. Xa xa, sắc mặt Thiên Lão đại biến, hai tay của hắn chúi xuống, một cỗ hắc quang cường đại giống như thủy triều cuồn cuộn quét ra, hắc quang liên tục không ngừng chấn độn ra, không gian như nước sôi chấn động lên kịch liệt. Lúc này, kiếm đã tới. Xuy, một kiếm kia, giống như cắt đậu phụ, dễ như trở bàn tay cắt ra vô số hắc quang. Thoáng qua, kiếm quang xuyên qua thân thể Thiên Lão. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Sau lưng Thiên Lão, kiếm vào vỏ kiếm, cả người Thiên Lão tách ra, ngũ tạng máu tươi vung vãi trên đất. Mà một bên khác, bốn người thần bí lúc trước ra tay với hắn ở dưới đám người hoang doanh ngăn cản, nhao nhao rút đi, đã sớm không thấy tăm hơi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh nói khẽ. Đế gia, Dương Diệp khó hiểu. Hoang Doanh nhẹ gật đầu. Vừa rồi ra tay với Dương Huynh, đúng là đế gia này, là một gia tộc. Dương Huynh có thể không biết, đế gia này vào năm đó, là một trong ba đại gia chủ của Vĩnh Hằng Quốc Độ, bất quá theo hoang tộc ta cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ đại chiến, Vĩnh Hằng Quốc Độ đại loạn, đế gia này vào năm đó ở thời khắc mấu chốt đối kháng hoang tộc ta. Bị hai nhà khác liên thủ ép ra Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Bọn hắn muốn linh tổ, có thể lý giải, mà bọn hắn ra tay, cũng nằm trong dự liệu của ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Đế gia và hoang tộc ngươi còn liên thủ. Hoang Doanh cười nói. Không tính liên thủ, chỉ có thể nói là tạm thời hợp tác. Thù năm đó, đế gia này vẫn luôn muốn báo. Còn linh tổ, bọn hắn tự nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay mình. Dù sao có được một vị linh tổ, bọn họ cùng chúng ta hợp tác, sẽ có thể nắm giữ quyền lên tiếng càng lớn. Không chỉ chúng ta, cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng thế, chỉ cần có linh tổ, vô số thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ đứng ở bên bọn họ. Linh tổ. Dương Diệp lắc đầu, Tiểu Bạch Tiểu Bạch, người quả thực chính là một cái được ưa chuộng, ai cũng mơ tưởng nâng niu ở trong tay. Như cảm nhận được ý nghĩ của Dương Diệp, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai hắn, thời điểm Tiểu Bạch xuất hiện. Ở bốn phía, vô số thần thức giống như mưa vào tới. Trắng trợn, không kiêng nể gì cả. Cho dù thực lực của Dương Diệp và Hoang Doanh rất cường đại, nhưng sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, những người chung quanh kia không còn cố kỵ Dương Diệp cùng Hoang Doanh. Một bên, Hoang Doanh lắc đầu cười cười. Dương Huynh, người bảo nàng vào đi. Nàng vừa ra, tương đương với đánh máu gà cho những người chung quanh kia, đây đối với chúng ta mà nói không phải chuyện tốt gì. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Vào trong chơi đi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó Tiểu Trảo vung múa. Một lát sau, trên mặt Dương Diệp vui mừng. Thật sự. Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp cười nói. Rất tốt, ngươi lập công. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó ôm Dương Diệp dùng sức cọ sát, tiếp đó nàng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Tiểu Bạch thật lợi hại. Hoang Doanh đi tới bên cạnh Dương Diệp, cười nói. Dương Huynh, đi thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Có bao nhiêu nắm chắc đến hoang tộc? Hoang Doanh cười nói. Nói thật ra, không có niềm tin chắc chắn gì, bất quá, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta muốn liều mạng, liều qua, cái gì cũng có, liều thua, cùng lắm thì chết. Dương Huynh, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp cười nói. Chúc ngươi may mắn. Hoang Doanh mỉm cười, ba người tiếp tục đi tới. Bất quá còn chưa đi bao lâu, ở phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc áo đen. Hoang Doanh cười khẽ. Nửa bước khó đi à. Xa xa, lão giả nhìn Hoang Doanh ôm quyền. Cửu Điện Hạ, tại hạ có một lời, không biết Cửu Điện Hạ có nguyện ý nghe không? Hoang Doanh nói. Nói nghe một chút. Lão giả nói. Cửu Điện Hạ tính toán, thế nhân đều biết, nhưng thứ cho lão hủ nói thẳng, Cửu Điện Hạ và Dương Diệp này liên thủ, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Trên người người này, có được linh tổ, lại cùng linh tổ quan hệ hết sức thân cận, bất kể là thế lực nào, chỉ cần đạt được linh tổ, đều sẽ tru sát hắn. Có thể nói, Dương Diệp hắn là người tất chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả,
không nói gì. Hiển nhiên, những thế lực này muốn giết Dương Diệp hắn, muốn được linh tổ, nhưng có chút kiêng kỵ Hoang Doanh, dù sao phía sau hắn là hoang tộc, đây là siêu cấp quái vật. Hoang Doanh cười nói. Nói tiếp. Lão giả trầm giọng nói. Cửu điện hạ, Dương Diệp này tàn nhẫn thích giết chóc, người hợp tác với hắn, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Hiện tại bốn phía cửu điện hạ, không biết bao nhiêu thế lực đang ngó chừng, có thể nói, bây giờ cửu điện hạ là nguy cơ tử phía, hơi không cẩn thận, thì sẽ vạn kiếp bất phục. Hoang Doanh cười nói. Ở địa ngục giới này, thế lực lớn nhất là địa ngục tông, các hạ hẳn là địa ngục tông A. Bất quá các hạ chẳng qua là tứ giới, khí tức cũng không tính đỉnh phong, cho nên các hạ chẳng qua là trưởng lão hoặc phó tông chủ, đúng không? Lão giả nhìn thoáng qua Hoang Doanh, không nói gì. Hoang Doanh lại nói. Nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng nói vài câu, muốn lẫn vào chuyện của ta, địa ngục tông còn chưa đủ tư cách. Lão giả nhìn Hoang Doanh hồi lâu, sau đó nói, vậy thì chúc cửu điện hạ may mắn. Nói xong, lão giả quay người rời đi. Theo lão giả quay người rời đi, đột nhiên, trên không sơn mạch đột nhiên xuất hiện điểm điểm tinh quang, những tinh quang này tựa như một tấm lưới to lớn bao trùm phía dưới. Không chỉ như thế, cả vùng đột nhiên rung động, ngay sau đó toàn bộ đại địa xuất hiện vô số sợi tơ màu vàng. Trừ lần đó ra, trong những sơn mạch chung quanh kia đột nhiên xuất hiện từng khe hở màu vàng, những khe hở này dài rộng trăm trượng, ở giữa cơ mỗi một khe hở đều có một luồng sáng kết nối. Trận pháp. Một trận pháp to lớn. Trận pháp này bao trùm phương viên hơn 10 vạn dặm. Hoang Doanh nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương huynh, xem ra hôm nay chúng ta không cách nào bình yên đi ra. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Vậy thì giết chứ sao? Dương Diệp nhìn rất rõ ràng, tình cảnh của hắn vẫn luôn rất không xong, bất kể là thế lực nào, đều sẽ không bỏ qua hắn. Với hắn mà nói, chỉ một cái chữ, giết. Nhiều địch nhân, vậy giết hết mới thôi. Cái này là ý tưởng của Dương Diệp bây giờ. Hoang Doanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nói. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh cười nói. Trận pháp này của bọn hắn là vây khốn chúng ta, nếu như ta không đoán sai, bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị gì. Hiện tại mấy thế lực kia hẳn đang tụ tập cường giả, trừ lần đó ra, hai đại ca của ta khẳng định cũng đang triệu tập người của bọn hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Vậy ngươi còn nghỉ ngơi? Hoang Doanh nói. Hiện tại nếu chúng ta phá trận, chính là hợp ý của bọn hắn. Trận này, vây khốn 10 cường giả tứ giới cũng không có vấn đề, nếu chúng ta phá trận, coi như phá, với chúng ta mà nói, cũng là một tiêu hao cực lớn. Cho nên chúng ta không bằng nghỉ ngơi một chút, để cho bọn hắn chủ động ra tay, chúng ta dùng khỏe ứng mệt. Dương Diệp nhún vai. Tùy tiện. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, phía sau núi Kiếm Tông, lần lượt từng đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng chấn động ra, cả Kiếm Tông cũng vì đó run rẩy. Dương Diệp vội vàng đi tới sau núi, cũng chính là địa bàn của Tiểu Ngưu, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Tiểu Trảo chỉ bên phải, đó là vị trí của Tiểu Ngưu. Dương Diệp theo Tiểu Trảo của Tiểu Bạch nhìn về phía xa, chỗ đó, Tiểu Ngưu ngồi trên mặt đất, lần lượt từng khí thế cùng uy áp mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể nó chấn động ra. Muốn lên cấp, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch phung nhanh, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Không chỉ Tiểu Ngưu, Thái Cổ Lệ Hổ, Thái Cổ Chân Long, Vũ Kỳ Lân đều muốn tấn cấp. Không cần phải nói, đây là công lao của Hỗn Nguyên Quả. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Tiểu Bạch, Tiểu Ngưu đột nhiên mở mắt. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể Tiểu Ngưu phóng lên trời. Tam giới. Giờ phút này, sau khi Tiểu Ngưu thôn phệ Hỗn Nguyên Quả, trực tiếp đạt tới tam giới. Hơn nữa còn là tam giới đỉnh phong. Có thể nói, Tiểu Ngưu tay cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, coi như tứ giới cũng có thể chiến một trận. Không chỉ Tiểu Ngưu, cách đó không xa Thái Cổ Lệ Hổ, Thái Cổ Chân Long còn có Vũ Kỳ Lân đều đạt đến tam giới đỉnh phong. Mấy thái cổ đại yêu này toàn bộ tăng lên sâu sắc. Điều này làm cho Dương Diệp đối với Tiểu Bạch bồi dưỡng Hỗn Nguyên Quả có một nhận thức hoàn toàn mới. Nghịch thiên. Hỗn Nguyên Quả này là nghịch thiên chân chính, là thiên địa thần vật chân chính. Ngay lúc này, giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh,
hắn cùng với Tiểu Bạch đi tới trong đại điện của Nhị Nha, Dương Diệp và Tiểu Bạch vừa muốn đi vào, đột nhiên, một cỗ uy áp cường đại từ trong đại điện chấn động ra. Cỗ uy áp này lập tức đẩy Dương Diệp và Tiểu Bạch lui trọn vẹn trăm trượng. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, Nhị Nha này đang giở trò quỷ gì? Tiểu Bạch cũng trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Cứ như vậy, qua không biết bao lâu, cung điện kia đột nhiên nổ bể ra, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, một thanh âm vang lên. Dương ca ca, ta rất đói. Theo thanh âm này rơi xuống, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong hốc mắt Nhị Nha, hai mắt đỏ thẫm. Đột nhiên, Nhị Nha trực tiếp ôm lấy bắp đùi của Dương Diệp, sau đó cắn một cái. Dương Diệp. Tiểu Bạch cùng Dương Diệp đều ngẩn ra. Nhị Nha này làm cái quỷ gì? Ngay lúc này, Dương Diệp cảm giác đài truyền đến đau đớn, vừa định dùng lực, lại sợ chấn thương Nhị Nha. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm lấy một tay của Nhị Nha, sau đó dùng sức kéo nàng về phía sau. Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, khi thấy Tiểu Bạch, Nhị Nha ngây cả người, rất nhanh, ánh mắt đỏ thẫm dần dần ảm đạm xuống, chỉ chốc lát, nàng buông lỏng hàm răng, lui qua một bên, sau đó ngồi xổm xuống. Ở trên đùi Dương Diệp, có một dấu răng sâu đậm. Nếu như lại dùng sức, khối thịt kia sẽ bị cắn xuống. Dương Diệp vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể chữa trị, nhưng kinh hãi phát hiện, hồng mông tử khí căn bản chữa trị không được vết thương nơi đó, cuối cùng phải lợi dụng vĩnh hằng chi khí mới chữa trị khỏi. Dương ca ca. Lúc này, Nhị Nha đi tới trước mặt Dương Diệp, cúi đầu. Thật xin lỗi. Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha, tay vừa vặn bao trùm ở trên hai cái sừng nhỏ, Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Làm sao vậy? Nhị Nha nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không có gì. Dương Diệp ngồi xổm xuống. Nhị Nha, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Ta giống như đạt tới tứ giới rồi. Tứ giới? Dương Diệp quan sát Nhị Nha một chút, quả nhiên, Nhị Nha đã đạt đến tứ giới. Trong lòng Dương Diệp vui vẻ, lực chiến đấu của Nhị Nha vô cùng dũng mãnh. Nàng đạt tới tứ giới, kia tuyệt đối không phải cường giả tứ giới bình thường có thể chống lại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lại hỏi. Nhị Nha, vừa rồi vì sao ngươi cắn ta? Nhị Nha nói. Ta rất đói. Lúc này, Tiểu Bạch vội vàng lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa tới trước mặt Nhị Nha, Nhị Nha lắc đầu. Ăn không đủ no. Tiểu Bạch. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Nhị Nha, tình huống vừa rồi của ngươi có chút không đúng. Trước kia coi như ngươi đói, cũng sẽ không cắn ta, nhưng mà vừa rồi, ta cảm giác ngươi không giống Nhị Nha lúc trước. Nhị Nha cúi đầu xuống. Dương Diệp nói khẽ. Nhị Nha, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nhị Nha lắc cái đầu nhỏ. Ta cũng không biết, ta, vừa rồi ta rất đói, nhìn thấy cái gì liền muốn ăn, đặc biệt là Dương ca ca ngươi, thịt của ngươi rất thơm, ta rất muốn ăn ngươi. Nói đến đây, nàng khiếp khiếp nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương ca ca, ngươi sẽ không đánh ta chứ? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Nhị Nha, ta không biết ngươi là nhân vật gì, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể tổn thương những người ở trong tháp này, còn có đám người Tiểu Ngưu, chúng ta, kể cả đám người Tiểu Ngưu, đều là bằng hữu của ngươi, ngươi nói đúng không? Nhị Nha nhẹ gật đầu, chân thành nói. Ta sẽ không thương tổn các ngươi, tuyệt đối không? Dương Diệp mỉm cười. Như vậy cũng tốt. Còn ngươi nói ngươi đói, ngươi yên tâm, chờ một chút liền có rất nhiều người tới giết chúng ta, đến lúc đó, những người kia tùy ngươi ăn. Ánh mắt Nhị Nha sáng lên. Thật sự. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên là thật. Nhị Nha trừng mắt nhìn. Dương ca ca, ta là ăn thịt người a. Dương Diệp cười nói. Có ít người, coi như chết đói cũng không thể ăn, nhưng có ít người, nên ăn. Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Ta hiểu rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Hoang Doanh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn Hoang Doanh, sau đó nàng quơ quơ tiểu chảo, hiển nhiên là đang chào hỏi. Trong mắt nàng, Hoang Doanh này ở cùng với Dương Diệp, thì không tính là địch nhân. Nhìn thấy Tiểu Bạch chào hỏi, Hoang Doanh ngây cả người, linh tổ này lại chào hỏi mình. Rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần, sau đó khẽ gật đầu, xem như đáp lại.
Linh tổ này, không quá giống trong tưởng tượng của hắn. Thu hồi suy nghĩ, Hoang Doanh nhìn về phía Dương Diệp, cười khổ. Dương huynh, người để cho nàng ra, những người kia sẽ nổi điên đấy. Dương Diệp nói, ta cảm thấy, chúng ta nên chủ động xuất kích. Dương huynh có ý kiến gì không? Hoang Doanh hỏi. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, cái mũi nàng khẽ hấp. Xuy. Trong chốc lát, năng lượng thần bí đột nhiên rung động, rất nhanh, những năng lượng kia cùng vô số linh khí giống như vỡ đê trào dâng về phía Tiểu Bạch. Không chỉ như thế, những dãy núi chung quanh cũng rung động theo, rất nhanh, tất cả linh khí đều bay về phía Tiểu Bạch. Rút linh khí. Xa xa, hai mắt Hoang Doanh híp lại. Hắn nhớ tới một sự kiện, vào năm đó, thời điểm Hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc độ đại chiến, Hoang tộc cũng có vô số trận pháp cường đại, nhưng sau khi linh tổ xuất thủ, những trận pháp cường đại kia toàn bộ mất hiệu lực. Rút linh khí. Thế gian bất luận trận pháp gì, cũng phải cần linh khí để duy trì và vận chuyển, không có linh khí, trận pháp một chút tác dụng cũng không có. Mà linh tổ, mặc dù nàng không hiểu trận pháp, nhưng nàng hiểu linh khí, nàng có thể trực tiếp rút đi linh khí trong trận pháp, không có linh khí, trận pháp tự phá. Mà Tiểu Bạch này, tuy còn chưa trở thành linh tổ chân chính, nhưng nàng đã có năng lực rút linh khí. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của đám người Dương Diệp, vô số linh khí bị Tiểu Bạch thôn phệ, chỉ chốc lát, đại trận kia tự động biến mất. Tiểu Bạch ở một cái, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười cười. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Khổ cực, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nàng cọ sát đầu của Dương Diệp, sau đó về tới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Doanh huynh, đi thôi. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Dương huynh, khả năng không đi được. Dương Diệp quay đầu nhìn, chỗ đó, một thanh niên đang chậm rãi đi tới. Đúng là Hoang Dạ, sau lưng Hoang Dạ, còn đi theo 6 người, trong đó Thủy Nguyên Đế, Bắc Xuyên Tú, Hàn Viện Đình, Lạc Ly Minh đều có. Mà 4 người này, bây giờ đều đã đạt đến tứ giới. Cái này cũng bình thường, 4 người này đều là thiên túng kỳ tài, thực lực bản thân cực kỳ cường hãn, hiện tại có tài nguyên của Hoang Dạ, đạt tới tứ giới, đối với 4 người mà nói, dễ dàng. Trừ lần đó ra, còn có 2 trung niên, đều là cường giả tứ giới. 7 cường giả tứ giới. Hoang Dạ đi tới trước mặt Dương Diệp và Hoang Doanh, mỉm cười. Cửu đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoang Doanh cười nói. Đại ca đâu, nếu như ta không đoán sai, hắn chắc đã đến. Hoang Dạ nhìn bên phải. Không phải ở bên kia sao? Hoang Doanh quay đầu, bên kia, một nam tử chậm rãi đi đến, người tới chính là Hoang Thiên Hành. Sau lưng Hoang Thiên Hành đi theo Việt Câu. Ở bên phải Hoang Thiên Hành còn có Tiểu Hắc Thú. Giờ phút này, Tiểu Hắc Thú đang căm tức nhìn Dương Diệp, trong mắt không che giấu sát ý và lệ khí chút nào. Hiển nhiên, nó còn nhớ rõ Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Hắc Thú, sau đó thu hồi ánh mắt, không nhìn thẳng. Bị Dương Diệp coi thường, Tiểu Hắc Thú lập tức giận không thể nuốt, nhìn Dương Diệp nhe răng trợn mắt. Nhưng làm như kiêng kỵ cái gì, nó không dám lao về phía Dương Diệp. Hoang Doanh nhìn thoáng qua Hoang Thiên Hành, Dương Diệp phát hiện, trong mắt Hoang Doanh có vẻ ngưng trọng. Lúc này, cách đó không xa Hoang Dạ đột nhiên nói. Cửu đệ, ta cùng với đại ca thật không ngờ, người cũng dám đi kỳ chiêu như vậy. Kết giao với Dương Diệp, không những kết bạn một vị siêu cấp cường giả, còn có thể được linh tổ tương trợ. Chẳng qua là, tính toán của ngươi có phải quá ngây thơ hay không? Hoang Doanh lạnh nhạt nói. Liều mạng mà thôi. Hoang Dạ cười nói. Cũng phải, ba huynh đệ chúng ta rằng co không dứt, cũng xác thực đến lúc phân thắng bại. Đến đây đi, để cho ta và đại ca nhìn xem át chủ bài của ngươi. Dù sao ngươi cũng nên có át chủ bài, nếu không sẽ không dám làm như vậy, không phải sao? Hoang Doanh cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, đại ca liền giao cho ngươi, như thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Thiên Hành, không nói gì. Trực giác nói cho hắn biết, người này không phải là một người hiền lành, phải nói là một kẻ hung ác. Hoang Doanh lại nói, Dương huynh, nếu ngươi có thể áp chế được đại ca ta, hôm nay một kiếp này, chúng ta có thể đi qua. Dương Diệp trầm mặc như trước. Hoang Doanh cười khổ. Dương huynh,
như vậy đi, người đè đại ca ta xuống, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, Hoàng Doanh ta không phải tiểu nhân tình này, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Dương Diệp cười nói, có chút không hiểu, Doanh huynh tựa hồ không muốn tự đối mặt đại ca của ngươi a. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Xác thực, nhưng không phải sợ. Như vậy là vì sao? Dương Diệp hỏi. Hoàng Doanh cười khổ. Bởi vì hắn là thân đại ca của ta, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nếu như ta giết hắn, lão nương của ta nhất định sẽ không tha thứ cho ta, mà nếu như hắn giết ta, cũng như thế. Cùng mẹ sinh ra. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Hành. Hắn giao cho ta, còn dư lại chính ngươi giải quyết, như thế nào? Hoàng Doanh nhìn Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, Hoàng Doanh nhìn về phía Hoàng Dạ. Hoàng Dạ, ân oán giữa ta và ngươi, hôm nay nên giải quyết ha. Nói xong, Hoàng Doanh khẽ vẫy tay. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, xuất hiện đi. Xuy 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 xuy. Trong chốc lát, mấy đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bốn phía, ngay sau đó. Vài đạo hắc ảnh kia bay thẳng đến đám người Hoang Dạ. Toàn bộ là cường giả tứ giới. Xa xa, Hoang Doanh nhìn Hoang Dạ mỉm cười. Hoang Dạ huynh, ngươi là một trong thập đại thể chất, thế nhưng ta một mực không biết ngươi đến tột cùng là thể chất gì. Đến, hôm nay lộ thân thủ, để cho ta nhìn xem thập đại thể chất của ngươi có chỗ nào lợi hại. Nói xong, Hoang Doanh đột nhiên biến mất. Thoáng qua, một đạo khí tức và uy áp cực kỳ mạnh thổi quét về phía Hoang Dạ. Tứ giới đỉnh phong. Khí tức tứ giới đỉnh phong chân chính, khí tức tràn qua, không gian bị xé nát. Cách đó không xa, Hoàng Dạ cười cười. Vậy thử một chút. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh, cả người mãnh liệt bắn ra, trên người tản mát ra uy áp và khí tức không hề yếu hơn Hoàng Doanh. Mà bên kia, một cổ khí tức đột nhiên phong tỏa Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, là tiểu hắc thú ở bên cạnh Hoàng Thiên Hành. Dương Diệp vươn một ngón tay nhìn tiểu hắc thú ngoắc một cái, tiểu hắc thú muốn rách cả mí mắt, thoáng qua, nó bay thẳng đến Dương Diệp. Hình thể của tiểu hắc thú càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, thời điểm đến trước mặt Dương Diệp, hình thể của tiểu hắc thú đã tăng trưởng gấp 10 lần. Tứ giới đỉnh phong, tiểu hắc thú há miệng ra, cắn thẳng đến Dương Diệp. Miệng máu thật lớn, răng nanh thật dài. Ngay lúc này, nhị nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhị nha nhìn tiểu hắc thú, nở nụ cười. Cười thật vui vẻ, cười thật chân thành. Nụ cười này, làm Dương Diệp có chút sởn hết cả gai ốc. Mà tiểu hắc thú nhìn thấy nhị nha, sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng càng kinh hãi gần chết. Đối với nhị nha, nó tự nhiên là sợ. Lúc trước, nếu như không phải Hoang Thiên Hành, nó khả năng đã bị nhị nha đánh chết rồi. Bây giờ nhìn thấy nhị nha, trong lòng tự nhiên có bóng ma hư. Bất quá giờ phút này, nó đã không còn đường lui. Hơn nữa, tiểu hắc thú này bản tính hung lệ, nó vừa kinh vừa sợ, dưới tình huống không có đường lui, trực tiếp lựa chọn liều chết đánh cuộc. Quanh người tiểu hắc thú, khí tức hung lệ mạnh hơn. Đúng lúc này, nhị nha tung người nhảy vọt, đi tới trước mặt tiểu hắc thú, sau đó một quyền oanh về phía tiểu hắc thú. Nắm đấm rất nhỏ, nhưng lực lượng rất lớn. Bành! Một quyền rơi vào trên đầu tiểu hắc thú. Trong mắt của mọi người, đầu của tiểu hắc thú rạn nứt, vô số máu tươi bắn tung tóe, không chỉ như thế, toàn thân tiểu hắc thú cũng trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi như trụ, ầm. Tiểu hắc thú bay ra trọn vẹn mấy ngàn trượng. Tiểu hắc thú vừa dừng lại, nhị nha lần nữa xuất hiện ở trước mặt nó, cách đó không xa, Hoàng Thiên Hành khẽ cau mày, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá ngay lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Xuy. Kiếm quang xé rách không gian, ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, Hoàng Thiên Hành lại trở về chỗ cũ. Hắn nhìn thoáng qua bên phải, chỗ đó, Dương Diệp đang thu kiếm. Mà lúc này, bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hoàng Thiên Hành quay đầu nhìn lại, giờ phút này tiểu hắc thú đã nằm trên mặt đất, nhị nha thì dẫm ở trên người tiểu hắc thú, đang từng quyền nện tiểu hắc thú. Mỗi một quyền rơi vào trên người tiểu hắc thú sẽ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì mỗi một quyền của nhị nha đều sẽ đánh tiểu hắc thú máu tươi văng khắp nơi. Từng cú đấm thấu thịt. Từng quyền rách ra. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Hành gắt gao nhìn nhị nha, lúc này đây, hắn có chút tò mò thân phận của nhị nha. Hắn có thể cảm giác được,
nhị nha và tiểu hắc thú đều là tứ giới. Nhưng cùng là tứ giới, tiểu hắc thú ở trước mặt nhị nha hầu như ngay cả sức đánh trả cũng không có. Huyết mạch áp chế. Chân chính huyết mạch áp chế, ở dưới huyết mạch áp chế, tiểu hắc thú hầu như không có sức đánh trả. Trong lòng Hoang Thiên Hành khiếp sợ, huyết mạch của tiểu hắc thú không hề thấp, phải nói rất cao, nhưng tiểu cô nương này có thể đơn giản trấn áp huyết mạch của tiểu hắc thú, tiểu cô nương này đến cùng là nhân vật gì? Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Giờ phút này, tiểu hắc thú đã bị nhị nha đánh về thể hình vốn có, nhị nha một tay xách tiểu hắc thú đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn nhìn Dương Diệp, nhếch miệng cười cười. Dương ca ca, nó cho ta. Dương Diệp gật đầu. Được Dương Diệp gật đầu, nhị nha cười hắc hắc, sau đó cúi đầu nhìn về phía tiểu hắc thú, nhìn thấy ánh mắt của nhị nha, trong mắt tiểu hắc thú tràn đầy hoảng sợ, thân thể lạnh run, nó tựa như xin giúp đỡ nhìn về phía Hoang Thiên Hành. Ngay lúc này, nhị nha một cước đá vào bụng của tiểu hắc thú kêu rên một tiếng, ngay sau đó, nhị nha há miệng ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tiểu hắc thú dại biến, thân thể run lợi hại hơn. Nó điên cuồng chu lên. Cầu xin tha thứ. Giờ phút này, ở trong mắt tiểu hắc thú đã có cầu xin, lúc này đây, nó là chân chính sợ. Nhưng nhị nha không lưu tình một chút nào, cắn tới tiểu hắc thú. Tiểu hắc thú kêu thảm lên. Ăn sống. Trong mắt của mọi người, tiểu hắc thú bị nhị nha ăn sống rồi. Ăn sống chân chính. Nhìn một màn này, Dương Diệp im lặng không nói. Tàn nhẫn. Dùng góc độ của nhân loại mà nói, đây đúng là tàn nhẫn. Nhưng dùng góc độ của yêu giới, này không có chút tàn nhẫn nào. Kỳ thật, dùng góc độ của nhân loại mà nói, cũng không tính là tàn nhẫn. Quy luật xã hội chính là như vậy, đặc biệt là ở yêu giới, mạnh được yếu thua, loại chuyện này cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiểu hắc thú bị nhị nha ăn sống rồi. Một lát sau, nhị nha liếm môi một cái, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Dương Diệp nói khẽ. Ăn no chưa? Nhị nha lắc đầu. Chưa, bất quá không còn đói bụng như trước. Còn nữa, thịt ăn không quá ngon, không ngon bằng con rồng kia. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ. Ngươi nếm qua thịt rồng. Nhị nha lắc đầu. Không có, bất quá ngửi không tệ. Ân, Dương ca ca ngươi nên ăn ngon nhất, thịt của ngươi rất thơm. Ngon vô cùng, ta muốn ăn nhất chính là ngươi. Mặt Dương Diệp đen lại, hắn không nghĩ tới. Nhị nha dĩ nhiên đang có chủ ý này. Lúc này, nhị nha lại nói. Đáng tiếc, không thể ăn Dương ca ca, bằng không thì tư vị kia. Nói xong, nàng liếm môi một cái. Dương Diệp cốc nhị nha một cái. Chỉ biết nói mò, sau này còn có ý đồ xấu với ta, ta đánh cái mông của ngươi. Đánh mông. Nhị nha thè lưỡi, sau đó vội vàng lui đến sau lưng Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, nhị nha vẫn rất kính sợ. Dương Diệp vuốt vuốt đầu của nhị nha, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Hoang Doanh đang đại chiến. Không thể không nói, thực lực của Hoang Doanh và Hoang Dạ để cho hắn có chút khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Thực lực của Hoang Doanh và Hoang Dạ rất mạnh, không thua Tiêu Thần Vũ và nàng kia của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phải nói không kém Dương Diệp hắn, để cho hắn và hai người này giao thủ, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, tối đa chia 5 năm. Thiên tài chân chính. Hoang tộc này không đơn giản. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hoang Thiên Hành. Hoang Thiên Hành nhìn thoáng qua Hoang Doanh và Hoang Dạ. Cửu đệ của ta, lòng tham rất lớn, gan càng lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người đáng giá kết giao, nhưng đáng tiếc, trên người có linh tổ này, làm cho người ta nhìn qua phải dừng lại. Linh tổ. Trên người Dương Diệp có linh tổ. Cái này thì đồng nghĩa với, vô số ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, ai đi cùng với Dương Diệp, phải đối mặt ánh mắt của những người này. Hoang Dạ không dám làm như thế, Hoang Thiên Hành cũng không dám làm như thế. Nhưng Hoang Doanh dám làm. Mà bây giờ, phàm là ai muốn linh tổ, đều là địch nhân của Hoang Doanh và Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Hoang Thiên Hành. Nói nhảm thì không cần nói nhiều, ra tay đi. Hoang Thiên Hành nhẹ gật đầu. Một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng qua, Hoang Thiên Hành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, một điểm hàn quang đâm thẳng mi tâm hắn. Nhanh, chuẩn, hung ác. Một thương đâm thẳng mi tâm Dương Diệp. Lúc này,
kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên ra khỏi vỏ. Xuy, một kiếm hung ác bổ xuống. Ầm, Hoang Thiên Hành bị chấn lùi lại trăm trượng, nhưng Dương Diệp cũng lui về phía sau trọn vẹn trăm trượng. Hai người vừa dừng lại, trường thương trong tay Hoang Thiên Hành đột nhiên, ca sát, một tiếng, bể thành vô số đoạn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra, khoảng cách trăm trượng, một bước là tới, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Hoang Thiên Hành chém xuống. Ngũ kiếm kiếm vực, ngũ kiếm, vừa ra tay, Dương Diệp trực tiếp xuất toàn lực, hắn biết rõ, Hoang Thiên Hành này căn bản không phải mặt hàng đơn giản, nếu như không xuất toàn lực, chính là đang lãng phí thời gian. Thời điểm kiếm thứ 5 của Dương Diệp rơi xuống, đồng tử của Hoang Thiên Hành bỗng nhiên co rụt lại, một kiếm này, để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Không dám ẩn núp, hai chân Hoang Thiên Hành ngồi xổm, song thủ hợp nhất, sau đó chấn động ra. Ầm. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng cường đại giống như núi lửa bộc phát từ trong lòng bàn tay Hoang Thiên Hành chấn động ra. Toàn bộ thiên địa sợ run. Lực lượng hai trưởng này, không hề yếu hơn Dương Diệp. Hai người vừa chạm liền phân. Ầm. Đất đai dưới chân Hoang Thiên Hành sụp đổ, hắn thì bị chấn đến một ngọn núi cách hơn ngàn trượng, ngọn núi kia hóa thành bột mịn, không chỉ như thế, vô số ngọn núi phía sau cũng trong nháy mắt sụp đổ mai một. Dương Diệp cũng không tốt hơn, cả người liên tục lùi lại hơn nghìn trượng mới dừng. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Vừa rồi một kích kia, hai người đều hết toàn lực, có thể nói lấy cứng chọi cứng, loại chiến pháp này, đối với hai bên đều là tổn thương. Bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha nhìn về phía Hoang Thiên Hành, muốn ra tay, bất quá lại bị Dương Diệp ngăn cản. Nhị Nha không thể ra tay, bởi vì Hoang Thiên Hành còn không có ra át chủ bài, chung quanh còn có rất nhiều người, nếu như Nhị Nha ra tay, rất có thể sẽ bị đánh hội đồng. Phải biết, muốn Dương Diệp hắn chết không chỉ Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ, đây chính là địa ngục giới, ngoại trừ địa ngục giới, còn có Vĩnh Hằng Chi Giới, cùng với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Những người này thời khắc đang theo dõi hắn. Xa xa, Hoang Thiên Hành từ trong cho bụi đi ra, giờ phút này, Hoang Thiên Hành so với trước kia chật vật hơn rất nhiều, toàn thân dính máu, song trưởng càng biến mất. Đúng là bị một kiếm vừa rồi của Dương Diệp cứng rắn lột bỏ. Kiếm trong tay Dương Diệp, thần khí cũng có thể hủy. Hoang Thiên Hành ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía Dương Diệp, hắn mỗi đi một bước, toàn bộ hư không sẽ run lên kịch liệt. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, thân hình Hoang Thiên Hành càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh. Dương huynh cẩn thận. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Hoang Doanh. Đây là lực lượng huyết mạch của Hoang tộc ta, lực lượng huyết mạch này, có thể để cho đệ tử Hoang tộc ta thực lực bạo tăng, huyết mạch của đại ca ta đã thức tỉnh 8 phần, dưới ngũ giới hầu như vô địch, cẩn thận. Dưới ngũ giới hầu như vô địch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Thiên Hành, ngay lúc này, một nắm đấm xông tới mặt. Dương Diệp giơ kiếm chém xuống. Bành! Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra sau vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, lại một nắm tay đánh tới. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, không dám khinh thường, hai tay nắm kiếm chém. Ầm! Một kiếm rơi xuống, Dương Diệp lần nữa bay rớt ra ngoài. Giờ phút này hình thể của Hoang Thiên Hành đã tăng gấp hai. Trên không trung, hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm chắc, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên run lên, sau đó rạn nứt. Hoang Thiên Hành trợn mắt nhìn về phía Dương Diệp. Rất yếu. Nói xong, thân hình hắn run lên, bay thẳng đến Dương Diệp. Cách đó không xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn. Đột nhiên, ầm, một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Trong nháy mắt, cả người Dương Diệp rung động. Phong ma chi ý. Phong ma. Đối mặt Hoang Thiên Hành kích hoạt lực lượng huyết mạch, Dương Diệp rốt cuộc không giữ lại. Phong ma chi ý. Thời điểm phong ma chi ý xuất hiện, cả người Dương Diệp lập tức run rẩy. Mà lúc này, Hoang Thiên Hành đã đi tới trước mặt hắn. Hai tay Dương Diệp nâng kiếm chém xuống một cái. Xuy. Một kiếm này, phảng phất như muốn chẻ đôi thiên địa. Âm, một kiếm rơi xuống, cả người Hoang Thiên Hành bị chấn bay ra ngoài gần vạn trượng. Hoang Thiên Hành vừa dừng lại, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, lại một kiếm rơi xuống. Trong lòng Hoang Thiên Hành kinh hãi, hai tay đan chéo cản lại. Ầm,
thiên địa sợ run. Cả người Hoang Thiên Hành lần nữa bay ra ngoài, tuy người bay ra ngoài, nhưng hai cánh tay thì lưu ở chỗ cũ. Một kiếm gãy hai tay. Cách đó không xa, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Phong ma. Thời điểm bình thường, nàng còn không sợ Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp dưới tình huống bình thường vẫn rất hiền hòa, nhưng một khi Dương Diệp phóng thích phong ma chi ý, tiến vào trạng thái phong ma, nàng liền rất sợ. Ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn, nàng đã gặp qua loại trạng thái này của Dương Diệp. Ai cũng muốn chém, ai cũng dám chém. Cách đó không xa, một đạo hồng mang nhảy lên, thoáng qua, Hoang Thiên Hành lần nữa bay ra ngoài. Lần này toàn bộ thân thể của Hoang Thiên Hành nổ bể ra. Hai kiếm. Một kiếm gãy hai tay, một kiếm hủy thân thể. Đúng lúc này, Dương Diệp đã tiến vào trạng thái phong ma lần nữa biến mất ngay tại chỗ, xa xa, Hoang Thiên Hành chỉ còn là linh hồn thể đồng tử co rụt lại, một kiếm này, hắn không tiếp nổi rồi. Lúc này, hai tay của Hoang Thiên Hành đột nhiên kết thủ ấn kỳ dị, trong chốc lát, ở trước mặt hắn, không gian đột nhiên vỡ ra, thoáng qua, một cỗ khí tức cường đại từ trong đó chấn động ra, cỗ khí tức cường đại này, căn bản không phải khí tức của cường giả tứ giới. Cỗ khí tức này trực tiếp chấn Dương Diệp trở về vị trí cũ. Ha ha! Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Hoang Doanh. Đại ca a đại ca, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng phải dùng bảo mệnh phù, ha ha. Theo thanh âm của Hoang Doanh rơi xuống, trước mặt Hoang Thiên Hành, một chùm sáng màu xanh lam đột nhiên bọc Hoang Thiên Hành lại, thoáng qua, Hoang Thiên Hành biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm sắp biến mất, Hoang Thiên Hành lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Hoang tộc chờ ngươi. Dương Diệp đang muốn ra kiếm, nhưng Hoang Thiên Hành đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Không có Hoang Thiên Hành, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Việt Câu, sau một khắc, một ánh kiếm bắn ra. Sắc mặt Việt Câu đại biến, thân hình run lên, trong chốc lát, vô số tàn ảnh bắn mạnh về phía Dương Diệp, nhưng vừa mới tiếp xúc đạo kiếm quang kia của Dương Diệp đã bị xé mở, ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đúng là thân ảnh của Việt Câu, mà Việt Câu này, thân thể đã không còn. Vào thời điểm mấu chốt, Việt Câu trực tiếp bỏ nhục thể của mình, linh hồn thoát ra, tốc độ của hắn cực nhanh, quay người biến mất ở bầu trời xa xa mờ mịt. Dương Diệp không có đuổi theo, mà cầm kiếm đi về phía đám người hoang dã. Hoang dã đang cùng Hoang Doanh kịch chiến phát giác được Dương Diệp đuổi theo, sắc mặt đại biến, trực tiếp buông tha Hoang Doanh, lui về phía sau mấy ngàn trượng. Nhưng lúc này, xuỳ, cách đó không xa, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Cái đầu kia, là của một tên cường giả Vĩnh Hằng chi giới, bởi vì không kịp lùi lại, bị Dương Diệp lột bỏ đầu. Cường giả tứ giới, một kiếm giết chết. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người hoang dã có chút khó coi. Sao Dương Diệp cường đại đến loại trình độ này? Uống xuân dược. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đồng tử của hoang dã bỗng nhiên co rụt lại, hắn bước về phía trước một trượng, hai tay khẽ nâng lên, sau đó chui xuống. Không gian ở trước mặt hắn đột nhiên cứng lại. Lúc này, một thanh kiếm đâm vào trên không gian. Ầm. Không gian ầm ầm nổ vỡ, thoáng qua, kiếm tiến quân thần tốc, cho đến mi tâm hoang dã. Ngay thời điểm thanh kiếm kia muốn đâm vào mi tâm hoang dã, hai tay hoang dã kẹp lấy, trực tiếp kẹp thanh kiếm kia. Kiếm không cách nào nhúc nhích mảy may. Tay phải Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Sắc mặt hoang dã đại biến. Xuỳ. Kiếm tiến quân thần tốc. Một kiếm đi qua, bất quá hoang dã đã biến mất không thấy gì nữa. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm chém xuống. Xuỳ. Một kiếm này, không gian trước mặt Dương Diệp tựa như đồ sứ, bị một kiếm kia chém nát ra. Hai mắt hoang dã híp lại, bước ra một bước, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một kim ấn. Hai tay hoang dã kết ấn, thoáng qua, kim ấn ở trước mặt hắn rung động lên, ngay sau đó, một đạo kim quang cường đại bắn ra. Đạo kim quang này, lập tức chấn Dương Diệp liên tiếp lui về phía sau. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp lần nữa vào tới hoang dã lại xuất động kim ấn, đúng lúc này, một hắc ấn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đỉnh đầu của hoang dã. Chấn giới ấn. Dương Diệp phong ma, nhưng hắn không ngốc, ít nhất, bản năng chiến đấu vẫn còn. Thời điểm chấn giới ấn này xuất hiện, sắc mặt hoang dã hoàn toàn biến đổi. Chấn giới. Cảnh giới của hoang dã trực tiếp bị chấn giới ấn chấn áp đến tam giới. Mà lúc này, kiếm đã tới.
Cả người hoang dã bị chấn bay đến ngoài mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, thân thể lập tức nổ bể ra, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, đám người Thủy Nguyên Đế nhìn Dương Diệp thật sâu, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này Dương Diệp quả thực quá mạnh mẽ. Hoang dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Rút lui. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Đám người Thủy Nguyên Đế nhao nhao quay người biến mất ở xa xa. Bỏ chạy. Tạm thời tránh mũi nhọn. Dương huynh. Ngay lúc này, Hoàng Doanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đang muốn nói gì, lúc này hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ một cái. Hoàng Doanh đại biến, hắn tay phải vung lên, một đạo lực lượng cường đại chấn động ra. Ầm. Một kiếm rơi xuống, Hoàng Doanh bị chấn bay ra ngoài. Vừa dừng lại, kiếm của Dương Diệp lại đến. Sắc mặt Hoàng Doanh đại biến, đang muốn ra tay, lúc này, một cây trường thương cứng rắn chặn kiếm của Dương Diệp. Xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp là An Nam Tĩnh. Trên bờ vai An Nam Tĩnh là Tiểu Bạch lo lắng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp giơ kiếm muốn lần nữa chém xuống, bất quá kiếm hạ xuống cách mười mấy cm liền ngừng lại. Sau một lúc lâu, hai tay Dương Diệp chậm rãi buông lỏng kiếm ra, không chỉ như thế, trong mắt của hắn cũng chậm chậm khôi phục trong sáng. Ở xung quanh hắn, phong ma chi ý đều tuôn trở về trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Dương Diệp khôi phục bình thường. Nhìn thấy Dương Diệp khôi phục bình thường, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch ôm cổ Dương Diệp dùng sức cả cả. Nàng cũng có chút sợ, sợ Dương Diệp ở loại trạng thái kia. Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Không sao. Tiểu Bạch ôm Dương Diệp dùng sức cả. Dương Diệp lắc đầu cười cười, kỳ thật kết cục như thế này đã rất khá. Sở dĩ hắn dám phóng thích phong ma chi ý, là vì An Nam Tĩnh, có An Nam Tĩnh ở đây, hắn sẽ không triệt để mất phương hướng, An Nam Tĩnh và Tiểu Bạch có thể để cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Bởi vì hai người này, là người hắn vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn. Dù hắn thương tổn tới mình, cũng sẽ không làm thương tổn hai người này. Lúc này, Hoàng Doanh đi tới trước mặt Dương Diệp, hắn cười khổ. Dương huynh, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa một kiếm giết ta à. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoàng Doanh, cười nói. Ở đâu, ngươi không làm tổn thương ta thì tốt rồi. Ở trong Hoàng Doanh, Hoàng Dạ còn có Hoàng Thiên Hành, để cho hắn kiêng kỵ nhất là Hoàng Doanh này. Đây là trực giác, mà trực giác của hắn vẫn luôn rất chính xác. Hoàng Doanh lắc đầu cười cười. Nói thật, thực lực của Dương huynh để cho ta mở rộng tầm mắt, đặc biệt là loại trạng thái vừa rồi kia, coi như là ta, cũng không tin tiếp được Dương huynh mấy kiếm. Kiếm của Dương huynh, quá lợi hại. Dương Diệp nói. Không nói những thứ này, Doanh huynh, bây giờ có thể quay về Hoang tộc chưa? Hoàng Doanh cười nói. Hiện tại mới bắt đầu. Hiện tại mới bắt đầu. Dương Diệp nhíu mày. Ý gì? Hoàng Doanh cười cười. Dương huynh, hai huynh đệ kia của ta còn không có chết, hơn nữa những lão gia hỏa phía sau bọn họ còn chưa ra mặt. Những lão gia hỏa kia mới là khó giải quyết nhất, trừ lần đó ra, còn có đế gia, nghe nói gia tộc nào đó của Vĩnh Hằng chi giới cùng đế gia này liên thủ, nếu hai thế lực này kết hợp, cũng là một phiền phức. Còn có Địa Ngục Tông, cũng không phải mặt hàng đơn giản a. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Hoàng tộc ngươi không phải rất lợi hại sao? Hoàng Doanh cười nói. Dương huynh, ngươi không biết, ta còn không phải Thái tử Điện Hạ, nếu như ta là Thái tử Điện Hạ, những thế lực này, đều không dám có ý đồ với ta. Đáng tiếc, hiện tại ta không phải. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta cảm giác mình tìm một phiền phức lớn. Hoàng Doanh cười khổ. Liên lụy Dương huynh rồi. Dương Diệp lắc đầu. Không tính, chúng ta xem như liên lụy lẫn nhau. Hoàng Doanh cười ha ha. Dương huynh thật sảng khoái. Trận chiến vừa rồi, chắc hẳn Dương huynh cũng tiêu hao rất nhiều, trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, ta cũng phải chờ vài người. Chờ người. Dương Diệp hỏi. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Mời trợ giúp, lần này như không mời mấy người tới trợ giúp, ta sợ là khó có thể còn sống trở lại hoang tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu, không có nói cái gì, ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra một viên giới tinh ăn vào. Tiếp đó thần thức hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch và Nhị Nha cũng đi vào theo. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu Hồng Mông tử khí. Vừa rồi trận chiến kia, đặc biệt là sau khi tiến vào trạng thái phong ma,
hắn cảm ngộ rất sâu. Còn nữa, hắn có một phát hiện, sở dĩ ở dưới trạng thái phong ma mạnh, đó là bởi vì huyết mạch. Huyết mạch. Phong ma huyết mạch. Lúc này đây, Dương Diệp tính là chân chính cảm nhận được lực lượng huyết mạch cường đại. Sở dĩ phong ma chi ý của hắn mạnh, nguyên nhân chủ yếu là lực lượng huyết mạch này. Bởi vì lực lượng huyết mạch gia trì, làm cho phong ma chi ý của hắn nhận được tăng lên sâu sắc. Có thể nói, huyết mạch mới là nòng cốt của hắn. Lực lượng huyết mạch. Loại lực lượng này, trước đó hắn không hiểu nhiều. Dương gia có phong ma huyết mạch, hắn biết, bất quá đến thế hệ cha hắn, bởi vì nguyên nhân phong ma, cha hắn sửa lại lực lượng huyết mạch này. Là sửa chữa, không phải nghịch chuyển. Nghĩ tới đây, Dương Diệp đột nhiên nghĩ tới trung niên ở huyên giới nói. Bất kể là người, hay yêu, đều có lực lượng huyết mạch, mà lực lượng huyết mạch, đều là tổ huyết truyền xuống, cái gọi là tổ huyết, chính là người có thành tựu lớn nhất của Dương gia. Đơn giản mà nói, hiện tại hắn còn không thể chính thức nghịch chuyển huyết mạch của mình, là vì ở trong lịch sử Dương gia, có tổ tiên thành tựu cao hơn Dương Diệp hắn. Nếu như hắn có thể nghịch chuyển huyết mạch của vị tổ tiên kia, như vậy ngày sau huyết mạch của Dương Diệp hắn sẽ trở thành Dương gia tổ huyết. Dương gia tiên tổ. Dương Diệp không khỏi có chút tò mò, Dương gia còn có tổ tiên cường đại. Mà vị kia hiện tại đến tột cùng là chết hay sống? Bất kể là chết hay sống, không hề nghi ngờ, vị tổ tiên kia mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, bởi vì hắn hiện tại, mặc dù đang bắt đầu chậm rãi nghịch chuyển huyết mạch, nhưng hắn còn không có chính thức thành công nghịch chuyển huyết mạch. Chỉ khi hắn chính thức nghịch chuyển huyết mạch thành công một khắc này, thực lực của hắn mới tính là chân chính vượt qua tổ tiên Dương gia. Sau một lúc lâu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, không nghĩ tới chuyện của Dương gia nữa, hiện tại với hắn mà nói, là làm sao lợi dụng phong ma huyết mạch và phong ma chi ý. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp cũng không có biện pháp tốt, đây là một vấn đề nan giải. Phong ma. Bất kể là phong ma huyết mạch hay phong ma chi ý, ý tứ đều là hai chữ phong ma, chỉ có tiến vào loại trạng thái này, thực lực của hắn mới có thể được tăng lên, mà nếu như hắn bảo trì thanh tỉnh, thực lực của hắn không thể tăng lên bao nhiêu. Cho nên huyết mạch này của hắn là, càng phong ma, càng khủng bố hơn. Có tốt có xấu. Bất quá, trước khi hắn chính thức nghịch chuyển huyết mạch, hắn cũng bất lực, bởi vì cái này là đặc tính của phong ma huyết mạch. Chỉ có thể nói, vị tổ tiên kia của Dương gia là một tên điên, chỉ có tên điên mới có thể làm ra loại huyết mạch này. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp bắt đầu điều tức bản thân, hơn nữa nhớ lại hai cuộc chiến đấu lúc trước. Vừa rồi mấy lần giao thủ, hắn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Đặc biệt là lợi dụng thần khí, hắn không thể dùng rất tốt. Nếu như dùng đúng chỗ, muốn lưu lại hoang thiên hành và hoang dạ, vẫn có cơ hội rất lớn. Trong hồng mông tháp, trên phi thăng đài, An Nam Tĩnh đang luyện thương, một lần xuất ra một thương. Một thương này, là tín niệm thương, tín niệm càng mạnh, uy lực càng mạnh. Đương nhiên, An Nam Tĩnh không chỉ luyện thương, nàng hầu như cái gì cũng luyện. Võ đạo không giống kiếm đạo, võ đạo bao hàm rất nhiều. Có thể nói, An Nam Tĩnh cũng là lá bài tẩy của Dương Diệp hắn, thời khắc mấu chốt, An Nam Tĩnh xuất hiện, tuyệt đối có thể cho những người kia một bất ngờ cùng kinh hỉ. Lòng đất kiếm tông, kiếm kinh xếp bằng ở trên thập vạn kiếm trận, bàn tay như ngọc trắng của nàng vung nhanh, mỗi một lần huy động, những kiếm trận kia sẽ nhanh chóng vận chuyển. Kiếm trận, gây dựng lại kiếm trận. Trong khoảng thời gian này, kiếm kinh đang nghiên cứu kiếm trận, phải nói là tăng cường kiếm trận. Kiếm trận của Bắc Hoang kiếm tông, bố cục cùng uy lực tự nhiên kém tông môn của nàng ở Vĩnh Hằng quốc độ, bởi vậy trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng cải thiện kiếm trận. Nàng rất có lòng tin, muốn linh khí, có Tiểu Bạch và Hồng Mông Tháp, có tiểu gia hỏa kia ở đây, linh khí của kiếm trận nàng căn bản không cần lo lắng, muốn mắt trận, có kiếm sát và kiếm tổ, kiếm thủ. Có thể nói, muốn cái gì có cái đó. Đặc biệt là kiếm sát của Dương Diệp. Có thanh kiếm này làm trận tâm, uy lực của kiếm trận sẽ cực kỳ kinh khủng. Bên kia, phía sau núi Kiếm Tông, trong rừng sâu, lúc này hai cây hỗn nguyên thụ đã cao đến hai trượng. Trên hai cây hỗn nguyên thụ kết bảy trái cây nho nhỏ. Hỗn nguyên quả. Ở trên đỉnh hai cây hỗn nguyên thụ, thỉnh thoảng có linh khí chảy ra. Lúc này, hai cây hỗn nguyên thụ đột nhiên rung động. Kích động, hưng phấn. Nguyên lai là cách đó không xa, một tiểu gia hỏa đang nhún nhảy bay tới. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đi tới trước hai cây hỗn nguyên thụ,
hai cây hỗn nguyên thụ run kịch liệt hơn. Tiểu Bạch giao cho chúng sinh mệnh, giao cho chúng linh trí, nhưng tánh mạng và linh trí của chúng còn không hoàn chỉnh. Có thể nói, nếu như Tiểu Bạch không tiếp tục đến, tối đa không cao hơn 3 ngày, chúng sẽ héo rũ, sau đó hoàn toàn biến mất. Thế giới này, không có tồn tại nuôi nổi chúng. Điều kiện hỗn nguyên thụ sinh trưởng cực kỳ hà khắc, bằng không thì không tuyệt tích như thế. Có thể nói, chúng muốn triệt để lớn lên, chỉ có dựa vào Tiểu Bạch. Linh tổ của thế giới này, một tiểu gia hỏa có vô số bảo bối. Tiểu Bạch nhảy tới trước cây, nhìn quả trên cây, nàng cười cười, nàng rất ưa thích quả này, đám tiểu ngưu càng thích. Đám người tiểu ngưu và thái cổ lệ hổ, có thể nói là có thiên đại số mệnh. Đại yêu bình thường, có thể được một quả, cái kia cũng đã là thiên đại phúc nguyên. Mà những yêu thú này đi theo Tiểu Bạch, sau này khả năng thường xuyên. Ăn. Rất nhanh, như cảm nhận được cái gì, Tiểu Bạch nhìn về phía hai cây hỗn nguyên thụ, nàng trừng mắt nhìn, sau đó tiểu chảo sờ lên hai cây hỗn nguyên thụ, hai cây hỗn nguyên thụ run kịch liệt hơn. Tiểu chảo của Tiểu Bạch quơ quơ, hiển nhiên là đang trao đổi với hỗn nguyên thụ. Đáng tiếc, linh trí của hỗn nguyên thụ không hề hoàn chỉnh, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản năng. Cứ run run như vậy, này làm khổ Tiểu Bạch, bởi vì nó căn bản không hiểu ý tứ của hai cây hỗn nguyên thụ. Cứ như vậy, Tiểu Bạch cùng hai cây hỗn nguyên thụ trao đổi nửa ngày, cuối cùng Tiểu Bạch há mồm nhẹ nhàng nhổ, vô số linh khí lập tức lao về phía hai cây hỗn nguyên thụ. Giờ khắc này, hai cây hỗn nguyên thụ run càng thêm kịch liệt, Tiểu Bạch minh bạch ý tứ của hai cây. Tiểu Bạch phun linh khí một hồi, sau đó lại lấy ra hai viên vĩnh hằng giới tinh đặt ở dưới gốc cây, trong hai viên vĩnh hằng giới tinh, giới khí liên tục không ngừng hội tụ. Không chỉ như thế, nàng còn để cho hồng mông tháp thả ra rất nhiều hồng mông tử khí tới. Giờ khắc này, hai cây hỗn nguyên thụ hưng phấn quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Cứ như vậy, qua hồi lâu, sau khi hai cây hỗn nguyên thụ chậm rãi bình tĩnh lại, Tiểu Bạch vỗ vỗ tiểu chảo, xoay người nhún nhảy đi xa. Rất nhanh, nàng đi tới trong phòng tu luyện, đi vào phòng tu luyện, tiểu chảo chiêu chiêu, các thần khí của Dương Diệp đều xuất hiện ở trước mặt nàng. Thăng linh. Hiện tại nàng có thời gian sẽ thăng linh cho những bảo bối này. Những thần khí cùng siêu thần khí vẫn có chênh lệch không nhỏ, bất quá nếu như có thể thu nhỏ lại chênh lệch, ngày sau một khi có cơ duyên, chúng có thể tiến vào hàng ngũ siêu thần khí. Cái này là địa phương kinh khủng nhất của Tiểu Bạch, nàng có thể vô hạn kéo nhỏ chênh lệch giữa thần khí và siêu thần khí. Có thể nói, ở dưới Tiểu Bạch bồi dưỡng, ngày sau những thần khí này đều có cơ hội tiến vào hàng ngũ siêu thần khí. Mà ở dưới Tiểu Bạch bồi dưỡng, những thần khí kia, còn có mấy con đại yêu, quan hệ cùng Tiểu Bạch. Đơn giản mà nói, nếu ai dám động Tiểu Bạch, chúng ai cũng dám giết. Bên kia, trong một gian đại điện, một nữ tử mặc váy tím ngồi xếp bằng, ở bốn phía nàng, vô số ánh sáng tím dập dờn. Tử Nhi. Sau khi thôn phệ hỗn nguyên quả, biến hóa của Tử Nhi có thể nói lớn nhất. Huyết mạch của Tử Nhi không bằng thái cổ chân long, nhưng này cũng thành tựu nàng. Bởi vì độ khó nghịch chuyển huyết mạch của nàng sẽ thấp hơn thái cổ chân long rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, đây là bởi vì hỗn nguyên quả, nếu như không có hỗn nguyên quả, Tử Nhi tuyệt đối không có khả năng so sánh với thái cổ chân long. Trong đại điện, Tử Nhi ngồi xếp bằng dưới đất, ở dưới da nàng, mạch máu có chút rung rung, như đang phát sinh lột xác nào đó. Qua hồi lâu, Tử Nhi mở mắt nhìn về phía xa xa, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của nàng có chút si ngốc. Huyền giả đại lục. Nàng nhớ tới lúc trước, mới gặp gỡ Dương Diệp, cùng Dương Diệp một đường đi tới, từng ly từng tí. Thời gian dần trôi qua, khóe miệng Tử Nhi nổi lên nụ cười. Dương Diệp năm đó, Dương Diệp hôm nay, Dương Diệp tương lai. Qua hồi lâu, hai mắt Tử Nhi chậm rãi đóng lại, một cỗ tử mang từ trong cơ thể nàng chấn động ra, trong nháy mắt, khí tức của Tử Nhi càng ngày càng mạnh. Dương Diệp và Tiểu Bạch xuất hiện ở trong đại điện của Tử Nhi. Hắn nhìn Tử Nhi, cứ như vậy nhìn xem, ánh mắt nhu hòa. Tử Nhi, hắn làm sao có thể quên? Không nói, không nhắc, không có nghĩa là không thương. Có ít người, một khi ghi ở trong lòng, trọn đời không quên. Dương Diệp và Tiểu Bạch cứ như vậy nhìn Tử Nhi, qua hồi lâu, Dương Diệp mỉm cười, sau đó mang theo Tiểu Bạch thối lui ra khỏi đại điện. Một chỗ khác, trong một gian đại điện, một nữ hài ngồi bẹp xuống đất, liếm láp mứt quả. Tiểu nữ hài này dĩ nhiên chính là Nhị Nha. Nhị Nha nhìn cửa đại điện, chậm rãi liếm láp mứt quả,
lỗ tai của nàng lại dài chút, trừ lần đó ra, ánh mắt của nàng một hồi màu đỏ tươi, một hồi thanh minh, vô cùng quỷ dị. Một lát sau, nhị nha đột nhiên đứng lên, nàng nhìn nhìn tay trái, đầu ngón tay chẳng biết lúc nào xuất hiện móng tay dài gần tấc, nói là móng tay, kỳ thật càng giống như móng vuốt. Tay trái của nàng nhẹ nhàng vung lên. Xùy. Trong chốc lát, chỗ tay qua, không gian giống như giấy mỏng bị xé nát, mà không gian bị xé nứt đã triệt để mai một, biến thành tử địa. Không gian kia, vĩnh viễn biến mất. Nhìn tay trái mình, nhị nha trừng mắt nhìn, nói khẽ. Lợi hại như vậy sao? Nói đến đây, nàng giống như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện la lớn. Dương ca ca, ta lại đói. Ta muốn ăn thịt người. Trong Hồng Mông tháp, Dương Diệp đã nghe được thanh âm của nhị nha, hắn vốn ngây người, sau đó vội vàng ôm Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông tháp. Hắn là có chút sợ nhị nha này rồi. Nàng đói bụng, nàng muốn ăn thịt người. Hắn đi nơi nào tìm người cho nàng ăn? Chay! Trong Hồng Mông tháp, nhị nha tìm Dương Diệp khắp nơi, tìm một hồi, khi phát hiện Dương Diệp ly khai Hồng Mông tháp, nàng vội vàng ra Hồng Mông tháp. Ngoài Hồng Mông tháp, Dương Diệp chứng kiến nhị nha, biểu lộ lập tức cương cứng. Hắn ngượng ngập cười cười. Nhị nha, làm sao vậy? Nhị nha đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương ca ca, ta đói rồi, ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Diệp cười khổ. Nhị nha đói, cùng yêu thú bình thường đói hoàn toàn khác nhau. Trong thế tục, có thịt cừu thịt trâu, chỉ cần bạc, những vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng nhị nha không ăn những thứ này. Nàng muốn ăn đại yêu cấp bậc cao, như thái cổ chân long cùng thái cổ lệ hổ. Ăn thịt người cũng phải cần chọn loại siêu cấp cường giả đến ăn. Nàng ăn là năng lượng, nàng là muốn hấp thu năng lượng. Nhị nha kéo tay của Dương Diệp, sau đó nói. Dương ca ca, người đã đáp ứng ra ra phải chiếu cố ta thật tốt, hiện tại ta mỗi ngày đều rất đói, người phải cho ta ăn a. Mặt Dương Diệp đen lại, người không phải muốn ăn cơm, người đây là ăn thịt người a. Không nhịn được nhị nha dây dưa, Dương Diệp chỉ phải đáp ứng nàng, mau chóng tìm cho nàng ăn. Ở dưới Dương Diệp vỗ ngực bảo đảm, lúc này nhị nha mới buông tha cho tiếp tục dây dưa Dương Diệp. Chứng kiến nhị nha quay về Hồng Mông tháp, Dương Diệp thở dài một hơi, hắn là thật có chút sợ nha đầu này rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía hoang doanh, ở bốn phía hoang doanh có năm hắc y nhân, năm hắc y nhân này vây hoang doanh vào giữa, bảo vệ vô cùng tốt. Mà trên người hoang doanh, từng cỗ khí tức không ngừng chấn động ra, giống như đang làm gì. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, ở bốn phía, có thật nhiều đạo khí tức mịt mờ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xùy! Một đạo kiếm quang lóe lên. Ở trong hư không, một trung niên nhìn thấy Dương Diệp biến mất, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì đạo kiếm quang kia đúng là bắn về phía hắn. Bị phát hiện rồi. Trung niên xoay người muốn trốn, nhưng kiếm đã tới. Không thể trốn đi đâu được. Hai tay trung niên nắm chắc thành quyền, sau đó oanh một cái. Hai đấm ra, vị trí không gian của hắn lập tức nổ bể. Nhưng một kiếm bắn tới, trung niên kia bị một kiếm cắt thành hai nửa. Sau khi một kiếm miểu sát trung niên kia, nhị nha lập tức xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nàng cũng không có ăn thịt người, mà mồm khẽ hấp, linh hồn cùng với tinh khí thần của trung niên kia bị hấp vào trong bụng. Hiện tại nàng không ăn thịt người, nhân nhục không có mùi vị, thịt của yêu thú có mùi vị, đối với người, nàng chỉ hấp thu năng lượng cùng linh hồn. Cái này có chút tương tự phệ hồn thuật của Dương Diệp. Cứ như vậy, qua một hồi lâu, nhị nha vỗ vỗ bụng nhỏ, sau đó hài lòng tiến vào Hồng Mông tháp. Linh hồn cùng tinh khí thần của một vị cường giả tứ giới, mặc dù không thể nhồi no bụng của nàng, nhưng thực sự để cho nàng không quá đói. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể trước mặt, đang muốn quay người rời đi, lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía bên phải, chỗ đó, một nữ tử chậm rãi mà tới. Nữ tử này không phải người khác, chính là A Lãnh lúc trước từ thần vũ giới rời đi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Có việc. A Lãnh đi tới trước mặt Dương Diệp, cười nói. Dương huynh, đã lâu không gặp. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. A Lãnh cô nương, ngươi là người của đế gia. A Lãnh lắc đầu. Ta không phải người đế gia, lúc trước thiên lão chết ở trong tay ngươi, cũng không phải đế gia, hắn cũng không phải ta phái đi, mà là gia tộc ta phái đi. Gia tộc ta, đến từ Vĩnh Hằng quốc độ.
Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. A Lãnh nhẹ gật đầu. Nghĩ đến ngươi cũng từ trong miệng Hoang Doanh đạt được một ít tin tức, gia tộc ta muốn liên hợp đế gia làm một ít chuyện, bất quá bọn hắn vì để cho quan hệ hai nhà càng vững chắc, cho nên quyết định hy sinh ta. Nói đến đây, nàng mỉm cười. Ta không thích bị người bài bố. Lúc này, Hoang Doanh đột nhiên đi tới, Hoang Doanh cười nói. Dương huynh, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này là A Lãnh cô nương, đến từ viên gia của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Nàng chính là trợ giúp ngươi chờ. Hoang Doanh cười nói. Đúng vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bây giờ đi. Hoang Doanh quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, năm hắc y nhân kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một hắc y nhân đi tới trước mặt Hoang Doanh, bất quá rất nhanh lại biến mất theo. Hoang Doanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa, cười nói. Dương huynh, nếu như tới địa ngục giới này, không mang theo ít đồ đi, như thế nào cũng không thể nói nổi, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, cười nói. Chính hợp ý ta. Hoang Doanh cười ha ha, sau đó cùng Dương Diệp và A Lãnh biến mất ngay tại chỗ. Địa ngục tông. Địa ngục tông có thể nói là thế lực lớn nhất địa ngục giới. Ở trong địa ngục giới, địa ngục tông chính là tồn tại mạnh nhất, cho dù là thủ hộ giả cũng xuất thân từ địa ngục tông. Địa ngục tông ở trong một sơn cốc, trong sơn cốc có một đại điện màu đỏ, bốn phía sơn cốc là vô số dãy núi, trên những dãy núi kia đều có cường giả trấn thủ, không chỉ có cường giả, còn có trận pháp trấn áp. Mà ở trên một sơn mạch phía sau địa ngục tông, là một mộ địa liếc mắt không nhìn thấy bờ. Ở trên mộ địa, vô số phần mộ nối tiếp, rậm rạp chằng chịt, nhìn cực kỳ ghê người. Ở trong mộ địa vô biên vô tận, vô số tử khí tụ tập, những tử khí này che lấp toàn bộ bầu trời, ngay cả ánh mặt trời cũng thấm không vào. Vùng mộ địa này thật sự có thể nói là người sống chớ gần. Đừng nói ngoại nhân, cho dù là một ít đệ tử của địa ngục tông, cũng không dám tùy tiện bước vào vùng mộ địa này. Đột nhiên, ba người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong vùng mộ địa. Ba người này đúng là ba người Dương Diệp, mà ở xung quanh ba người, có một cỗ lực lượng thần bí ẩn nấp, bởi vậy khí tức của ba người bọn họ không hề có một chút tiết ra ngoài nào. Kiếm vực. Cỗ lực lượng thần bí này, đúng là kiếm vực của Dương Diệp. Hoang Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Kiếm vực này của Dương huynh, không giống bình thường. A Lãnh cũng cười nói. Đích thực như thế, công phu ẩn nấp này, ta rất ít thấy. Kiếm vực ẩn nấp, tự thành thế giới, trừ khi thực lực vượt qua Dương Diệp quá nhiều, bằng không thì căn bản không cảm giác được khí tức của hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Doanh huynh, người dẫn chúng ta tới nơi đây làm gì? Hoang Doanh cười nói. Nơi đây có một bảo vật, là bảo vật của địa ngục tông, nếu như muốn đi, tự nhiên phải mang một ít bảo vật đi. Đương nhiên, sự tình đầu tiên nói trước, thiên địa thần vật, người hưu duyên thì được, thần vật kia cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, do món thần vật kia tự mình lựa chọn, miễn tổn thương hòa khí giữa chúng ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được. A Lãnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng nói. Được. Hoang Doanh mỉm cười, sau đó đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Hai vị đối với nơi này khả năng biết không nhiều, nơi đây là hạch tâm của địa ngục tông. Năm đó tổ sư của địa ngục tông là một vị siêu cấp cường giả, đạo của hắn chính là tử đạo. Cái gọi là tử đạo, nói trắng ra là chính là đạo người chết. Nói xong, tay phải hẳn chỉ tới trước. Vùng mộ địa này. Là địa ngục tông cố ý gây nên, mỗi một ngày, mỗi một khắc, bọn hắn sẽ cho rất nhiều người chết tới đây. Đương nhiên, mới đầu vì kiếm người chết, bọn họ là trực tiếp giết, bất quá loại hành vi này chọc giận rất nhiều thế lực, trải qua mấy lần đại chiến, địa ngục tông thu liễm một chút. Dương Diệp hỏi, bọn hắn kiếm nhiều người chết như vậy làm gì? Hoang Doanh cười nói, tụ tập tử khí và âm khí, phương pháp tu luyện của địa ngục tông này có chút đặc thù, bọn hắn không chỉ tu luyện huyền khí. Còn tu luyện tử khí cùng âm khí, đơn giản mà nói, đệ tử địa ngục tông này rất tà khí. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, lại nói. Năm đó vị tổ sư kia của địa ngục tông, tu luyện ra một loại huyền khí rất huyền diệu, tên tử âm chi khí, loại khí này, ở trong thập đại huyền khí, chỉ có vĩnh hằng chi khí mới có thể áp chế, huyền khí còn lại, coi như là hồng mông tử khí cũng không ép được nó.
Tử âm chi khí. Dương Diệp nhẹ gật đầu, không có hỏi cái gì, bất quá trong lòng xuống thì ghi nhớ tử âm chi khí. Cứ như vậy, ba người đi về phía trước, bất quá rất nhanh, bốn phía xuất hiện rất nhiều khí tức mịt mờ. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, không nói gì. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt ba người, lão giả này, Dương Diệp từng thấy, chính là lão giả lúc trước ra mặt cảnh cáo Hoang Doanh. Lão giả nhìn ba người Dương Diệp, cuối cùng hắn nhìn về phía Hoang Doanh. Cửu Điện Hạ, ngươi là có ý gì? Có ý gì? Hoang Doanh cười nói. Ta không rõ ý tứ của ngươi. Lão giả trầm giọng nói. Cửu Điện Hạ có thể tự động rời đi, Địa Ngục Tông ta quyết không ngăn trở, đây là Địa Ngục Tông tông chủ ta nói. Hoang Doanh lắc đầu. Ta tạm thời còn không muốn đi, muốn dạo chơi ở chỗ này, như thế nào, không được sao? Sắc mặt của lão giả có chút âm trầm. Cửu Điện Hạ, nơi đây chính là cấm địa của Địa Ngục Tông ta, ngoại nhân không được tự mình tiến vào, kính xin Cửu Điện Hạ lý giải. Cấm địa. Hoang Doanh ngây cả người, sau đó nói. Ta như thế nào không biết, ta. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, thời điểm Dương Diệp biến mất, sắc mặt lão giả kia hoàn toàn biến đổi, hắn lui về phía sau một bước, sau đó hai tay chất chồng chúi xuống. Không gian trước mặt hắn vặn vẹo, một cỗ lực lượng cường đại từ trong không gian vặn vẹo kia chấn động ra. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp ra khỏi vỏ. Ngũ kiếm kiếm vực. Kiếm thứ năm rơi xuống. Xuy. Vùng không gian trước mặt Dương Diệp giống như giấy bị xé ra. Một hơi sau, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng lão giả kia, còn lão giả kia thì đã biến thành hai nửa. Một kiếm miểu sát. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Chuyện một kiếm như thế này, dày vò khốn khổ làm cái gì? Hoang Doanh. Hoang Doanh nhìn cỗ thi thể kia, lắc đầu cười cười. Dương huynh, tính cách này của ngươi, thực quá hào sảng. Kỳ thật hắn là muốn nói quá biết gây tai họa. Không giết lão giả kia, chẳng khác nào không trở mặt với Địa Ngục Tông, mọi sự còn chỗ thương lượng. Mà bây giờ, Dương Diệp một kiếm giết lão giả kia, không thể nghi ngờ là triệt để không nể mặt mũi với Địa Ngục Tông. Giết người nhất thời thoải mái, đằng sau phiền toái nhiều lắm a. Bất quá hắn vẫn có chút hâm mộ Dương Diệp. Hâm mộ Dương Diệp tùy tâm sở dục, hâm mộ Dương Diệp nhất niệm không như ý có thể rút kiếm chảm phá. Tính tình sảng khoái, từ xưa đến nay, kiếm tu rất phong lưu. Thu hồi suy nghĩ, Hoang Doanh cười nói. Chúng ta đi thôi, đi xem bảo vật kia. Nói xong, Hoang Doanh bước nhanh hơn. Hai người Dương Diệp đi theo. Một lát sau, A Lãnh đột nhiên nói. Dương huynh, người thật muốn bảo vệ linh tổ. Dương Diệp nói. Như thế nào? A Lãnh thấp giọng thở dài, không có nói cái gì, bước nhanh hơn. Tại chỗ, Dương Diệp im lặng không nói. Linh tổ. Tiểu Bạch, ai cũng không thể tổn thương. Dương Diệp bước nhanh hơn. Rất nhanh, ba người đi tới trung tâm mộ địa, địa phương này tử khí và âm khí cực kỳ nồng nặc. Hai mắt Hoang Doanh híp lại. Xuất hiện đi. Đột nhiên, ở bốn phía ba người xuất hiện bốn hắc y nhân, cường giả tứ giới. Hơn nữa khí tức hùng hậu, không phải cường giả tứ giới bình thường. Mà ở dưới chân ba người, đột nhiên xuất hiện một khe hở màu đen, theo khe hở này xuất hiện, không gian bốn phía đột nhiên rung động, ngay sau đó vô số tử khí và âm khí đột nhiên tụ về phía ba người Dương Diệp. Một trung niên xuất hiện ở cách đó không xa, trung niên mặc trường bào màu đen, đầu tóc bạc trắng, mặt không biểu tình. Hoang Doanh cười nói. Nghĩ đến các hạ hẳn là Địa Ngục Tông tông chủ Vưu Thiên. Trung niên nhẹ gật đầu. Là ta. Hoang Doanh nói. Có việc gì sao? Vưu Thiên quay đầu nhìn thoáng qua chân trời xa xôi. Cửu Điện Hạ, có thể lưu lại một đường hay không? Hoang Doanh cười cười. Không được. Vưu Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hoang Doanh, nhìn hồi lâu, hắn mở miệng. Địa Ngục Tông ta vĩnh viễn không lẫn vào thế tử chi tranh của hoang tộc. Hoang Doanh cười nói. Đã muộn. Nghe vậy, hai mắt Vưu Thiên chậm rãi đóng lại. Ngay lúc này, A Lãnh đột nhiên nói. Vưu Thiên tông chủ, các hạ là cường giả tứ giới đỉnh phong, nếu như đơn đả độc đấu, bất kỳ người nào trong ba người chúng ta cũng không có nắm chắc chiến thắng được các hạ. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, ba người chúng ta liên thủ, dưới ngũ giới, cái nào không thể giết. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười cười. Đương nhiên, quý tông còn có rất nhiều át chủ bài,
bất quá chúng ta không có sao. Đơn giản mà nói, nếu Vưu Thiên Tông chủ muốn động thủ, Địa Ngục Tông ở địa ngục giới này, coi như không xóa tên, cũng sẽ luân lạc thành thế lực tam lưu. Thế lực tam lưu? A Lãnh lại muốn nói gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Ta có thể nói vài câu không? Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, Vưu Thiên cũng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn Vưu Thiên. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không nên lãng phí thời gian của ta. Mười hơi, trong mười hơi, nếu như còn có người của Địa Ngục Tông ở xung quanh, ta liền giết sạch, ta nói được thì làm được. A Lãnh cùng Hoang Doanh ngây ngẩn cả người. Đám người Vưu Thiên nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dương Diệp này hiếp người quá đáng. Rất nhanh, mười hơi đã qua. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên. Xùy! Ở bên phải Dương Diệp, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện. Hắc y nhân kia kinh hãi, thân thể xoay tròn một cái, trong chốc lát, vô số lưu quang màu đen chấn động ra, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp. Nhưng những lưu quang màu đen kia không có khả năng ngăn cản đạo kiếm quang kia của Dương Diệp. Bành! Lưu quang màu đen lập tức nổ bể ra, hắc y nhân thì té bay ra ngoài, thân thể bạo liệt. Một kiếm hủy thân thể. Dương Diệp cũng không có dừng tay, giơ kiếm đâm một cái. Xùy! Một luồng kiếm quang như điện chớp từ mũi kiếm bắn ra. Trên không trung, Vưu Thiên muốn ra tay, nhưng lúc này, A Lãnh cùng Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt Vưu Thiên. Thần thức của hai người trực tiếp khóa Vưu Thiên lại. Vưu Thiên nhìn hai người, do dự một chút, chỉ một chút như vậy, xa xa, hắc y nhân kia đã bị Dương Diệp một kiếm xuyên thủng linh hồn. Thần hồn câu diệt. Không trung, thần sắc của Vưu Thiên cực kỳ âm trầm. Rất muốn giết người. Đây là ý của Vưu Thiên giờ phút này, Dương Diệp kia không thể nghi ngờ là hiếp người quá đáng. Nhưng với Dương Diệp mà nói, nếu như Địa Ngục Tông này dám có ý đồ với Tiểu Bạch, vậy thì phải giết. Sau khi giết một cường giả của Địa Ngục Tông, Dương Diệp không có ý thu tay, đang muốn rút kiếm, Vưu Thiên đột nhiên nói. Chúng ta đi. Nhưng kiếm của Dương Diệp vẫn rút ra. Xùy. Một đạo kiếm quang chém xuống. Hắc y nhân kia sớm có phòng bị, hai tay nắm đại đao bổ một cái. Một đao chém xuống, cứng rắn chặn đạo kiếm quang kia của Dương Diệp, bất quá ngay lúc này, đồng tử của hắc y nhân kia bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng chém ra một đao. Phi kiếm. Ở hai bên hắc y nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai phi kiếm thình thịch. Theo hai tiếng nổ vang hắc y nhân té bay ra ngoài. Dương Diệp đang muốn ra tay, lúc này một cỗ khí tức cường đại trực tiếp khóa chặt hắn, cỗ khí tức này, đúng là của Vưu Thiên. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vưu Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, người thật sự cho rằng Địa Ngục Tông ta sợ ngươi. Trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên trực chỉ Vưu Thiên. Ngươi cho rằng Dương Diệp ta sợ Địa Ngục Tông ngươi. Địa Ngục Tông ngươi không phải muốn linh tổ sao? Không phải muốn giết Dương Diệp ta sao? Ta bây giờ đứng ở đây, linh tổ ở trên người ta, ngươi qua đây lấy. Sắc mặt Vưu Thiên tái xanh. Chiến. Hắn không thể so sánh với Dương Diệp. Dương Diệp một thân một mình, phía sau hắn còn có Địa Ngục Tông, hắn nhất định phải cân nhắc cho Địa Ngục Tông. Một khi lựa chọn chiến, như A Lãnh nói, coi như Địa Ngục Tông thắng, bọn hắn cũng sẽ biến thành thế lực tam lưu. Ba người trước mắt này, ngoại trừ Dương Diệp, bất kể là Hoang Doanh hay A Lãnh, sau lưng đều có thế lực. Coi như thắng, hắn cũng không dám giết hai người này. Về phần Dương Diệp, đừng nhìn sau lưng Dương Diệp không có người, kỳ thật hắn càng kiêng kỵ Dương Diệp. Dương Diệp này, hoàn toàn chính là một tên điên dám làm loạn. Vưu Thiên gắt gao nhìn Dương Diệp, qua mấy tức, hắn quay người biến mất ở xa xa. Cường giả Địa Ngục Tông ở xung quanh cũng nhao nhao rời đi. Không chiến. Vưu Thiên cũng không sợ Dương Diệp, Địa Ngục Tông càng không sợ Dương Diệp, nhưng Địa Ngục Tông và Vưu Thiên đều không muốn cùng Dương Diệp Ngọc Thạch câu phần. Dương Diệp dám Ngọc Thạch câu phần, nhưng Địa Ngục Tông không dám. Tăng thêm bên cạnh Dương Diệp còn có một cửu điện hạ hoang tộc, cùng với nữ tử thần bí đến từ Vĩnh Hằng quốc độ. Không dám đánh. Dương Diệp cũng không có đuổi theo, lúc này, Hoang Doanh và A Lãnh đều đang nhìn hắn. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh cười khổ. Dương huynh, như người vậy, sợ là sẽ có rất nhiều địch nhân. Dương Diệp lạnh nhạt nói.
địch nhân của ta một mực rất nhiều, bất quá cỏ trên mộ những địch nhân kia phỏng chừng đã cao hơn trượng rồi. Biểu lộ của Hoang Doanh cứng đờ, qua mấy tức, hắn lắc đầu cười cười. Chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục đi tới. Dương Diệp nhìn những tử khí và âm khí ở chung quanh, không nói gì. Cứ như vậy, đi không biết bao lâu, Hoang Doanh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt bọn họ, là một quan tài màu vàng khổng lồ. Quan tài thật lớn, so với quan tài bình thường lớn hơn ít nhất gấp 5 lần. Đây là gì? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh cười nói. Lão tổ Địa Ngục Tông lưu lại, là bảo vật thần bí nhất của Địa Ngục Tông, bởi vì quan tài này, cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ người nào mở ra. Vưu Thiên biết mục đích của chúng ta, vừa rồi hắn có thể nhẫn nhịn như vậy, còn có một bộ phận nguyên nhân, là hắn cũng muốn nhìn chúng ta có thể mở ra quan tài này hay không. Quan tài. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, cái quan tài kia nhìn từ ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì. Các ngươi ai tới trước? Hoang Doanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía A Lãnh cười cười, sau đó đi tới trước quan tài, nàng nhìn quan tài hồi lâu, đột nhiên hai tay nàng hư chiêu, trong chốc lát, vô số huyền khí màu vàng hội tụ về phía quan tài. Cưỡng ép phá quan tài. Thời điểm huyền khí màu vàng va chạm vào quan tài, cả quan tài màu vàng rung động kịch liệt, bất quá thoáng qua, quan tài màu vàng kia liền bình tĩnh lại, yên lặng một cái chớp mắt, quan tài màu vàng bỗng nhiên run lên. Những huyền khí màu vàng ở bốn phía quan tài bị đánh tan, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại từ trong quan tài chấn động ra, cổ lực lượng này chấn ba người Dương Diệp lùi lại gần trăm trượng. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có chút khiếp sợ. Vừa rồi cỗ lực lượng kia, ba người bọn họ toàn lực ngăn cản cũng không thể ngăn trở. Rất mạnh. Dương Diệp nhìn về phía quan tài đã khôi phục bình tĩnh. Hoang Doanh do dự một chút, thân hình run lên. Xuất hiện ở trên không quan tài, nhưng hắn còn chưa ra tay, trong quan tài đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này trực tiếp chấn Hoang Doanh bay ra ngoài. Hoang Doanh vừa dừng lại, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Hoang Doanh lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, xem ngươi rồi, ta không muốn thử thêm lần nữa. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, giờ phút này, hai tay của hắn đã máu thịt be bét. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hắn đi tới trước quan tài, nhìn quan tài kia, Dương Diệp vỗ vỗ bộ ngực của mình. Không có động tĩnh, một chút động tĩnh cũng không có. Biểu lộ của Dương Diệp có chút lúng túng, thần thức hắn tiến vào Hồng Mông Tháp, giờ phút này Tiểu Bạch đang nằm ở trên hai cây Hỗn Nguyên Thụ ngáy o. O, trong hai cây Hỗn Nguyên Thụ, tia linh khí liên tục không ngừng truyền tống đến trong cơ thể Tiểu Bạch. Dương Diệp đi tới bên cạnh Tiểu Bạch. Vỗ nhẹ nhẹ cái mông nàng. Tiểu Bạch, tỉnh. Không có động tĩnh. Dương Diệp có chút lúng túng, lại vỗ nhẹ nhẹ, nhưng vẫn không có động tĩnh. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ, sau đó nói. Tiểu Bạch, có bảo bối. Bảo bối. Toàn thân Tiểu Bạch giật mình, nàng đột nhiên mở mắt, sau đó xoay vòng vòng nhìn bốn phía, bảo bối đâu. Dương Diệp. Nhìn lướt qua bốn phía, Tiểu Bạch không phát hiện được cái gì. Bi gát. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng trừng mắt liếc hắn, sau đó ôm đầu Dương Diệp cào cào mái tóc của hắn, tỏ vẻ không vui. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ mông nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Bảo bối ở bên ngoài. Bên ngoài. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, trên bờ vai Dương Diệp, Tiểu Bạch nhìn quan tài kia, có chút tò mò. Dương Diệp mỉm cười, yên tĩnh chờ đợi. Dương Diệp hắn vẫn rất rõ ràng năng lực của mình, A Lãnh và Hoang Doanh cũng không có cách nào, thực lực của Dương Diệp hắn cùng hai người này không sai biệt lắm, nếu như đi, kết cục khẳng định sẽ giống như A Lãnh và Hoang Doanh. Tiểu Bạch. Đối với loại vật ly kỳ cổ quái này, biện pháp tốt nhất chính là để cho Tiểu Bạch ra mặt. Trong tràng, cơ theo Tiểu Bạch xuất hiện, ánh mắt của Hoang Doanh và A Lãnh đều rơi vào trên người nàng. Hiếu kỳ. Đối với linh tổ tương lai. Trong mắt A Lãnh và Hoang Doanh đều xuất hiện vẻ tò mò. Dương Diệp kêu tiểu gia hỏa kia ra, hiển nhiên là muốn để cho tiểu gia hỏa này thu phục quan tài kia. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên tung người nhảy vọt, nàng đi tới trên quan tài. Quan tài lập tức rung động. Cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, âm thầm đề phòng, kiếm tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Trên quan tài,
Tiểu Bạch đột nhiên vỗ vào quan tài một cái. Ầm. Theo một thanh âm nhẹ vang lên, quan tài lập tức bình tĩnh lại. Nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại từ trong quan tài chấn động ra. Hai mắt Tiểu Bạch trợn lên, đã quên trốn, lúc này Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên quan tài, hắn xách Tiểu Bạch lên, tay phải nâng kiếm đâm một cái. Ầm. Cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Hai chân Dương Diệp rơi xuống đất, cả vùng rạn nứt giống như mạng nhện. Tay phải của hắn đang run rẩy. Bất quá ở trên quan tài có một kiếm động cực kỳ nổi bật. Kiếm sát. Vĩnh Hằng Quốc độ đệ nhất kiếm, không phải là hư danh nói chơi. Dương Diệp gắt gao nhìn quan tài, này là đồ chơi gì? Ngay cả mặt mũi của Tiểu Bạch cũng không cho. Xa xa, quan tài kia đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Tiểu Bạch lại nổi giận, nàng muốn bay qua, bất quá bị Dương Diệp ngăn cản. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, tiểu trảo vung múa, tỏ vẻ giao cho nàng. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Có nắm chắc không? Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp có chút hoài nghi, lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ quan tài, sau đó tiểu trảo vung vẩy ở trước mặt Dương Diệp. Nàng rất có nắm chắc. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cẩn thận. Tiểu Bạch xoay người bay tới trước mặt quan tài, nhìn cái quan tài kia, Tiểu Bạch há mồm khẽ hấp. Xuy. Trong nháy mắt, trong quan tài như có cái gì bị Tiểu Bạch hút ra. Linh. Một trong các năng lực đặc thù của Tiểu Bạch, thôn linh. Nàng khẽ hấp, làm cho quan tài điên cuồng rung động. Đột nhiên, quan tài kia hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch không sợ chút nào, bởi vì Nhị Nha đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở trên bờ vai Nhị Nha khiêng một tấm mộ bia. Hai tay Nhị Nha ôm mộ bia về đập một cái. Ầm. Một đập này, cứng rắn nện quan tài ngừng ngay tại chỗ. Nhưng sắc mặt Nhị Nha trắng như tờ giấy, lúc này Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ đột nhiên ngừng lại, bởi vì Tiểu Bạch xuất thủ trước rồi. Chỉ thấy Tiểu Bạch thả người nhảy lên, đi tới đỉnh quan tài, sau đó vỗ vào trên quan tài, cùng lúc đó, nàng há mồm khẽ hấp. Ầm. Quan tài run lên kịch liệt, vô số linh khí từ trong quan tài tiêu tán. A! À, ngay lúc này, Nhị Nha gầm lên giận dữ, sau đó chân phải đạp mạnh. Ầm! Một cái dậm này, đại địa chung quanh nứt toác ra, quan tài thì bị Nhị Nha chấn bay đến ngoài ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng ba người Dương Diệp đều khiếp sợ không thôi. Lực lượng của Nhị Nha quá kinh khủng, cho dù là Dương Diệp thân thể hết sức cường hãn cũng mặc cảm. Bị Nhị Nha và Tiểu Bạch liên thủ công kích, quan tài không dám tùy tiện xuất thủ nữa, nó đứng ở ngoài ngàn trượng, giống như có chút kiêng kỵ Tiểu Bạch và Nhị Nha. Nhị Nha nhìn thoáng qua quan tài, sau đó nói. Tiểu Bạch, cái đồ chơi này ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho, xem ra không phải mặt hàng đơn giản. Nói xong, hai tay nàng ôm mộ bia đập tới. Xuy. Những nơi mộ bia đi qua, không gian sụp đổ mai một. Xa xa. Quan tài cũng không phải người hiền lành, lập tức đụng tới mộ bia. Am! Mộ bia của Nhị Nha bị quan tài đụng bay ngược về. Tay phải Nhị Nha chộp lấy mộ bia, bất quá nàng cũng bị chấn lui về phía sau tầm 10 bước, tay phải Nhị Nha nhẹ buông, mộ bia rơi trên mặt đất, đại địa run lên kịch liệt. Vô số khói bụi phóng lên trời. Nhị Nha vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, sau đó hai tay nàng chậm rãi uốn khúc thành chộp, muốn ra tay tiếp, lúc này Tiểu Bạch vỗ vỗ bả vai nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch chỉ mình. Tỏ vẻ để cho nàng đến. Nhị Nha lấy ra một sâu mứt quả liếm liếm, sau đó nói. Tiểu Bạch, người này, người khả năng đánh không lại. Tiểu Bạch nhìn về phía quan tài, sau đó lại nhìn tiểu trảo của mình, đánh nhau, nàng giống như thật sự không quá am hiểu. Nhưng Tiểu Bạch nàng cần đánh nhau sao? Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha, vươn đầu lưỡi. Nhị Nha cầm lấy mứt quả đưa tới trên đầu lưỡi của Tiểu Bạch liếm liếm, sau đó quay đầu nhìn về phía quan tài, ở trong ánh mắt của mọi người, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước quan tài, lúc này đây, quan tài kia không có ra tay. Đối với Tiểu Gia Hỏa có thể hấp linh trí của nó, quan tài này cũng cực kỳ kiêng kỵ. Có thể nói, trong chàng để cho nó kiêng kỵ nhất chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không có hấp quan tài kia, mà há miệng phun ra, trong chốc lát, vô số linh khí hội tụ về phía quan tài. Linh khí của Tiểu Bạch, có thể thăng linh. Những linh khí kia tuôn vào trong quan tài, cả quan tài rung động nhẹ nhẹ. Thăng linh,
Đây là chuyện tình tất cả thiên địa vạn vật đều mong mỏi, đặc biệt là thiên địa thần vật cấp bậc cực kỳ cao. Bởi vì cấp bậc chúng nó càng cao, độ khó tăng lên lại càng lớn. Giống như thần khí, nếu như để bọn nó tự mình tu luyện, không có cơ duyên to lớn mà nói, muốn đạt tới siêu thần khí, kia căn bản là chuyện không thể nào. Mà Tiểu Bạch, đối với những thiên địa thần vật này chính là một cơ duyên to lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao linh tổ được thiên địa ưa thích cùng ủng hộ. Bởi vì nàng có thể thăng linh. Quan tài có chút mộng, tiểu gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Một lát sau, Tiểu Bạch ngừng lại, nàng nhìn quan tài, sau đó lui qua một bên. Cái quan tài kia ngây ngẩn cả người. Nó đột nhiên trôi dạt đến trước mặt Tiểu Bạch, run rẩy, giống như biểu đạt cái gì. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua quan tài, sau đó vung vung tiểu chảo, tỏ vẻ đừng tới. Quan tài lại nhích tới gần Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch làm như không thấy. Vô luận quan tài kia xung xoe như thế nào, Tiểu Bạch cũng không để ý. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, người sáng suốt cũng nhìn ra được, quan tài kia đang cầu xin Tiểu Bạch. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch rất cao ngạo, căn bản không nhìn quan tài kia. Bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói. Tiểu Bạch càng ngày càng danh ma. Dương Diệp, cứ như vậy. Qua không biết bao lâu, quan tài đột nhiên rung động, ngay thời điểm đám người Dương Diệp cho rằng quan tài kia muốn động thủ, nắp quan tài đột nhiên nhúc nhích, tiếp đó, ở trong ánh mắt của mọi người, nắp quan tài chậm rãi trượt ra. Nắp quan tài mở ra. Ở dưới ánh mắt chăm chú của đám người Dương Diệp, một đôi cánh từ trong quan tài chậm rãi bay ra, toàn thân đen kịt, tựa như đại bằng triển xí, ở bốn phía cánh, lưu động vô số khí lưu màu đen và gió lạnh. Đôi cánh này dễ thấy nhất là phần lưng cánh, phần lưng tựa như xương người ngưng cố. Khí tức tà ác. Chứng kiến đôi cánh này, đồng tử của A Lãnh bỗng nhiên co rụt lại. Ác linh tử dực. Trong mắt Hoang Doanh cũng đầy vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra lai lịch của đôi cánh này. Dương Diệp nhìn về phía A Lãnh và Hoang Doanh cùng A Lãnh nhìn nhau, cuối cùng Hoang Doanh trầm giọng nói. Đôi cánh này, đã từng là siêu thần khí. Siêu thần khí. Nghe vậy, Dương Diệp ngây cả người, hắn quay đầu nhìn về phía đôi cánh kia, khó trách lúc trước đôi cánh này không bán mặt mũi cho Tiểu Bạch. Thân phận đặc biệt a. Lúc này, Hoang Doanh lại nói. Bất quá đáng tiếc, bây giờ nó hẳn đã không phải siêu thần khí rồi. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh trầm giọng nói. Ác linh tử dực này, vào năm đó hết sức nổi danh, là bảo vật của lão tổ Địa Ngục Tông. Nó là do vô số ác linh, tử khí cùng với âm khí ngưng tụ thành, theo ta được biết, lão tổ Địa Ngục Tông vì để cho nó ngưng tụ thành hình, bỏ ra ít nhất mấy vạn năm, trong thời gian mấy vạn năm này, hắn góp nhặt vô số ác linh, tử khí, âm khí, có thể nói, vì nó, lão tổ Địa Ngục Tông bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Khi nó ngưng tụ thành hình, lại tốn mấy vạn năm tự mình tu luyện, rốt cuộc nó có đạo của mình. Tấn cấp siêu thần khí. Khi ấy, vạn giới chấn động, nhưng nhắc tới cũng là số mệnh nó không tốt, vừa tấn thăng đến siêu thần khí, cũng không biết nguyên nhân gì, nó bị cưỡng ép đánh rơi xuống phạm vi thần khí, linh trí càng bị đánh tan. Nếu như ta không đoán sai, vùng mộ địa này, là lúc trước lão tổ Địa Ngục Tông vì nó làm, ở trong vô số âm khí cùng tử khí, nó mới có cơ hội khôi phục linh trí, lần nữa tấn thăng thành siêu thần khí. A Lãnh nói khẽ. Quan tài kia, hẳn là lão tổ Địa Ngục Tông kia lấy ra bảo hộ nó, nếu như không phải chính nó đi ra, dùng thực lực của chúng ta, sợ là khó có thể phá vỡ quan tài, nhìn thấy chân thân của nó. Dương ca ca, ngươi nhìn Tiểu Bạch. Lúc này bên tai Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của Nhị Nha. Ba người Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy xa xa, ba người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tiểu Bạch đang ngồi ở trên ác linh tử dực, Tiểu Chảo không ngừng gõ ác linh tử dực. Mà ác linh tử dực thì không chỉ không phản kháng, ngược lại còn tụ tập vô số tử khí âm khí bảo hộ Tiểu Bạch. Mọi người! Cứ như vậy bị thu phục rồi hả? Ba người Dương Diệp vẫn còn có chút mộng. Mới vừa rồi, siêu thần khí kia còn không ai bì nổi, mà bây giờ, lại ngoan ngoãn tùy ý Tiểu Bạch điều khiển. Không hề nghi ngờ, Tiểu Bạch đã thành công hàng phục ác linh tử dực. Lúc này, Tiểu Bạch mang theo ác linh tử dực đi tới trước mặt đám người Dương Diệp. Theo ác linh tử dực tới đây, một cỗ âm khí cùng tử khí cực kỳ mạnh mẽ đập vào mặt đám người Dương Diệp.
Loại tử khí và âm khí này làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Ở trên ác linh tử dực, Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, sau đó tiểu chảo chỉ ác linh tử dực, ý tứ của nàng là, bây giờ ác linh tử dực này theo nàng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói. Ngươi lợi hại. Được Dương Diệp khích lệ, dáng tươi cười của Tiểu Bạch càng thêm rực rỡ. Đúng lúc này, ác linh tử dực đột nhiên rung động, theo nó rung rung, trong mộ địa, vô số tử khí đột nhiên tụ về phía đám người Dương Diệp. Sắc mặt ba người Dương Diệp đề phòng. Siêu thần khí. Nếu như dùng cảnh giới đến luận, siêu thần khí tuyệt đối ở trên ngũ giới. Kiếm sát là siêu thần khí chân chính, bất quá chỉ bỏ hai thành niêm phong, uy lực của nó không được chính thức phóng xuất ra. Mà ác linh tử dực trước mắt này, tuy cũng là siêu thần khí, nhưng đó là đã từng. Bây giờ nó chỉ có thể nói là vô hạn tiếp cận siêu thần khí. Chính xác mà nói, nó thấp hơn siêu thần khí, cao tại thần khí bình thường. Dù như vậy, đám người Dương Diệp cũng sẽ không dám chủ quan chút nào. Bởi vì ác linh tử dực bây giờ, tương đương với đến gần vô hạn cường giả ngũ giới, tuyệt đối không phải cường giả tứ giới bình thường có thể chống lại. Những tử khí và âm khí kia không có công kích đám người Dương Diệp, mà toàn bộ hội tụ đến ác linh tử dực. Hoàng Doanh lắc đầu. Địa ngục tông, tổn thương nguyên khí nặng nề a. A Lãnh gật đầu. Những tử khí và âm khí này, trợ giúp địa ngục tông là cực kỳ to lớn, không biết đã trải qua bao nhiêu năm mới có thể có nhiều tử khí và âm khí như vậy, mà bây giờ, ác linh tử dực muốn ly khai, nó liền mang đi toàn bộ. Địa ngục tông không thể nghi ngờ là đang rỉ máu. A Lãnh nhìn lướt qua bốn phía, mỉm cười nói. Không dám xuất thủ sao? Hoàng Doanh cười nói. Trước kia không dám, hiện tại bọn hắn càng không dám. Hiện tại ác linh tử dực rõ ràng đứng ở bên Dương Diệp. Có ác linh tử dực tương trợ, cường giả tứ giới của địa ngục tông ở trước mặt Dương Diệp, căn bản không có sức đánh trả. Trên người Dương Diệp, có một đống thần khí A. Cứ như vậy, không biết trải qua bao lâu, toàn bộ tử khí và âm khí trong mộ địa bị ác linh tử dực hấp thu sạch sẽ. Sau khi ác linh tử dực hấp thu tử khí và âm khí sạch sẽ, trong ác linh tử dực ẩn chứa tử khí và âm khí cường đại, để cho ba người Dương Diệp kiêng kỵ không thôi. Dương Diệp còn tốt, hắn có vĩnh hằng chi khí và hồng mông tử khí, có thể khắc chế những tử khí cùng với âm khí này. Mà A Lãnh và Hoang Doanh lại không có vĩnh hằng chi khí cùng với hồng mông tử khí. Hai người nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt đều mang theo vẻ kiêng kỵ. Đương nhiên rất nhanh, kiêng kỵ trong mắt hai người lại hóa thành may mắn. Đặc biệt là Hoang Doanh, lúc này đây, hắn có thể nói là cược đúng rồi. Thế nhân đều muốn giết Dương Diệp, muốn đối địch với Dương Diệp, nhưng Hoang Doanh hắn lại muốn đi ngược thế nhân. Đương nhiên, kết quả cuối cùng như thế nào, còn phải xem bọn hắn quay về hoang tộc được không. Ngay lúc này, ác linh tử dực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của ba người Dương Diệp, sau lưng Tiểu Bạch kia xuất hiện một đôi cánh nho nhỏ. Đúng là ác linh tử dực. Mọi người. Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó thoáng một phát chạy tới trong hồng mông tháp. Nhị nha vội vàng đi vào theo. Trong hồng mông tháp, một hắc ảnh không ngừng xẹt qua chân trời, từng tàn ảnh trải rộng toàn bộ bầu trời. Phía dưới, tất cả mọi người nhìn về hư không. Nhị nha liếm liếm mứt quả. Thật nhanh. Nói xong, nàng nhìn về phía thái cổ chân long đã tới tứ giới. Tiểu Long, ngươi có thể đuổi kịp không? Trải qua trận chiến ở kiếm khư chi địa lúc trước. Quan hệ của Nhị Nha với Tiểu Long đã khá hơn nhiều. Lúc trước thái cổ chân long này không sợ chết bảo hộ Tiểu Bạch, làm cho Nhị Nha đối với nó nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Thái cổ chân long nhìn thoáng qua Nhị Nha, sau đó lắc đầu. Bây giờ tốc độ của Tiểu Bạch, coi như là nó cũng đuổi không kịp, hoàn toàn đuổi không kịp. Nhị Nha liếm láp mứt quả, nhìn về chân trời. Tiểu Bạch, có thể cho ta mượn cái cánh kia chơi một chút hay không? Vừa nói xong. Một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhị Nha, đúng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó đôi cánh sau lưng nàng lặng yên xuất hiện ở sau lưng Nhị Nha. Nhị Nha nhìn cánh phía sau mình, đột nhiên nàng biến mất ngay tại chỗ. Một đạo hắc ảnh phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Tốc độ cực kỳ nhanh. Cứ như vậy, qua không biết bao lâu, Thái Cổ Chân Long đột nhiên nói. Ta có thể chơi một chút không? Nó cuối cùng là một con rồng con, tâm chơi đùa vẫn rất lớn. Nhị Nha xuất hiện ở trước mặt Thái Cổ Chân Long,
mặt mũi Thái Cổ Chân Long tràn đầy mong đợi nhìn đôi cánh kia, đúng lúc này, đôi cánh kia đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang đánh về phía Thái Cổ Chân Long. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Thái Cổ Chân Long bị oanh đến ngoài mấy ngàn trượng. Điều này làm cho đám người Tiểu Ngưu ở một bên vốn cũng muốn thử xem lập tức thu hồi ý nghĩ này. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía nhị nha lạnh nhạt nói. Có lẽ là nó quá xấu. Nghe được lời ấy, Thái Cổ Chân Long bi phẫn gần chết. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp thu hồi thần thức, hắn nhìn về phía A Lãnh và Hoang Doanh. Đi thôi. Hoang Doanh và A Lãnh nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Thân hình hai người run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đang muốn ly khai, đột nhiên hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên phải. Ta lấy đi ác linh tử dược này, Địa Ngục Tông không có ý kiến chứ? Không có trả lời. Dương Diệp lại nói. Có ý kiến, ta cũng sẽ lấy đi. Nói xong, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi ba người rời đi, Địa Ngục Tông tông chủ Vưu Thiên xuất hiện. Nhìn vùng chân trời kia, Vưu Thiên mặt không biểu tình. Bị người ở trước mặt cầm lấy chí bảo của Địa Ngục Tông, hơn nữa hút sạch tất cả tử khí và âm khí. Từ khi Địa Ngục Tông thành lập đến bây giờ, Địa Ngục Tông chưa bao giờ bị nhục nhã như thế. Có thể nói, lời sau cùng của Dương Diệp là ở trước mặt thế nhân đánh mặt Địa Ngục Tông. Dương Diệp. Hai mắt Vưu Thiên chậm rãi đóng lại. Lúc này đây, hắn chân chính nhận thức được tính tình của thiếu niên kia, báo thù. Trong đầu Vưu Thiên từng có ý nghĩ này, nhưng Địa Ngục Tông lấy cái gì báo thù? Phụ thuộc thế lực khác, như vậy ngược lại cũng có thể. Thế nhưng đá ngộ giá không? Người thiếu niên này, không dễ chọc a. Một khi không giết được hắn, như vậy Địa Ngục Tông sẽ bị điên cuồng trả thù. Qua hồi lâu, Vưu Thiên thấp di cọng thở dài. Sư tổ, chúng ta vô năng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bóng lưng có chút cô đơn, có chút thê lương. Lúc này Đê Kỳ, không có người xuất hiện đến ngăn cản ba người Dương Diệp. Ba người Dương Diệp liên thủ, tuy đối mặt càng nhiều địch nhân hơn, nhưng thực sự để cho càng nhiều địch nhân kiêng kỵ. Dưới tình huống bình thường, nếu Hoang Thiên Hành cùng Hoang Dạ liên thủ, Hoang Doanh tuyệt đối không phải đối thủ đấy. Nhưng tăng thêm Dương Diệp và A Lãnh, tình huống kia lại không giống. Mà những thế lực muốn giết Dương Diệp, cũng không thể không kiêng kỵ Hoang Doanh và A Lãnh. Đồng dạng, gia tộc của A Lãnh muốn cưỡng ép A Lãnh, liền không thể không đối mặt Dương Diệp và Hoang Doanh. Dưới loại tình huống này, đặc biệt là lúc trước ba người chiến thắng Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ liên thủ, bất kỳ thế lực nào cũng không dám tùy tiện ra tay. Thế lực ở Địa Ngục giới càng không dám. Không thấy ngay cả Địa Ngục Tông cũng nhượng bộ sao. Cứ như vậy, ba người vô cùng thuận lợi rời Địa Ngục giới. Ở trong một không gian truyền tống, Dương Diệp hỏi. Không có cường giả ngũ giới xuất thủ sao? Ngũ giới? Hắn một mực khó hiểu, ở thế giới này, tuyệt đối là có cường giả ngũ giới, nhưng cho tới bây giờ, lại không có cường giả ngũ giới đến đối phó bọn hắn. A Lãnh cười nói. Dương huynh có thể không biết, cường giả ngũ giới không thể tùy tiện đi ra. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, giải thích nói. Cường giả ngũ giới là một giới hạn, bọn họ là cực hạn của thế giới này, lấy vĩnh hằng chi giới cùng Địa Ngục giới mà nói. Một khi cường giả ngũ giới hàng lâm, bọn hắn ra tay, vô cùng có khả năng làm cho thế giới này mai một. Lực lượng của bọn hắn, là chân chính có thể phá giới. Dương Diệp nhíu mày. Đây không phải nguyên nhân bọn hắn không thể ra tay, đúng không? Hoang Doanh cười nói. Đương nhiên, sở dĩ bọn hắn không thể ở trong thế giới bình thường ra tay, là vì bị hạn chế. Bị ai hạn chế? Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh nói khẽ. Một tồn tại hư vô mờ mịt. Thiên mệnh. Dương Diệp hỏi. Hoang Doanh gật đầu. Đã từng có cường giả ngũ giới hàng lâm thế giới bình thường, nhưng vị cường giả kia vừa mới ra tay, đã bị một đạo thiên lôi đánh thành cho bụi. Đường đường cường giả ngũ giới, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Rất nhiều người có lẽ không biết, năm đó hoàng tộc ta cùng Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến. Mạnh như Hoang Đế cũng không có ra tay ở Vĩnh Hằng chi giới. Bằng không thì, Vĩnh Hằng chi giới này, hắn tiện tay có thể phá hủy. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn kiêng kỵ thiên mệnh kia. Hoang Doanh cười nói. Ta không biết, bất quá tổ tiên ta từng nói. Tuy cường giả có thể tùy hứng, nhưng có một số quy củ, cho dù ngươi lại mạnh cũng phải tuân thủ.
Đương nhiên, trừ khi ngươi cường đại đến vô địch chân chính. Nghe vậy, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Tuân thủ. Những lời này, hắn cũng nghe người nói qua. Thiên Tú. Thiên Tú cũng từng nói với hắn những lời này. Thiên Tú đã là ngũ giới sao? Vĩnh Hằng Chi Giới, cuối Vĩnh Hằng Chi Hà. Ở trên mặt sông, một nữ tử dễ thương hai tay thả lỏng phía sau, đạp trên mặt nước đi tới. Thân thể nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, hai chân rơi ở trên mặt nước lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn. Rất nhanh, nữ hài dễ thương đi tới trước một quang bích. Vũ trụ bích chướng của Vĩnh Hằng Chi Giới và Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nữ tử dễ thương nhìn thoáng qua bên cạnh, chỗ đó có hai thi thể. Nữ tử nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía quang bích, ngay lúc này, quang bích đột nhiên rung động, ngay sau đó, một lão giả hoa bào từ trong đó chậm rãi đi ra. Theo lão giả hoa bào xuất hiện, cả Vĩnh Hằng Chi Hà đột nhiên sôi trào lên. Không chỉ như thế, không gian trong sân cũng theo đó hư ảo. Cường giả ngũ giới. Cường giả ngũ giới chân chính. Lão giả hoa bào khẽ lắc đầu. Thế giới cấp thấp A. Nói xong, khí tức lão giả hoa bào càng ngày càng yếu, rất nhanh, cảnh giới của hắn bị áp chế tới tứ giới đỉnh phong. Lúc này, lão giả hoa bào ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Dương Diệp, có chút ý tứ, lại để cho lão phu tự thân xuất mã. Đột nhiên, lão giả nhíu mày, nhìn về phía nữ hài trước mặt. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thẳng nữ hài kia. Nữ hài nhìn lão giả. Cút về. Cút về. Hai chữ vang vọng ở trên Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Lão giả nhìn nữ tử, khóe miệng nổi lên vẻ chế nhạo. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Cao cao tại thượng. Lão giả đi vào Vĩnh Hằng Chi Giới, giống như một phú hộ đi khu bình dân, trong lòng khó tránh khỏi có ý tưởng tài trí hơn người. Bất quá cái này cũng bình thường. Ở Vĩnh Hằng Chi Giới, cường giả ngũ giới thật là tồn tại phượng mao lần rác. Nữ tử không nói gì, nàng đột nhiên đưa tay phải ra, cách không vỗ lão giả kia. Quy khư, răng rắc. Không gian xung quanh lão giả kia đột nhiên tầng tầng xé rách. Sắc mặt lão giả đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Người trong nghề vừa ra tay đã biết có môn đạo hay không? Trong nội tâm lão giả kinh hãi, triệt để thu hồi lòng khinh thị. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, một luồng sáng lấp lánh xuất hiện ở chung quanh, cho dù không gian chung quanh lão giả đã triệt để mai một nát bấy, nhưng lão giả cùng luồng sáng kia vẫn tồn tại như cũ. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lão giả ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Một quyền rất bình thường. Nhưng một quyền như vậy, làm cho nước sông sôi trào lên, ở dưới đáy sông, vô số đạo khí tức lạnh run. Một quyền này, đã là lão giả áp chế thực lực của mình gây nên. Nếu như hắn không áp chế mình, một quyền này, có thể làm cho Vĩnh Hằng Chi Hà triệt để hóa thành hư vô. Một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên chặn nắm đấm của lão giả. Trong nháy mắt, không gian trực tiếp cứng lại. Hết thảy cứng lại. Cứ như vậy, rằng co không sai biệt lắm tầm 10 tức, lão giả kia đột nhiên liên tục lùi lại, khi thân thể hắn dán ở trên vũ trụ bích chướng mới dừng lại. Nhưng vũ trụ bích chướng sau lưng hắn run lên kịch liệt, ngay sau đó phía trên xuất hiện vô số vết rạn. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Ngươi đến tột cùng là ai? Nữ tử không nói gì, nàng bước ra một bước, tay phải cách không nắm chắc. Trong chốc lát, vô số ánh sáng âm u xuất hiện ở bốn phía lão giả hoa bào. Hai mắt lão giả híp lại, đang muốn ra tay, lúc này nữ tử bước đến trước mặt lão giả, đấm ra một quyền. Đồng tử của lão giả bỗng nhiên co rụt lại, tương tự đấm ra một quyền. Quyền quyền chạm nhau, vô số ánh sáng âm u ép về phía lão giả. Theo một tiếng nổ vang, thân thể lão giả hoa bào kia lần nữa đụng vào vũ trụ bích chướng, vũ trụ bích chướng run lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số vết rạn lan tràn về bốn phía. Khóe miệng lão giả hoa bào chậm rãi tràn ra máu tươi. Ngay lúc này, nữ tử đột nhiên nâng tay phải lên chúi xuống. Thân thể lão giả bắt đầu vặn vẹo, vũ trụ bích chướng sau lưng hắn đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, vũ trụ bích chướng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thông đạo mở ra, lão giả lau máu tươi ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử. Thật sự là long du nước cạn bị tôm khinh, ngươi. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên xuất thủ lần nữa.
Toàn thân lão giả kia nứt ra, máu tươi văng khắp nơi. Trong nội tâm lão giả hoảng hốt, thân hình vội vàng lóe lên, trốn vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cùng lúc đó, một giọng nói từ trong Vĩnh Hằng Quốc Độ truyền ra. Nữ nhân, có dám đi vào chiến một trận không? Đi vào chiến một trận. Ở Vĩnh Hằng chi giới, lão giả hoa bào bởi vì kiêng kỵ, chỉ có thể áp chế cảnh giới của mình. Nhưng ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngũ giới là cho phép tồn tại. Có thể nói, ở Vĩnh Hằng Quốc Độ, thực lực của hắn mới có thể chân chính thi triển ra. Trong nội tâm lão giả tự nhiên là không phục, hắn làm sao lại bại ở trong tay một người Vĩnh Hằng chi giới. Trước phố trụ bích trướng, nữ tử không để ý lão giả kia, nàng quay người nhìn về phía chân trời, ánh mắt nàng xuyên qua chân trời mờ mịt, cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, ở trên bờ vai thân ảnh kia, còn có một tiểu gia hỏa màu trắng. Như cảm nhận được cái gì, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn thoáng qua. Bất quá ở trong mắt nàng là vẻ mờ mịt. Một lát sau, nữ hài thu hồi ánh mắt, nói khẽ. Vĩnh Hằng Quốc Độ gặp. Nói xong, nữ hài quay người tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khi nàng tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, vũ trụ bích trướng sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Nữ hài đi thẳng về phía trước, mỗi đi một bước, khí tức của nàng sẽ càng cường đại hơn. Thời gian dần trôi qua, khí tức của nữ hài càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, khí tức của nữ hài đã tới tứ giới đỉnh phong. Lại đi mấy bước, khí tức của nữ hài đã đạt đến ngũ giới. Cả không gian chấn động lên kịch liệt. Nhưng khí tức này còn đang điên cuồng tăng vọt. Khí thế như hồng. Rất nhanh, nữ hài thấy được lão giả hoa bào, giờ phút này lão giả hoa bào đã là ngũ giới chân chính. Khi thấy khí tức của nữ hài, lão giả hoa bào lặng hồi lâu, sau đó khó có thể tin nói. Làm sao có thể, thế giới như thế kia, làm sao có thể xuất hiện nhân vật bực này? Nữ hài nhìn thoáng qua lão giả hoa bào, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A a, một tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Qua hồi lâu, trước mặt nữ hài nằm một thi thể, đúng là thi thể của lão giả ngũ giới. Nữ hài ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa, cái này là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói xong, nữ hài chậm rãi đi tới. Càng đi càng xa. Không sai biệt lắm 10 hơi sau, một lão giả tóc trắng cùng Bla trung niên đột nhiên xuất hiện, lão giả tóc trắng nhìn thi thể của lão giả hoa bào, im lặng không nói. Rất nhanh, lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía xa, cỡ trong ánh mắt hắn, nữ hài kia vẫn còn ở đó. Như đã nhận ra ánh mắt của lão giả tóc trắng, nữ hài đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng. Ca! Hai tay nữ hài chắp sau lưng. Lạnh lùng nhìn lão giả tóc trắng. Thử một chút không? Thử một chút không? Hai mắt lão giả tóc trắng híp lại, sau một lúc lâu, lão giả tóc trắng vẫn không có ra tay, khóe miệng nữ hài nổi lên vẻ chế nhạo, quay người rời đi. Tự tin rời đi. Sau lưng lão giả tóc trắng, một trung niên khó hiểu. Tần lão. Hai mắt lão giả tóc trắng chậm rãi đóng lại. Thứ ba trong thập đại thể chất, hậu thiên đạo thể. Hậu thiên đạo thể. Nghe vậy, đồng tử của hai trung niên co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ở trước kia rất lâu, có một loại thể chất, gọi tiên thiên đạo thể, loại thể chất này, cổ kim hiếm thấy, có thể nói, loại thể chất này là được trời xanh chiếu cố, ở phương diện tu luyện, người khác 100 năm, hắn khả năng chỉ dùng 1 năm. Hơn nữa không có bất kỳ gông cùm xiềng xích, cũng không bị thiên địa áp chế. Loại thể chất này, vô cùng khủng bố. Nhưng tiên thiên đạo thể này, ở trong thập đại thể chất chỉ xếp thứ 5. Hậu thiên đạo thể, còn ở trước tiên thiên đạo thể. Cái gọi là hậu thiên đạo thể, chính là tự mình tu luyện ra được thể chất, không phải tiên thiên hình thành. Đơn giản mà nói, hai loại thể chất giống như một phú nhị đại cùng một phú nhất đại. Phú nhị đại sinh ra liền có được hết thảy, ngày sau có thể kế thừa gia sản hàng tỷ, loại người này, là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Mà phú nhất đại, là thông qua hai tay mình chậm rãi giàu lên. Hai cái này, có bản chất khác nhau. Tất cả phú nhất đại đều là tay trắng khởi nghiệp, nhưng phú nhị đại, thường thường rất khó tay trắng khởi nghiệp. Giống như hoàng đế khai quốc và hoàng đế kế thừa ngôi vị, thường thường hoàng đế khai quốc cơ bản không có một cái nào là nhân vật tầm thường, nhưng hoàng đế kế thừa ngôi vị, ngu ngốc vô năng nhiều không kể xiết. Bởi vậy, hậu thiên đạo thể càng thêm khó được, cũng càng cường đại hơn. Đây là từng bước một luyện ra. Lão giả tóc trắng không dám động thủ, chính là bởi vì hắn nhìn ra thể chất của nữ hài kia.
Người có thể tu luyện ra hậu thiên đạo thể, loại người này, không dễ chọc. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của đám người lão già tóc trắng, nữ hài càng chạy càng xa, cho đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Lão già tóc trắng thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu nhìn về phía thi thể lão già kia, hắn lắc đầu, nhìn về phía vĩnh hằng chi giới. Linh tổ, không thể rơi vào trong tay hoang tộc a. Nói xong, hắn cùng với hai người ở sau lưng muốn ly khai, đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía vĩnh hằng chi giới, chỗ đó, vũ trụ bích chướng đột nhiên xuất hiện kẽ hở. Nhìn thấy kẽ hở, đồng tử của lão giả rút thành hình dáng cây kim. Cứ như vậy, ở dưới ba người nhìn chăm chú, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng từ chỗ đó đi ra. Kiếm tu chậm rãi đi về phía đám người lão giả tóc trắng. Hai mắt lão giả tóc trắng híp lại, lúc nào vũ trụ bích chướng yếu như vậy? Ai cũng có thể tiến đến vĩnh hằng quốc độ. Rất nhanh, kiếm tu cùng đám người lão giả tóc trắng càng ngày càng gần, kiếm tu nhìn thoáng qua đám người lão giả tóc trắng, sau đó thu hồi ánh mắt. Bình tĩnh. Ở trong mắt kiếm tu cực kỳ bình tĩnh, ý nghĩa hắn không có hứng thú với mấy người lão giả tóc trắng. Nhưng lão giả tóc trắng lại có hứng thú với kiếm tu này, ba người chắn ở trước mặt kiếm tu. Thần sắc kiếm tu bình tĩnh, hắn nhìn về phía đám người lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng quan sát kiếm tu một chút, chuẩn xác mà nói là quan sát kiếm trong tay kiếm tu. Không phải thần khí, càng không phải siêu thần khí. Kiếm bình thường. Kiếm cực kỳ bình thường. Đối với điểm này, lão giả tóc trắng rất tự tin, thanh kiếm này chính là một thanh kiếm cực kỳ thông thường. Có việc gì sao? Kiếm tu đột nhiên hỏi. Thần sắc kiếm tu bình tĩnh. Giọng nói càng bình tĩnh, làm cho lão giả có chút không thoải mái. Người ở phía ngoài đi vào nơi này, không nên hạ thấp tư thái một chút sao? Hơn nữa bên ngoài cũng không có cường giả ngũ giới, nhưng hắn là cường giả ngũ giới chân chính. Kỳ thật, nói cho cùng là kiếm tu này bình tĩnh làm cho hắn không thoải mái. Coi thường. Hắn có một loại trực giác hoang đường, chính là kiếm tu này coi thường hắn. Vì vậy lão giả tóc trắng lạnh nhạt nói. Xuất kiếm. Giống như nghĩ đến cái gì, lão giả tóc trắng lại nói. Nhường ngươi năm kiếm, đến. Ngũ kiếm. Tiêu Dao Tử ngây cả người, sau đó lắc đầu, vòng qua ba người lão giả tóc trắng, đi. Xa. Hắn một kiếm cũng không muốn ra. Ở vĩnh hằng chi giới, thế nhân đều áp chế cảnh giới của mình, kiếm tu cũng không ngoại lệ. Hắn áp chế cảnh giới của mình, là không muốn hủy vĩnh hằng chi. Giới. Vô tình kiếm đạo. Cũng không phải là muốn hủy diệt thế giới, hai cái là hoàn toàn khác nhau. Nhân vật giống như Tiêu Dao Tử cùng Thiên Tú, cảnh giới đã không cách nào cân nhắc thực lực của bọn hắn. Phải nói, thực lực của bọn hắn, đã vượt ra cảnh giới hạn chế. Này giống như một ít thiên tài trong thế tục, những thiên tài này không nhìn tuổi tác hạn chế. Tuy đều là người, niên kỷ giống nhau, nhưng không thể phủ nhận, nhiều khi người giống nhau, niên kỷ giống nhau, nhưng có nhân sinh khác biệt trời vực. Tiêu Dao Tử cùng Thiên Tú chính là loại nhân vật này, loại người như bọn hắn, ở thế gian mặc dù không nhiều, nhưng không phải ít, sau khi đi vào vĩnh hằng quốc độ, thực lực của Tiêu Dao Tử và Thiên Tú cũng không yếu đi, trái lại còn mạnh hơn. Bởi vì ở chỗ này, có một số quy củ không cần tuân thủ. Nhìn thấy Tiêu Dao Tử đi xa, thần sắc của lão giả tóc trắng âm trầm xuống. Coi thường. Hắn lần nữa bị coi thường rồi. Chân hình lão giả tóc trắng lóe lên. Tiêu Dao Tử ngừng lại, bởi vì lão giả tóc trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Dao Tử nhíu mày, có chút không vui. Lão giả tóc trắng nhìn Tiêu Dao Tử. Vì sao không xuất kiếm? Tiêu Dao Tử thẳng thắn. Ngươi quá yếu. Ở trong lòng Tiêu Dao Tử, địch nhân của hắn hẳn là người cùng loại. Ví dụ như trung niên ở uyên giới, ví dụ như hư linh tộc vương hư linh nữ. Nghe vậy, thần sắc của lão giả tóc trắng cực kỳ khó coi. Yếu. Hắn đường đường cường giả ngũ giới đỉnh phong, lại bị người nói quá yếu. Hắn yếu sao? Lão giả tóc trắng giận quá hóa cười. Ta yếu, đến, lão phu nhường ngươi 5 kiếm, không, nhường ngươi 10 kiếm. Đến, xuất kiếm. Xuất kiếm. Tiêu Dao Tử nhẹ gật đầu, không có nói nhảm, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm ra, một tia kiếm quang lấp lóe. Khi kiếm quang xuất hiện, đồng tử của lão giả tóc trắng rút thành hình cây kim. Một kiếm này, thật nhanh. Nhanh đến hắn căn bản không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Giờ khắc này,
lão giả tóc trắng sử dụng lực lượng toàn thân. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nếu như không chặn được một kiếm này, hắn sẽ chết. Thời điểm lão giả tóc trắng xuất thủ, kiếm trong tay Tiêu Dao Tử đã vào vỏ, sau đó Tiêu Dao Tử đi xa, chỉ chốc lát đã biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả tóc trắng kia ở tại chỗ lặng rất lâu, sau đó nhục thể của hắn tách ra. Máu tươi kích xạ. Bất quá linh hồn của lão giả tóc trắng vẫn còn. Chỉ có điều, linh hồn này rất trong suốt, dường như tùy thời sẽ biến mất. Tại chỗ, linh hồn của lão giả tóc trắng đờ đẫn nhìn xa xa. Làm sao có thể, không có khả năng. Hai trung niên kia đã sớm ngây ra như phỗng. Trong một thông đạo truyền tống trận, ba người Dương Diệp còn chưa ra truyền tống trận kia, ba người đi song song, ở trên bờ vai Dương Diệp là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm cổ Dương Diệp, đầu dán hai má Dương Diệp nằm ngáy o. O, nhìn thấy linh tổ ỷ lại Dương Diệp như thế, bất kể là A Lãnh hay Hoang Doanh đều có chút kinh ngạc và hâm mộ. Đây chính là linh tổ, nhưng đối với một nhân loại ỷ lại như thế. Ngay lúc này, một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hoang Doanh, hắc ảnh nhìn Hoang Doanh thi lễ, sau đó nói khẽ. Cửu Điện Hạ, Hoang Doanh lạnh nhạt nói. Nói thẳng đi, hắc ảnh trầm giọng nói. Một huynh đệ ở phía trước dò đường đã vẫn lạc. Nghe vậy, Hoang Doanh nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hắc ảnh lắc đầu. Không biết, đột nhiên mất đi liên hệ, sau đó hồn bài của hắn vỡ vụn. Có cần thuộc hạ lại đi dò thám hay không? Hoang Doanh trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Không cần. Hắc ảnh nhẹ gật đầu, lui xuống. Hoang Doanh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và A Lãnh. Hai vị, phiền phức của chúng ta sợ là lại muốn bắt đầu. A Lãnh nói khẽ. Là thế lực nào? Hoang Doanh cười nói. Chỉ có hai phe thế lực, một thế lực là trong hoang tộc ta, còn một chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đến lúc này, chỉ có hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ dám nhúng tay chuyện của chúng ta. Hoang tộc không muốn ta trở về, đơn giản là có người không muốn ta thành Thế Tử Điện Hạ, Vĩnh Hằng Quốc Độ không muốn ta quay về hoang tộc, tự nhiên là không muốn để cho linh tổ theo ta quay về hoang tộc. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Huynh, ta cam đoan với ngươi, ngươi cùng ta quay về hoang tộc, an toàn của ngươi và linh tổ, Hoang Doanh ta dùng sinh mạng bảo vệ. Dương Diệp đi theo hắn quay về hoang tộc, không thể không nói, đây là một sự tình cực kỳ mạo hiểm. Bởi vì chuyến đi này của hắn, có thể là dê vào miệng cọp, muốn ra cũng ra không được. Nhưng Dương Diệp không có biện pháp khác, hiện tại nếu như hắn ly khai, hoang tộc vẫn sẽ tới tìm hắn, không chỉ như thế, không có A Lãnh và Hoang Doanh. Vĩnh Hằng chi giới cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ, phải nói thế lực vạn giới sẽ tìm đến hắn. Mà bây giờ, hắn chỉ cần đối mặt Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng hoang tộc. Còn sau khi tiến vào hoang tộc sẽ như thế nào, Dương Diệp không có suy nghĩ nhiều. Cùng Hoang Doanh ở chung mấy ngày, hắn cảm thấy Cửu Điện Hạ hoang tộc này cũng không tệ lắm, đã không tệ, vậy cùng hắn liều mạng. Bất kể là hắn hay Hoang Doanh, A Lãnh, tình cảnh hiện tại đều giống nhau. Hơn nữa, hắn cũng muốn đi xem hoang tộc đã từng đánh Vĩnh Hằng Quốc Độ hoa rơi nước chảy như thế nào. Ba người tiếp tục đi tới, ước chừng sau nửa canh giờ, trước mặt ba người xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Ba người xuyên qua cánh cửa kia, đi tới một bình nguyên. Hoang Doanh cười nói, nơi đây là sinh tử giới, có thể tính là địa giới của hoang tộc ta, hàng năm hoang tộc ta đều sẽ có vô số thanh niên được đưa đến nơi đây rèn luyện, ở chỗ này, có vô số thái cổ hoang thú. Còn có vô số sinh linh khác, những sinh linh cùng hoang thú kia đều thuần phục hoang tộc ta. Đệ tử hoang tộc ta tới nơi đây, vừa là tôi luyện bọn hắn, cũng là tôi luyện hoang thú cùng vô số sinh linh. Tự giết lẫn nhau. A Lãnh đột nhiên hỏi một câu, Hoang Doanh lắc đầu. Cũng không phải, loại rèn luyện này, mặc dù sẽ phân sinh tử, nhưng có thể rèn luyện người, cũng rèn luyện hoang thú cùng với những sinh linh thần bí kia. A Lãnh Clo Nương, Dương Huynh. Các ngươi hẳn rất rõ ràng thế giới này tàn khốc, nếu như bọn họ không ở nơi này rèn luyện mình, ra bên ngoài, là khó có thể tự vệ. Đặc biệt là hoang tộc ta, nếu như người ích trong tộc cùng các thế lực phụ thuộc hoang tộc ta không mạnh, hoang tộc ta tất nhiên sẽ biến mất khỏi lịch sử. Từ xưa đến nay, rất nhiều thế lực cùng gia tộc cường đại biến mất ở trong lịch sử rồi. Dương Diệp trầm giọng nói, Hoang Doanh huynh, hoang giới này không bằng Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hoang Doanh nao nao. Lập tức cười nói. Nếu như chia phân đẳng cấp, hoang giới này của chúng ta,
tính là thế giới trung đẳng, vĩnh hằng quốc độ xem như thế giới cao đẳng. Còn vĩnh hằng chi giới cùng một ít thế giới đặc thù khác, xem như thế giới hạ đẳng, còn có một chút thế giới khác, chỉ là bất nhập lưu. Dương Diệp. Hoàng Doanh lại nói. Sở dĩ vĩnh hằng quốc độ là thế giới cao đẳng, là bởi vì nơi đó có vĩnh hằng chi khí, ngoại trừ vĩnh hằng chi khí, còn có một điểm, chính là thế giới kia có vô số thế giới cùng với linh mạch mà hoàng tộc ta cũng không có. Linh mạch. Dương Diệp khó hiểu. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Một linh mạch to lớn, bao trùm lấy toàn bộ vĩnh hằng quốc độ. Vĩnh hằng thế giới có ba đại chí bảo, là thần linh linh mạch, linh tổ, vĩnh hằng chi khí. Có thể nói, chính bởi vì ba loại này, làm cho vĩnh hằng quốc độ vẫn luôn cao hơn thế giới khác một bậc. Người thường đi chỗ cao, vĩnh hằng quốc độ, tự nhiên là địa phương mọi người chúng ta muốn đi. Bởi vì nơi đó, là địa phương duy nhất trước mắt đã biết có thể cho người đột phá ngũ giới. Không đúng. Dương Diệp đột nhiên nói. Hoàng tộc ngươi không có cường giả trên ngũ giới. Có. Hoàng Doanh nói khẽ. Tổ tiên ta. Chỉ một cái. Dương Diệp kinh ngạc nói. Hoàng Doanh gật đầu. Chính xác mà nói, tổ tiên là người thuộc về không bị cảnh giới hạn chế. Dương Diệp trầm giọng nói. Thế nhưng nếu như ta không đoán sai, bên vĩnh hằng quốc độ hẳn có thật nhiều cường giả trên ngũ giới, đúng không? Hoàng Doanh khẽ gật đầu. Bên kia có, nhưng không phải đặc biệt nhiều, đương nhiên. Khẳng định hơn hoang tộc ta và các thế giới khác nhiều. Dương Diệp nói. Nói như vậy, thực lực của vĩnh hằng quốc độ còn mạnh hơn hoang tộc. Hoàng Doanh cười nói. Vốn chính là như thế. Ta minh bạch nghi ngờ của Dương Huynh, thực lực chỉnh thể của vĩnh hằng quốc độ mạnh hơn hoang tộc chúng ta, nhưng hoang tộc ta cũng có lá bài tẩy của mình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoàng Doanh, rất thức thời không hỏi nữa. Hoàng Doanh cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Nơi này không thể bay, một khi bay, sẽ bị trận pháp nơi đây công kích. Trận pháp này, cũng không phải trận pháp bình thường. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp và A Lãnh. Dương Huynh, A Lãnh cô nương, xuyên qua nơi đây, chính là hoang tộc ta rồi. Cha ta, những trưởng lão ủng hộ ta, giờ phút này đều đang ở cuối sinh tử giới chờ ta, chỉ cần ta vượt qua sinh tử giới. Hoàng Doanh ta chính là thái tử điện hạ của hoang tộc, khi đó, ngoại trừ hoang đế lão tổ, ta chính là người có quyền cao nhất hoang tộc. Ta có quyền điều động tất cả cường giả hoang tộc trừ hoang đế. A Lãnh nhìn thoáng qua Hoàng Doanh, trầm mặc. Dương Diệp nói khẽ. Hoàng Doanh huynh, thứ cho ta nói thẳng, nhân tâm phức tạp lắm. Hoàng Doanh cười nói. Lời ấy ta tán thành. Nói xong, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp và A Lãnh, sau đó nói. Dương Huynh, A Lãnh cô nương, hôm nay, có thể là thời gian cuối cùng của ba người chúng ta. Không bằng như vậy, ba người chúng ta kết nghĩa Kim Lan, được không? Kết nghĩa Kim Lan. Dương Diệp và A Lãnh nhìn nhau, sau đó hai người nhìn về phía Hoàng Doanh. Hoàng Doanh dựng bàn tay lên. Hoàng Doanh ta dùng thần hồn của mình thề, đời này kiếp này, quyết không phụ hai huynh đệ kết nghĩa. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên lắc đầu. Không cần. Hoàng Doanh và A Lãnh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Bất kể là huynh đệ hay bằng hữu, nhìn là tâm, nhìn là người, mà không phải lời thề. Nếu ba người chúng ta chung đụng hợp, dĩ nhiên chính là bằng hữu, dĩ nhiên chính là huynh đệ. Mà nếu quả là bằng hữu huynh đệ, lại cần gì phải thề. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hoàng Doanh. Hoàng Doanh huynh, là huynh đệ, hay địch nhân, đến hoang giới tự nhiên sẽ biết. Không phải sao? A Lãnh đột nhiên nói. Có lý. Hoàng Doanh cười phá lên. Hảo một câu nhìn là tâm, nhìn là người, tốt một câu bằng hữu cùng huynh đệ không cần lời thề, là Hoàng Doanh ta thiển cận rồi. Bằng hữu và huynh đệ chân chính, chưa bao giờ cần mấy thứ kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.